Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở ba người trước mắt, một người cầm đầu mặc cả người bạch bào, thần sắc lãnh đạm, cùng Diệp Thần khí chất có mấy phần tương tự, chính là Thần Uyên Thái Hư. Ở hắn bên người, còn đi theo ba người, bất ngờ là ở Long Môn hội họp lớn trên đã gặp, vậy bốn ẩn thế lực bên trong, cái khác ba đại thế lực truyền nhân. Thiên Long Điện Điện chủ chi tử, Long Thiếu Du. La Sát Hải Quỷ chủ đệ tử, Ngọc Tu La. Hư Cung Hỗn Huyết chi tử, Tần Thiên. Cái này ba bởi vì tham gia lần này bí cảnh chuyến đi, ngược lại là cũng không có bớt làm chuẩn bị, trong cảnh giới rối rít có đột phá, hôm nay cũng đã là thái chân cảnh hoặc là đến gần thái chân cảnh tồn tại. Đối với những thiên kiêu này mà nói, đột phá quá thật, cũng không phải là việc khó, chỉ bất quá, trước bọn họ ở lực cầu hoàn mỹ, áp chế cảnh giới thôi. Cho nên, cái này ba người thực lực cũng là vượt qua vậy thái chân cảnh sơ kỳ tồn tại. Diệp Thần nhìn Thần Uyên Thái Hư một mắt, nhàn nhạt nói chuyện gì. Thần Uyên Thái Hư, thần sắc có chút lãnh đạm, nhưng, cũng không có đối với Diệp Thần thái độ có cái gì bất mãn, mà là mở miệng nói, chúng ta ở vùng lân cận phát hiện một nơi có thể tồn tại cơ duyên chỗ, ngươi có không có hứng thú. Diệp Thần chớp mắt sau nói, à, đặc biệt tới nói cho ta. Thần Uyên Thái Hư nói, không đủ nhân viên, tiến vào nơi đó, không dễ dàng. Diệp Thần gật đầu một cái, ngược lại là không có gì không ưa, hắn và Thần Uyên Thái Hư không quen không biết, miễn cưỡng coi như là cùng một trận doanh, có thể tiến hành hợp tác, cũng chỉ có ở trao đổi lợi ích dưới tình huống. Đây cũng là Thần Uyên Thái Hư tại sao không tìm người khác hợp tác, đến tìm hắn nguyên nhân. Vậy thì vậy là đủ rồi. Diệp Thần nói, được, liền đi xem một chút đi, bất quá, ta muốn mang mấy người không thành vấn đề chứ. Hắn chỉ dĩ nhiên là Xích Linh Lung các người. Mới vừa, đối mặt Lâm Hung, ba phụ nữ thái độ hắn nhìn thấy, tự nhiên sẽ không hiện tại cầm ba phụ nữ bỏ lại. Xích Linh Lung ba phụ nữ, nguyên bản cũng làm xong bị Diệp Thần đá văng ra ý định, dẫu sao, lấy Diệp Thần thực lực, ba người có thể nói không việc gì trợ giúp. Thậm chí, Tử Uyển và Thanh Sương đều có thể gọi là phiền toái. Có thể, Diệp Thần lại vẫn là phải dẫn các nàng. Ba phụ nữ có chút thụ sủng nhược kinh. Ngọc Tu La các người đều là khẽ cau mày. Ba phụ nữ bên trong, liền Xích Linh Lung thực lực coi như không tệ, nhưng, các nàng cũng không nhận vì mình so Xích Linh Lung yếu nhiều ít, mang cái này ba người đưa đến trợ giúp rất có hạn. Nhưng, nếu là thật lấy được cơ duyên, còn muốn phân các nàng một ly canh. Có chút khó chịu. Bất quá, bọn họ bên trong, Thần Uyên Thái Hư thực lực mạnh nhất, hết thảy cũng lấy Thần Uyên Thái Hư quyết định làm chủ. Thần Uyên Thái Hư quét Xích Linh Lung ba phụ nữ một mắt, chính là gật gật đầu nói, có thể. Vừa nói, mấy người chính là cùng hướng một cái hướng khác đi tới. Đại khái nửa giờ sau đó, Diệp Thần các người chính là đi tới một nơi to lớn thác nước trước. Cái này thác nước, bay chảy thẳng xuống 3.000 xích. Chưa rõ ngân hà dơ chín tầng trời, nguy nga vô cùng. Thần Uyên Thái Hư nhìn vậy thác nước, đối với Diệp Thần nói, cảm nhận được liền sao. Diệp Thần ánh mắt tinh lượng, gật đầu một cái nói, ừ, phía sau, có lối đi. Không sai, Thần Uyên Thái Hư gật đầu một cái, lại là nói, nhưng, có bình phong che chở ngăn trở, chúng ta không vào được, ta đã thử qua, cái này bình phong che chở có tự động năng lực chữa trị, muốn đi vào phải chấm dứt cường lực tính. Ngay tức thì đem bình phong che chở kích phá, chúng ta mấy người chung nhau liên thủ, mới có thể làm được. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, được. Căn cứ hắn cảm giác, hắn không cần vận dụng Huyền Linh Châu, chỉ cần lấy Nguyệt Hồn Trảm một kích toàn lực phối hợp Thần Uyên Thái Hư các người, cần phải là có thể đem bình phong che chở kích phá. Đây là, Ngọc Tu La các người đều là khá là khiêu khích hướng Diệp Thần nhìn một cái. Long Môn hội họp lớn bên trên, bọn họ bị Diệp Thần so không bằng. Trong lòng là không phục. Lần này, bọn họ thực lực có tăng lên, đều đưa lần này kích phá bình phong che chở coi là một lần thi đấu, muốn vượt qua Diệp Thần. Diệp Thần ngược lại là không phản ứng gì. Thần Uyên Thái Hư nói, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị sẵn sàng. Một khắc sau, hắn trong mắt thần mang một tiếng, nạt nhỏ, động thủ. Nháy mắt tức thì, đếm đạo quang hoa bung ra, hướng vậy thác nước vò tới. Giờ phút này, Long Môn đảo đại điện, một đám người xem cũng không chớp mắt nhìn truyền ảnh tinh, nhưng, bọn họ ánh mắt nhưng là qua lại ở hai cái khu vực tới giữa di động. Một cái khu vực, biểu hiện là Diệp Thần đám người hình ảnh, bọn họ đang chuẩn bị công kích vậy thác nước, một cái khác hình ảnh bên trong nhân vật chính,
chính là Lâm Hung. Giờ phút này, Lâm Hung đang bước vào một cái u ám vô cùng sâm trong rừng. Hai phe này, hiển nhiên cũng là muốn có duyên, kỳ ngộ, loại chuyện này dĩ nhiên là hấp dẫn nhất con mắt. Cái này trong bí cảnh cơ duyên cùng kỳ ngộ, rất có thể cùng vậy không cách nào tưởng tượng cường giả có liên quan, hiển nhiên, sẽ không đơn giản như vậy. Chỗ tốt nhất định là vô cùng to lớn. Đây là, vậy thác nước bên trên, ánh sáng bạo tránh, vô số linh quang cuồng trào, lại là trực tiếp đem nước kia mạc chia làm hai, thủy mạc sau đó, xuất hiện một đạo năm màu bình phong che chở, mà ở bình phong che chở dưới, tựa hồ có một cái to lớn thiên nhiên hang. Động quật này, vô cùng là thâm thúy, không biết đi thông nơi nào. Long Thiếu Du phát ra một tiếng rồng ngâm, một súng bắn ra, long ảnh kèm theo, mà Ngọc Tu La chính là chém ra một đạo sát khí nồng đậm đao mang, tần thiên phương thức công kích, khá là quỷ dị, là một dấu bàn tay, nhưng, cái này trường ấn nhưng không ngừng ở hư không tới giữa chợt ẩn chợt hiện, tựa như có cực mạnh không gian quy luật. Thần Uyên Thái Hư cùng Diệp Thần, xuất thủ uy thế tựa hồ thông thường nhất, một người là một đạo thuần trắng kiếm quang, một người là một đạo ánh trăng vậy kiếm mang, nhưng, hai người công kích, nhưng giống vậy có một loại huyền diệu khó giải thích ý vị. Ngọc Tu La các người con người co giúp một cái, sắc mặt âm trầm xuống, bọn họ biết, mình bại. Diệp Thần công kích so bọn họ cao một tầng thứ. Ngay tại lúc này, một đạo màu đỏ kiếm mang bão táp ra, Ngọc Tu La các người lại là cả kinh, nhìn về phía Xích Linh Lung, giờ phút này, Xích Linh Lung nhàn nhạt quét ba người một mắt. Liền Xích Linh Lung, bọn họ đều đánh giá thấp. Long Thiếu Du lại là nhìn nhiều Xích Linh Lung mấy lần, bọn họ giống vậy có vô cùng là cường đại long tộc huyết mạch, Long Thiếu Du thậm chí chưa thấy được Xích Linh Lung so mình kém nhiều ít. Bất quá, Tử Uyển và Thanh Sương liên thủ nhất kích, mặc dù cũng không tệ lắm, có phổ thông cường giả tồn tại thực lực, nhưng, mấy người nhưng là không có không coi vào đâu. Rất nhanh, mọi người công kích rối rít rơi xuống vậy năm màu bình phong che chở bên trên, ầm một tiếng vang thật lớn, bình phong che chở vỡ vụn. Diệp Thần các người ánh mắt sáng lên, bắt được cái này cơ hội, rối rít một cái chớp động, liền tiến vào bình phong che chở sau đó. Ngay tại bọn họ mới vừa rơi vào lối đi kia bên trong lúc đó, vậy năm màu bình phong che chở lần nữa khôi phục. Diệp Thần các người nhìn nhau một cái, một khắc sau, chính là bước hướng lối đi chỗ sâu đi tới. Đồng thời, nhấc lên 120.000 chia tay chú ý, loại địa phương này xuất hiện có thể là cơ duyên, cũng có thể là nguy hiểm. Đám người một đường đi tới trước, có thể, cái này thác nước sau thần bí lối đi, nhưng tựa như không có cuối tựa như, bọn họ đi ước chừng 2 tiếng, lại là còn ở thẳng tắp hướng phía trước kéo dài. Thần Uyên Thái Hư các người đều là không khỏi được nhíu mày. Lần này bí cảnh chuyến đi, thời gian có hạn, bọn họ không thể nào vĩnh viễn ở chỗ này hao tổn nữa. Có thể, ngay tại lúc này, đám người nhưng là đột nhiên thần sắc động một cái. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện cái ngã ba. Cái này cái ngã ba, vô cùng là quỷ dị, không phải hướng tách ra hai bên, mà là một cái hướng lên trên, một cái hướng xuống dưới. Nói cách khác, một cái đi thông mặt đất, một cái đi thông lòng đất. Long Thiếu Du cau mày nói, hai con đường, đi như thế nào? Diệp Thần ngưng mắt nhìn xuống dưới lối đi nói, đi phía dưới xem. Hắn mơ hồ cảm giác, đất này để dưới cất giấu thứ tốt gì? Đám người gật đầu một cái, không việc gì dị nghị, vốn là, bảo vật liền tương đối có thể xuất hiện ở đề. Dẫu sao, trên mặt đất dễ dàng hơn bị phát hiện, cướp lấy, nơi nào cùng đạt được bọn họ tới lấy. Có thể không người nào có thể bảo đảm, cái này đại năng sáng tạo bí cảnh không có ai đã tới. Rất nhanh, đám người chính là một đường hướng xuống, không lâu lắm, bọn họ trước mắt chính là xuất hiện một đạo ánh sáng. Mọi người đi tới cửa hang chỗ. Nhưng là không khỏi được sắc mặt cuồng biến liền đứng lên. Chỉ gặp, ở bọn họ trước mắt xuất hiện một đạo huyết sắc phong bạo, đang từ trên mặt đất cuồng trào ra, chiếm đoạt dọc đường hết thảy, trên mặt đất, tựa hồ sinh tồn rất nhiều cổ quái sinh linh, giờ phút này, đều bị vậy huyết sắc phong bạo cuốn vào trong đó, thậm chí liền kêu thảm thiết, cũng không có phát ra, liền trực tiếp hóa thành một hồi xương máu, nụ cười ở huyết sắc phong bạo bên trong. Giờ phút này, vậy huyết sắc phong bạo đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng Diệp Thần các người nơi tới leo lên, tản ra vô tận hơi thở tử vong. Long Môn Đảo trong đại điện các khán giả, thấy một màn này, sắc mặt mơ hồ đều có chút trắng bệch. Gió bão này quá kinh khủng đi. Diệp Thần các người, vận khí quá kém,
nguyên vốn cho là, đi tới một cái cơ duyên chi địa, kết quả thế nào? Nhưng là đất chết à? Thảo, Long Thiếu Du không nhịn được mắng một tiếng nói, sẽ không, xui xẻo như vậy chứ. Vừa tiến đến, thì gặp phải quỷ dị này gió bão. Tần Thiên sắc mặt âm trầm nói, dựa theo gió bão này lên cao tốc độ, đi chạy trở về, sợ rằng không còn kịp rồi, hiện tại, chúng ta chỉ có thể dọc theo vậy hướng lên dọc theo lối đi, thử nghiệm, trở lại bề mặt trái đất. Ngọc Tu La cũng là cho mày nói, còn chờ cái gì, đi nhanh đi. Có thể, giờ phút này, thần Uyên Thái Hư nhưng là nhìn Diệp Thần một cái nói, ngươi, không muốn đi. Long Thiếu Du, Xích Linh Lung các người, nghe vậy, tất cả giật mình. Không muốn đi. Vậy, không phải chờ chết sao? Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy huyết sắc phong bạo, đột nhiên, trầm giọng nói, đây là ảo giác, lòng đất chỗ hẳn cất giấu cái gì? Hắn không có giấu giếm, nói thẳng, thần Uyên Thái Hư đối với cái này thác nước hiển nhiên cũng không có cái gì cất giữ, như vậy hắn vậy sẽ làm như vậy. Đám người nghe vậy, đều là ánh mắt chớp mắt, ngay tức thì thả ra thần niệm, hướng vậy huyết sắc phong bạo quét tới, có thể. Rất nhanh mặt của bọn họ sắc chính là âm trầm xuống, ở bọn họ cảm giác bên trong, gió bão này chân thực được không thể lại chân thực à. Thậm chí, bọn họ liền sinh linh kia mới vừa chết đi, lưu lại huyết tinh khí tức, cũng cảm thụ được rõ ràng. Liền liền thần Uyên Thái Hư cũng là cho mày, hiển nhiên không có phát hiện cái gì dị thường. Đây là, một đám người xem, nhìn Diệp Thần, không nhịn được lần nữa cười lên. Thằng nhóc này. Mặc dù thiên phú võ đạo siêu phàm thoát tục, có thể, có phải hay không có chút, quá tự tin à. Thằng nhóc này, không phải là thật lấy là, hắn đi tới chỗ nào, bảo vật liền ra bây giờ nơi nào, mình chính là trời chọn người liền chứ. Ảo giác, ta xem, thằng nhóc này là thật rất nguy chứng vọng tưởng, còn muốn kéo bạn đồng đội, cùng chết đâu. Thứ phán đoán này lực, thiên phú khá hơn nữa, cũng là một phế vật. Giờ phút này, tựa hồ không có một người. Nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Thần Uyên Thái Hư trầm mặc chốc lát, đột nhiên, mở miệng nói, Diệp Thần, ta lựa chọn đi lên. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, không nói gì. Hắn biết, thần Uyên Thái Hư tin tưởng chính hắn phán đoán, cho nên, phải đem vận mệnh nắm ở trong tay mình, đổi lại là hắn, vậy sẽ làm như vậy. Trong chốc lát, bốn ẩn thế lực mấy tên thiên kiêu rối rít rời đi, trước khi rời đi, Long Thiếu Du, Ngọc Tu La ba người còn khá là cổ quái nhìn Diệp Thần một mắt. Bọn họ vậy cho rằng, Diệp Thần cưỡng cầu, u mê. Chỗ này nhìn như rất địa phương thần bí, không có phát hiện, uổng phí liền một phen công phu, là rất đáng tiếc. Nhưng, người có lúc liền phải tiếp nhận thất bại của mình. Có thể, Diệp Thần đâu? Không chấp nhận, ngược lại đi đánh cuộc nhỏ xác suất chuyện kiện. Loại người này, đi không lâu dài. Liền liền Bắc Lăng Thịnh các người, cũng có chút nóng nảy, bọn họ không phải là không tin tưởng Diệp Thần, có thể, vậy hy vọng Diệp Thần không muốn đánh cuộc, muốn chọn ổn thỏa chút cách làm. Đây là, Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía như cũ đứng tại chỗ Xích Linh Lung ba người nói, các ngươi không đi. Xích Linh Lung ba người trong mắt tựa hồ có một chút do dự vẻ, nhưng, rất nhanh, cái này một chút do dự liền biến thành kiên quyết nói, chúng ta, tin tưởng ngươi. Diệp Thần khẽ cau mày nói, cho dù chính ta, cũng không phải 100% khẳng định, các ngươi hẳn đem mạng của mình vận, chắc chắn ở trong tay mình. Xích Linh Lung gật đầu một cái nói, ngươi chính là của chúng ta lựa chọn. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có lúc, tín nhiệm thật sự là một kiện không nói rõ ràng chuyện. Trong đại điện, ngay tại không ít người tất cả mặt lộ vẻ cười nhạt, chờ xem Diệp Thần mấy người chết thảm, hóa là huyết vụ một màn, bỗng nhiên. Có người kêu lên một tiếng nói, các người xem. Đám người ngay tức thì tay hắn chỉ phương hướng nhìn, ánh mắt rơi vào Lâm Hung trên mình. Chỉ gặp, Lâm Hung giờ phút này tựa hồ đi tới một tòa cổ xưa trong tế đàn. Tế đàn này rất lớn, để rất nhiều không biết tên xương thú, mà ở trong tế đàn tim chỗ, chính là một tôn to lớn cốt chế thánh bôi. Thánh bôi bên trong, lại là múc đầy màu máu. Mà vậy tản mát ra khí tức tà ác, gọi Lâm Hung. Chính là ly kia bên trong máu. Đám người thấy vậy đều là tròng mắt run lên. Cái này nhìn thật giống như là chân chánh đại cơ duyên à. Lâm Hung vận khí, nổ tung. So sánh với Diệp Thần, thật là một ngày đầy đất à. Có thể, bỗng nhiên, có người so sánh một tí tế đàn này hoàn cảnh chung quanh, cảnh sắc vân. Vân,
nhưng là cau mày nói, chỗ này, thật giống như vừa vặn khoảng cách Diệp Thần các người tiến vào chỗ kia thác nước, một giờ chặng đường, chẳng lẽ, vậy đi thông bề mặt quả đất lối đi, cuối cùng điểm cuối, chính là nơi này. Trong chốc lát, không ít người đều là cười, nhìn có chút hả hê cười. Nếu là thật như thế, Diệp Thần nên hối hận muốn chết chứ. Không chỉ có, muốn uổng tặng không tánh mạng, còn bỏ lỡ một tràng cơ duyên. Mà ngay lúc này, Lâm Hùng đã không kịp chờ đợi nhảy vào vậy xương trắng thánh bôi bên trong nồng nặc máu tươi bên trong. Nháy mắt tức thì, hắn trên mặt chính là xuất hiện một đạo vẻ mừng rỡ như điên, chỉ gặp, những huyết dịch kia đang nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn, bồi dưỡng hắn toàn thân cao thấp, mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một cái tế bào. Cường đại năng lượng, ở thân thể bên trong dâng trào, thậm chí, liền hắn hơi thở đều bắt đầu lên cao, hướng đột phá bước vào. Tất cả mọi người có chút thấy đờ ra, huyết dịch này là có nhiều nghịch thiên à. Mà cùng lúc đó, vậy huyết sắc phong bạo cuối cùng đã tới thác nước sau lối đi lối vào, một cái cuốn lên dưới, Diệp Thần ba người bóng người, ngay tức thì liền biến mất không thấy. Đám người thấy vậy đều là cười nhạt, Diệp Thần, cái này một đời yêu nghiệt lại chết như vậy à. Chết với mình cố chấp, rốt nát, lỗ mãng. Bắc Lăng Thịnh các người lần nữa kinh hoàng. Chẳng lẽ... lần này Diệp Thần thật đánh cuộc sai rồi. Liền liền Thần Uyên chi chủ sắc mặt vậy ngưng trọng, hắn một cái tay chặt chẽ nắm tay chỗ, cơ hồ phải đem tọa hạ vạn năm linh bằng gỗ ghế ngồi cũng trực tiếp bóp nát. Hai người so sánh, một ngày đầy đất à. Thiên phú võ đạo khá hơn nữa, sẽ không phán đoán, cũng là đường chết một cái. Diệp Thần chính là loại người này. Vậy ngay tại lúc này, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên từ một xó xỉnh trong cái hố sâu bên trong vọt ra. Bốn người ánh mắt đảo qua quanh mình, rất nhanh liền phát hiện Lâm Hung chỗ. Long Môn đảo trong đại điện đám người lại là kinh hô một tiếng nói, còn thật ở cùng một chỗ, Diệp Thần, thua thiệt lớn. Nếu như Diệp Thần các người, sớm một chút xuất hiện, hoàn toàn có cơ hội nghiền ép Lâm Hung, cướp lấy cơ duyên. Nhưng chính là kém như thế từng tia. Giờ phút này... Long Thiếu Du, Thần Uyên Thái Hư các người đều là con người có giúp một cái này lối ra lại có bảo bối. Trong chốc lát, bọn họ cảm thấy Diệp Thần quá đáng thương. Một khắc sau, Thần Uyên Thái Hư các người không chút do dự liền đối với đang ngâm ở máu tươi bên trong Lâm Hung phát ra công kích. Chỉ cần giết Lâm Hung, cơ duyên vẫn là bọn họ. Võ giả thế giới, vốn là mạnh hiếp yếu, không có gì đáng nói. Có thể, đây là một màn quỷ dị, xuất hiện. Chỉ gặp, vậy cốt chế thánh bồi ánh sáng chớp mắt, chính là triệu hoán ra một cái năm màu bình phong che chở, đem Lâm Hung bọc trong đó. Mọi người thấy vậy bình phong che chở ngay tức thì, chính là sắc mặt biến đổi. Cái này bình phong che chở cùng thác nước sau vậy đạo bình phong che chở khá làm tướng tựa như. Quả nhiên, một khắc sau, bốn người công kích rơi vào bình phong che chở bên trên. Có thể, nhận chịu cái này bốn tên thiên kiêu nhất kích. Cái này bình phong che trở lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Giờ phút này, Ngọc Tu La ba người đối với Diệp Thần bất mãn, thậm chí oán trách, sâu hơn. Tiểu tử đáng chết này, không nghe chỉ huy. Không chỉ có lãng phí tốt mấy phút, hiện tại, bọn họ liền cướp đoạt cơ duyên thực lực cũng không có. Nếu không, bọn họ là có năng lực đánh vỡ vậy năm màu bình phong che trở, đánh chết Lâm Hung, để cho thánh bôi bên trong máu tươi, biến thành bọn họ chiến lợi phẩm à. Bốn người chân mày đều là nhíu, nhưng, tay lại không dừng lại, không ngừng công kích năm màu bình phong che chở, có thể tựa hồ chuyện không ích gì. Mà Lâm Hung thần sắc nhưng là bộc phát hưng phấn, vui sướng liền đứng lên. Đắm chìm trong huyết dịch này bên trong, hắn rốt cuộc làm rõ ràng huyết dịch lai lịch. Máu tươi này là tên kia mở ra cái này bí cảnh cường giả, ở trong hư không săn giết quái vật máu, nguyên bản, tên kia đại năng là dự định lấy máu, tế tự. Lại dùng tới luyện chế đan dược. Quái vật này cụ thể thực lực mặc dù không rõ ràng, nhưng, Lâm Hung có thể khẳng định là, cái này hư không quái vật thực lực tuyệt đối không kém. Nếu như đem huyết dịch này, hoàn toàn hấp thu, đối với hắn Lâm Hung mà nói tuyệt đối là thiên đại chỗ tốt. Hắn thân thể vừa vặn phù hợp huyết dịch này thuộc tính à. Mặc dù, đi qua vô số năm tháng, huyết dịch này lực lượng cũng phải tiêu hao hầu như không còn, nhưng... có thể bị tên kia đại năng coi trọng quái vật, huyết mạch tự nhiên không tầm thường, cho dù hiện tại, Lâm Hung có thể hấp thu trong 1%, 0,1% huyết mạch tinh hoa, đều đủ để cho hắn hưởng thụ vô cùng à.
Năm đó chẳng biết tại sao, tên kia đại năng không có sử dụng máu tươi này, hiện tại, ngược lại là tiện nghi hắn. Giờ phút này, bên trong Nguyên Thiên Điện, Trung Nguyên Đồ nhìn trước mặt truyền ảnh tinh lên một màn, ha ha phá lên cười. Hắn không có đi Long Môn Đảo, mà là để cho dưới quyền ở hiện trường đem hình ảnh truyền tin tới đây. Tại sao không tiến lên đi Long Môn Đảo? Bởi vì sợ. Diệp Thần giết Đông Hoàng Vong Cơ sau đó, Trung Nguyên Đồ, liền sợ. Hắn và Diệp Thần giống vậy có thủ oán à? Hắn rõ ràng nhớ, Diệp Thần ngày đó, nhưng là phải hắn nợ máu trả bằng máu. Bất quá, hiện tại hết thảy đều kết thúc, Diệp Thần, chết. Bên cạnh một cô gái, cũng là cười nói, chúc mừng đế quân. Lúc này, Long Môn Đảo bên trong đại điện, Thiên Long Điện điện chủ, La Sát Hải quỷ chủ, Hư Cung cung chủ ba người đều là thần sắc âm trầm. Nguyên bản Lâm Hung lấy được cơ duyên hẳn là bọn họ đệ tử à, chính là bởi vì Diệp Thần. Tên này sai lầm phán đoán, hại chết mình coi như, còn để cho bọn họ đệ tử mất đi cơ duyên. Sao chổi sao? Cũng may, thằng nhóc này đã chết, coi như là dùng mạng tới tha tội. Nghĩ tới đây, cái này ba người lại là âm lãnh cười một tiếng. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đối với Diệp Thần lựa chọn, châm chọc, xem thường, than phiền vân. Vân. Nhưng, không có ai biết, giờ khắc này ở vậy huyết sắc phong bạo bên trong, Diệp Thần các người nhưng là chậm rãi mở hai mắt ra. Xích Linh Lung ba phụ nữ thấy vậy, đều là mặt hiện vẻ hưng phấn nói, vậy huyết sắc phong bạo, quả nhiên là ảo giác. Diệp Thần khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, mặc dù truyền ảnh tinh trên, vậy gió bão không có biến mất, nhưng trên thực tế nhưng sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương. Một khắc sau, Diệp Thần nhìn một cái trước mặt lòng đất vực sâu, mở miệng nói, chúng ta, đi xuống đi. Bốn thân người hình động một cái, liền rối rít biến mất ở lòng đất dưới. Đất này để dưới, khắp nơi trải rộng vô số tinh thạch sáng lên và thực vật, đem nơi này tô điểm được lộng lẫy và tuyệt vời. Xích Linh Lung cùng nữ sau khi xem, đều là mắt đẹp lóe sáng, hiển nhiên, cảnh trí như vậy để cho các nàng khá là thích. Cùng lúc đó, Long Môn Đảo trên đại điện, nguyên bản bị huyết sắc phong bạo tràn ngập hình ảnh, một cái chớp động sau đó, chính là lần nữa thay đổi. Trung Nguyên Đồ cùng với Thiên Long Điện điện chủ các người, đều là nụ cười cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không là chết sao? Tại sao lại có hình ảnh? Mọi người tại đây lại là phát ra từng tiếng kêu lên. Làm hình ảnh bên trong, xuất hiện Diệp Thần đám người bóng người lúc đó, tất cả mọi người đều là thử ra. Diệp Thần còn sống. Nói cách khác, mới vừa, Diệp Thần suy đoán là chính xác à? Vậy huyết sắc phong bạo, lại thật sự là ảo giác. Trung Nguyên Đồ cùng Thiên Long Điện điện chủ các người thấy vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đặc biệt là Trung Nguyên Đồ. Khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, thằng nhóc này, mệnh làm sao lớn như vậy? Đây là, Hư Cung cung chủ lạnh lùng nói, coi như vậy huyết sắc phong bạo, thật sự là ảo giác thì thế nào? Đất này để dưới, lại không nhất định thật sự có cái gì, hắn vẫn là lựa chọn sai lầm. Không ít người đều là gật đầu một cái, không tệ, còn sống cũng không đại biểu cái gì, Diệp Thần, vẫn là mất đi vậy trên tế đàn cơ duyên à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần các người chỗ ở hình ảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Giờ phút này, lòng đất dưới, đang hướng về phía trước tiến lên Diệp Thần các người đột nhiên con người co rúm một cái. Từ một khối núi đá sau đó, vọt ra khỏi một cái bóng đen, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng mấy người tấn công tới. Xích Linh Lung ba phụ nữ tất cả giật mình, bóng đen này cho các nàng một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Nhưng, Diệp Thần nhưng là mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Lạnh thấu xương kiếm quang bên trong, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ gặp, một đầu tương tự tinh tinh, cả người lông trắng, đôi cánh tay thủy tới đủ để, xinh đen nhánh, bén nhọn dài móng quái vật, bị trong thân thể tim chia làm hai, ngã trên đất. Quái vật này bất ngờ là một đầu miễn cưỡng có thái chân cảnh thực lực tồn tại, nhưng là bị Diệp Thần, một kiếm trong nháy mắt giết. Bất quá, chém giết quái vật này sau đó, Diệp Thần nhưng là thần sắc động một cái, đi tới quái vật thi thể trước, ánh mắt lóe lên nói, đây là. Chỉ gặp, quái vật này trên người vòng quanh nhàn nhạt xanh ánh sáng màu tím, cho dù đã bỏ mình, còn không có tản đi. Ba phụ nữ thấy vậy cũng là mặt hiện vẻ nghi hoặc. Đột nhiên,
Diệp Thần trong mắt dâng lên một cổ mãnh liệt sắc mặt vui mừng nói, chúng ta, đi về phía trước. Hiển nhiên, ở cái này trên thi thể có phát hiện. Xích Linh Lung có chút lo âu nói, trước mặt, biết hay không còn có cái gì quái vật. Diệp Thần khóe miệng dương lên một nụ cười nói, yên tâm, những quái vật này không đủ gây sợ hãi. Rất nhanh, Diệp Thần bốn người liền tiếp tục hướng sâu trong lòng đất bước vào, đi tới trước không lâu, bốn người bước chân chính là ngừng lại. Xích Linh Lung ba phụ nữ, trong mắt đều là hiện lên lau một cái vẻ rung động. Chỉ gặp, ở trước mặt các nàng xuất hiện một tòa thật to cửa điện. Cửa điện này trực tiếp xây ở một nơi vách núi bên trên, cửa điện bên trên, hoa văn phức tạp, nhưng đã tràn đầy năm tháng dấu vết. Rất nhanh, ba phụ nữ trên mặt chính là hiện lên vẻ vui mừng, cửa điện này xuất hiện, rất có thể, ý nghĩa sau cửa tồn tại cơ duyên à. Mà Long Môn Đảo trong đại điện đám người cũng là rối rít cau mày, bọn họ mới vừa rồi đều là châm chọc Diệp Thần, không coi trọng Diệp Thần, có thể hiện tại, thật giống như lần nữa bị mất mặt à. Đặc biệt là Thiên Long Điện điện chủ các người. Mà Trung Nguyên đồ chán gân xanh không ngừng nhảy, thật là đều phải giận điên lên. Nếu như Diệp Thần lại được cái gì cơ duyên, há chẳng phải là mạnh hơn. Tại sao có thể như vậy? Thằng nhóc này, chẳng lẽ liền lão trời cũng chiếu cố trước? Có thể, ngay tại lúc này. Đột nhiên tới giữa, đất này để bên trong truyền đến vô số tiếng thê lương gào thét. Chỉ gặp, hắc ám bên trong sáng lên từng đạo máu đỏ ánh sáng. Đó là một song song không thuộc về mình ánh mắt. Một khắc sau, vô số bóng đen từ hắc ám bên trong sông ra, chi chít, ở tinh thạch tia sáng chiếu rọi xuống, hiện ra từng đạo như vượn khỉ vậy dữ tợn dáng người. Chính là lúc trước bị Diệp Thần chém giết quái vật. Có thể hiện tại, chừng mấy trăm đầu hơn à. Trong chốc lát, Xích Linh Lung ba phụ nữ cũng hít thở không thông. Những quái vật này, thực lực có mạnh có yếu, nhưng tựa hồ không có thấp hơn thái chân cảnh rất nhiều à. Tương đương với, các nàng đồng thời phải đối mặt mấy trăm tên thái chân cảnh cường giả. Diệp Thần mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh đến lực kháng mấy trăm tên đến gần quá thật tồn tại trình độ chứ. Nói cách khác, các nàng bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Long Môn Đảo trong đại điện đám người cười. Diệp Thần nhạc cực sinh bi. Mới vừa rồi huyết sắc phong bạo là ảo giác, những quái vật này, sẽ không lại là ảo giác liền chứ. Đối mặt mấy trăm tên đến gần quá thật cường giả vây công, ngươi là Long, vậy được hài cốt không còn à. Trung Nguyên đồ cùng Thiên Long điện điện chủ các người lại là đại hỷ. Cái này nhóc xác rưởi, gặp báo ứng. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, chợt đối với Xích Linh Lung ba phụ nữ quát to, các ngươi, lui về phía sau. Ba phụ nữ nghe vậy, do dự một tí, nhưng, rất nhanh chính là cùng hướng phía sau thối lui. Mặc dù, lý trí nói cho các nàng biết, Diệp Thần không phải cái này mấy trăm con quái vật đối thủ, nhưng, có lẽ Diệp Thần như cũng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Mà các nàng ở lại chỗ này, chỉ sẽ để cho Diệp Thần, bó tay bó chân. Ngay tại lúc này, vậy mấy trăm đầu lông trắng quái vật phát ra một tiếng gầm thét, mỗi một con quái vật đều là đối với Diệp Thần phát khởi công kích. Từng đạo xanh màu tím chảo mang, trùm tia sáng vân. Vân, rối rít hướng Diệp Thần phun trào tới. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới lòng đất đều bị cái này mấy trăm con quái vật công kích, chiếu sáng. Vô số đất đá, ở công kích này năng lượng cường đại bên trong tan rã, toàn bộ dưới đất, thật là giống như muốn ở công kích này bên trong sụp đổ vậy. Không khí, cũng phải hoàn toàn bốc hơi. Thậm chí liền hư không đều bắt đầu ở những quái vật này liên thủ một kích uy lực dưới, bắt đầu tan rã. Xích Linh Lung ba phụ nữ, ở một kích này uy lực kinh khủng dưới, liên tiếp lui về phía sau. Cho dù cách nhau cực xa, vẫn là không hẹn mà cùng phun ra búng máu tươi lớn, chỉ là một món dư âm, sẽ để cho các nàng bị thương không nhẹ. Thậm chí, Thanh Sương cùng Tử Uyển hơi thở đều đã không yên. Trên Long Môn Đảo một đám người xem, thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm, bị sợ được. Một kích này, nếu là ở Táng Thiên Hải bên trong, liền một tòa dáng vóc to hòn đảo cũng có thể trực tiếp kích hủy chứ. Diệp Thần đều không phải là bị đánh thành xương máu, hẳn đã trực tiếp khí hóa liền chứ. Dù sao không có từng tia khả năng còn sống. Mà Bắc Lăng Thịnh các người cho dù lại tin tưởng Diệp Thần, giờ khắc này, cũng là gần như tim chết, Nam Tiêu Ly thậm chí trực tiếp đau khổ. Diệp Thần sáng lập vô số kỳ tích, quay đầu lại còn là kết cục như vậy sao?
cao hứng nhất phải kể là thuộc Trung Nguyên Đồ và Thiên Long Điện Điện Chủ đám người. Diệp Thần là Trung Nguyên Đồ cửu nhân, mà Thiên Long Điện Điện Chủ mấy người, hận Diệp Thần phá hủy bọn họ đệ tử cơ duyên, cũng coi là nửa cửu nhân. Diệp Thần chết, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Không lâu lắm, vậy vô tận ánh sáng, dần dần thu liễm đi xuống, tất cả mọi người là hơi có vẻ mỉa mai nhìn truyền ảnh tinh, ở bọn họ dự đoán bên trong, ánh sáng dưới, hẳn là trống rỗng, cái gì cũng không có. Tất cả mọi thứ hẳn ở đó vô tận năng lượng dưới bốc hơi, bao gồm Diệp Thần. Bọn họ suy đoán, phần lớn là đúng. Trên mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, cái này trong cái hố sâu bên trong, trống rỗng, tựa hồ cũng thành trạng thái chân không, cường đại năng lượng dư âm còn lượn lờ ở bốn phía, mơ hồ hóa thành một cái lực tràng, cái này lực tràng khá là đặc thù, bao phủ cái này một phiến vùng chân không, đồng thời, tản ra nhàn nhạt xanh màu tím chói lọi. Mà ở dưới quang huy, bất ngờ xuất hiện một bóng người. Toàn bộ Long Môn đảo tựa hồ cũng theo bóng người này xuất hiện, lâm vào vĩnh hằng hắc động bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tên này, là người, vẫn là quỷ. Không ít người đều là nuốt nước miếng một cái, trong mắt run rẩy hướng bóng người kia nhìn. Chỉ gặp, bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, một tấm lãnh đạm khuôn mặt, đập vào mi mắt. Diệp Thần. Người này, dĩ nhiên là Diệp Thần. Chuyện đương nhiên, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi kết quả. Diệp Thần lại thật ở nơi này mất đi một kích xuống, còn sống. Đừng nói còn sống, thậm chí là không chút tổn hao nào à. Lần này, liền Thần Uyên chi chủ Âu Dương Hôi, Hà Tiêu, Lý Thiên Hâm ba người đều là ngây ngẩn. Coi như, Diệp Thần có thủ đoạn gì có thể sống sót, nhưng không chút tổn hao nào. Khoa trương chứ. Ánh mắt của bọn họ cực kỳ cay độc, tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thần đang đối mặt Lục Băng, Lý Thiên Tuyệt lúc đó. Mặc dù nghịch thiên, nhưng, cũng bất quá là cho thấy yêu nghiệt thực lực, không thể nào không bị thương tiếp một kích này à. Đây chính là mấy trăm tên quá thật tồn tại liên thủ nhất kích à. Đây là, Hà Tiêu ánh mắt động một cái nói, các người xem. Hắn, thật giống như đang hấp thu những quái vật kia công kích dư âm. Liền hắn mình nói xong, cũng có chút không dám tin, quá nghịch thiên. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện sôi trào. Tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm nhìn một màn này, bọn họ từ chưa có nghe nói qua, có người có thể đủ trực tiếp cầm đối phương lực lượng hấp thu à. Mà Bắc Lăng Thịnh các người chính là kích động được cũng muốn khóc. Diệp Thần giờ phút này, thần sắc nhưng là vô cùng rửng rưng, hắn ánh mắt nhỏ tránh nhìn vậy một bầy quái vật, liền những quái vật này đều là thử ra, trợn tròn mắt. Trên thực tế, lấy Diệp Thần thần niệm lực, sớm liền phát hiện những quái vật này tồn tại. Có thể. Hắn tại sao còn dám tiếp tục tiến về trước? Nếu như bình thường động thủ, cho dù hắn vận dụng Huyền Linh Châu và Hoang Ma Thiên Kiếm cùng những quái vật này liều chết đánh một trận, có lẽ, hắn cuối cùng có thể sống sót, nhưng vậy phải bỏ ra giá không nhỏ. Thậm chí, dưới vạn bất đắc dĩ, còn muốn lần nữa mạo hiểm cháy Huyền Yêu tinh máu. Hắn sở dĩ không sợ, nguyên nhân chính là, những quái vật này trong cơ thể năng lượng rất lớn một phần là thuần túy tinh thần và hủy diệt lực. Rất ít, có chủng tộc có thể dựa vào tinh thần và hủy diệt lực tu luyện, hiển nhiên, quái vật này cũng là được trời ưu đãi giống, nếu như bình thường cùng kẻ địch giao thủ, chiến lực thậm chí muốn vượt qua vậy cùng cấp tồn tại. Đáng tiếc, bọn họ gặp Diệp Thần. Tu luyện tinh thiên luyện thể thần thông và hủy diệt đạo ấn Diệp Thần, hoàn toàn là những quái vật này trung cực khắc tinh à. Lấy trạng thái bây giờ, lại là trực tiếp đem đối phương công kích phần lớn năng lượng phần lớn hấp thu. Dĩ nhiên. Đây cũng không phải là ai đều có thể làm được. Nếu như là phổ thông võ giả, mặc dù có thần thông như thế, sợ rằng còn sót lại lực lượng, vậy đủ để đem mất đi. Diệp Thần trên thực tế cũng là bị thương, chỉ bất quá, dựa vào vô cùng cường đại sinh mệnh lực và bát quái thiên đan khôi phục lại thôi. Một điểm khác, cho dù bọn họ thể chất siêu cường, có thể sống sót, cũng không khả năng duy nhất nuốt vào năng lượng to lớn như vậy à. Thân thể sẽ bị căng bể. Cũng chỉ có Diệp Thần, có thể làm được. Giờ phút này, Diệp Thần trên mặt lộ ra lau một cái thỏa mãn thần sắc, cái này thuần túy tinh thần và hủy diệt năng lượng bị hắn tinh mạch hấp thu, ngược lại làm thân thể có nho nhỏ tiến bộ. Những quái vật này, rất nhanh liền phản ứng lại, mình năng lượng công kích ưng ý trước quỷ dị này sinh vật lại không có hiệu quả. Bọn họ tức giận hơn, cũng là rất nhanh thay đổi chiến thuật, thét lên hướng Diệp Thần nhào tới, muốn cùng Diệp Thần cận chiến.
Diệp Thần thấy vậy, cười. Những quái vật này nhìn như dữ tợn, trên thực tế không hề sở trường sáp lá cà, cường độ thân thể rất giống nhau, mà hắn Diệp Thần am hiểu nhất một cái phương diện, là cái gì? Không phải là thiếp thân sáp lá cà sao? Và hắn cận chiến. Nhiều gấp đôi đi nữa, những quái vật này cũng không đủ xem. Hơn nữa, mất đi tinh thần năng lượng cái này chỗ dựa lớn nhất, những quái vật này chiến lực, bản thân liền giảm xuống không thiếu. Lúc này, Diệp Thần giống như hổ nhập bầy cừu vậy, trực tiếp vọt vào vậy lông trắng tinh tinh bên trong, trường kiếm cuồng vũ, điên cuồng chém giết. Trong chốc lát, chân tay cụt đoạn thể tung tóe, đầu lâu bò lổn ngổn, tình cảnh cực độ máu tanh. Diệp Thần nhìn như thật là giống như là địa ngục bên trong đi ra, tàn sát hết thảy sát thần à. Thấy một màn này, trong đại điện võ giả, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên dùng cả mình. Máu, đối với võ giả mà nói, cũng không xa lạ gì, có thể, vậy không gặp qua như thế giết à. Giết mổ đến gần thái chân cảnh tồn tại, thật là giống như làm thịt gà giết vịt như nhau. Đếm nén nhang công phu sau đó, trong sân liền chỉ còn lại có một đạo hoàn chỉnh bóng người, thân ảnh này cả người nhuốm máu, giống như ác quỷ. Mà ở hắn bên người, máu, nội tạng, chân tay cụt đoạn thể, đầu lâu, trải đầy đất. Thật là, giống như là địa ngục cuộn sạch vậy. Khủng bố tà dị tới cực điểm. Trung Nguyên Đồ, Thiên Long Điện điện chủ các người, giờ phút này đều là trầm mặc. Liền bọn họ vậy rung động. La Sát Hải quỷ chủ mạnh trống lên một nụ cười nói, đừng nóng, nói không chừng, cửa kia sau đó cất giấu nguy hiểm lớn hơn nữa. Không ít người, đều là gật đầu một cái. Không tệ, ai có thể bảo đảm, sau cửa, nhất định có chỗ tốt. Đây là, Xích Linh Lung ba phụ nữ cũng có chút ngây ngẩn đi tới, đối với Diệp Thần hỏi, làm sao bây giờ? Diệp Thần nhìn một cái cửa kia, ánh mắt sáng lên nói, sau cửa, có thứ tốt. Chỉ là đứng ở trước cửa, huyết dịch hắn đều có một loại sôi trào cảm giác à. Theo bản năng cửa đối diện sau vật sinh ra to lớn khát vọng. Một khắc sau, Huyền Linh Châu xuất hiện ở trong tay, Huyền Linh phá thi triển. Diệp Thần thân hình động một cái, chính là một cái Huyền Linh phá đập vào trên cửa. Ầm một tiếng vang thật lớn, cửa này trực tiếp bị cái này chí cường nhất kích oanh đập mở ra. Nháy mắt tức thì, ánh sáng sáng chói hiện ra ở trước mắt mọi người. Xích Linh Lung ba phụ nữ, nhìn trước mắt một màn, không khỏi được có chút ngây dại. Giờ phút này, màn ảnh bên trong xuất hiện bất ngờ là một phiến lóe lên vô tận ánh sao, giống như tinh vân giống vậy không gian kỳ dị. Không ít người, đều là ngẩn ra nói, đây là cái gì? Lý Thiên Hâm nhìn vậy tinh vân không gian, đôi mắt bên trong thoáng qua vẻ khó tin nói, đây là hư không tinh hải. Hư không tinh hải. Tất cả mọi người đều ngu. Cái này bí cảnh không phải tự tại thiên biến thành sao? Tại sao có thể có hư không tinh hải? Hư không tinh hải, nhưng mà trong hư không, một cái vô cùng chỗ thần bí à, muốn huyễn hóa ra tới cơ hồ là không thể nào. Hà Tiêu cũng là kinh vi thiên nhân địa đạo, đây không phải là biến thành, mà là vị tiền bối kia, lấy đại thần thông đem một phần chia hư không tinh hải, phong ấn ở liền mình tự tại thiên bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ trong đại điện ngược lại hút khí lạnh tiếng. Này thay nhau vang lên. Quá kinh khủng đi. Liền hư không tinh hải, cũng có thể phong ấn. Vị này đại năng, kết quả nghịch thiên đến vì sao bước to như vậy à? Sợ rằng ở thái thượng thế giới đều là chí cường. Diệp Thần nhìn vậy hư không tinh hải, lộ ra một nụ cười. Mới vừa rồi những quái vật kia nhất kích, chỉ có thể coi như là khai vị món đi, hiện tại chủ món tới. Hắn đôi mắt bên trong, một phiến nóng như lửa. Hư không tinh hải, có thể nói là thích hợp nhất tinh thiên luyện thể thần thông nơi tu luyện liền à. Cũng chính là vì vậy, hắn mở ra tinh mạch thân thể, mới sẽ theo bản năng đối với cửa này sau tinh thần năng lượng, sinh ra khát vọng. Nếu như, đem cái này phiến tinh hải bên trong tinh thần năng lượng toàn bộ hấp thu, hắn thân xác cường độ sẽ lại còn một cái đại phúc tăng lên chứ. Thậm chí, liền tinh thiên luyện thể thần thông cũng có thể đột phá đến cái kế tiếp cảnh giới. Lúc này, Diệp Thần cao nhất đẳng cấp tinh mạch chỗ tốt liền thể hiện ra. Lý Vô Vọng vậy luyện liền môn thần thông này, nhưng, để cho hắn đi tới nơi này tinh hải, phỏng đoán muốn hấp thu xong toàn tinh hải năng lượng, được tiêu phí vô cùng là lâu dài thời gian, Diệp Thần cũng không giống nhau. Đây là, Diệp Thần quay đầu đối với Xích Linh Lung ba phụ nữ nói, cái này hư không tinh hải bên trong, tràn đầy đậm đà tinh thần năng lượng,
các ngươi mặc dù không cách nào hoàn toàn hấp thu, nhưng, cho dù ở bên trong tiến hành tu luyện, để cho tinh thần năng lượng dễ chịu thân thể, cũng có không thiếu chỗ tốt. Ba phụ nữ nghe vậy, mừng rỡ gật đầu một cái. Các nàng tin tưởng Diệp Thần, quả nhiên là chính xác. Một khắc sau, bốn người liền đồng thời tiến vào hư không tinh hải bên trong, Diệp Thần trong mắt thần mang bạo tránh, tinh thiên luyện thể thần thông trình độ cao nhất vận chuyển, vậy vô tận tinh thần lực liền như cá voi hút nước vậy tràn vào trong cơ thể hắn. Mà Xích Linh Lung ba phụ nữ quanh thân, cũng là lượn lờ một tầng ánh sao. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua trước, thời gian đảo mắt, một ngày thời gian, đi qua. Bề mặt trái đất tế đàn. Ở thần uyên thái hư các người không ngừng dưới sự cố gắng, rốt cuộc đã tiêu hao hết vậy hài cốt thánh bôi năng lượng, năm màu màn sáng bên trên hiện lên đạo đạo liệt ngân, cuối cùng, rắc rắc một tiếng, hoàn toàn bể tan tành. Bốn người thấy vậy đều là vui mừng, thì phải xuất thủ lần nữa, đem Lâm Hung đánh chết. Có thể, ngay tại lúc này, bốn người nhìn vậy hài cốt thánh bôi nhưng là không khỏi con ngươi co rúm một cái. Chỉ gặp, thánh bôi bên trong máu. Lại là đã một giọt không dư thừa. Cùng lúc đó, Lâm Hung bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn cặp mắt đã hoàn toàn biến thành yêu dị màu đỏ như máu. Một cổ kinh khủng tà sát khí, từ trong cơ thể hắn kích động ra. Thần uyên thái hư bốn người đều là không nhịn được nhướng mày một cái, cho dù là bọn họ ở nơi này tà sát khí dưới sự xung kích, cũng có chút kiềm chế. Đây là, Lâm Hung nhìn về phía bọn họ bốn người, thần uyên thái hư các người đều là tim căng thẳng. Có một loại bị âm hồn lệ quỷ nhìn chằm chằm cảm giác. Đối mặt cái này bốn tên thiên kiêu, Lâm Hung lại là một bộ hoàn toàn không đem đối phương các người coi vào đâu dáng vẻ, cười lạnh nói, mới vừa rồi, chính là các người muốn hư bổn công tử chuyện tốt. Hắn tiếng nói vừa dứt, một hồi khủng bố uy thế, chính là hướng thần uyên thái hư bốn người vọt tới. Nháy mắt tức thì, thần uyên thái hư các người, sắc mặt đều là khó coi. Thật là mạnh. Hấp thu thánh bôi bên trong, toàn bộ huyết dịch Lâm Hung, giờ phút này bất ngờ đã đột phá không chỉ một tầng trời ạ. Hơn nữa trạng thái vẫn là cực kỳ đỉnh cấp như vậy. Lâm Hung cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, âm ngoan cười một tiếng, hắn bây giờ cảm giác mình chính là không gì không thể tà thần. Hắn lẩm bẩm nói, Diệp Thần, ngươi mang cho ta sợ hãi, khuất nhục, tuyệt vọng, ta cũng nhớ đâu, không biết lần sau lúc gặp mặt. Người còn có thể hay không tiếp tục người đàn ông đi xuống đâu. Lâm Hung trong mắt chấp động trình độ cao nhất bạo ngược ý, mơ hồ thậm chí có ma tính. Hấp thu vậy tà ác máu, cũng không phải là chỉ có chỗ tốt, giờ phút này, Lâm Hung đã dính liền một loại sâu tận xương tủy tà tính, nhất định phải không ngừng giết người, mới có thể chậm tách ra, nếu không, tất nhiên sẽ bị tà tính cắn nuốt, khi đó, thì không phải là hắn ở nắm giữ tà máu, mà là tà máu đang khống chế hắn. Rất nhanh, Lâm Hung chính là ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần uyên thái hư bốn người nói, dùng trước những người này, tới thỏa nguyện một chút đi. Thần uyên thái hư hít sâu một hơi, quát to, toàn lực ra tay. Long Thiếu Du, Tần Thiên, Ngọc Tu La ba người, đều là thần sắc đông lại một cái, cũng biết, giờ phút này đã không phải là nương tay thời điểm. Nháy mắt tức thì, Long Thiếu Du cả người oai rồng cuồn cuộn, thân hình chớp mắt, liền kích hoạt long tộc huyết mạch. Tản ra vô cùng cường đại long tộc hơi thở, mơ hồ còn có một loại vương giả oai. Hắn quả thật thân cái vương giả huyết mạch, bất quá, cái này vương giả huyết mạch cũng không phải là quá thuần túy. Tần Thiên quanh thân hư không lực cuồng trào, cả người cũng là hiện ra một loại thú hóa trạng thái, cả người dài ra lũ lũ lông đen, vô số phủ văn vần quanh. Cái này người sói đôi mắt xanh biếc, nơi mi tâm có một đạo phủ văn dấu vết, không thiếu trong đại điện võ giả thấy một màn này. Đều là con người co giúp một cái. Giờ phút này, Tần Thiên hình dáng, cùng truyền thuyết bên trong loại nào đó hư không yêu thú, hư linh chó sói, khá làm tướng tựa như. Cái này hư linh chó sói, cho dù ở hư không yêu thú bên trong, đều là thuộc về cường đại tồn tại. Tần Thiên hiển nhiên thân cái hư linh chó sói huyết mạch. Hắn một đôi mắt xanh, đang vô cùng tham lam nhìn Lâm Hung. Trên thực tế, người ở tại tràng thích hợp nhất vậy tà máu là hắn. Bởi vì, cái này tà máu đến từ một đầu hư không quái vật. Và Tần Thiên, coi như đồng nguyên. Nếu như Tần Thiên đem Lâm Hung chiếm đoạt, đoạt tà máu, huyết mạch thậm chí có thể lên cấp. Ngọc La sát quanh thân phun trào ra vô cùng là sát khí mãnh liệt, quỷ khí, mặt mũi tuy đẹp, nhưng là cho người một loại vô cùng là thâm độc cảm giác,
sau lưng lại là nổi lên một tôn ác quỷ Tu La hư ảnh. Thần Uyên Thái Hư, ngược lại là không có bất kỳ biến hóa, nhưng, khí tức trên người nhưng là bộc phát ác liệt. Đây là, Lâm Hung, động. Hắn khẽ quát một tiếng nói, quỷ dừng ma bước. Nháy mắt tức thì, Lâm Hung thân hình, liền tại chỗ biến mất, tế đàn vùng lân cận, hiện lên vô số quỷ ảnh. Long Môn Đảo trong đại điện, đám người sắc mặt biến đổi, giờ phút này Lâm Hung thi triển mặc dù vẫn là quỷ rừng ma bước, nhưng, và ban đầu đối mặt Diệp Thần lúc đó, hiệu quả căn bản không có thể thường ngày mà nói à. Mạnh mẽ quá nhiều. Bất luận là phương diện tốc độ, vẫn là những quỷ kia ảnh độ chân thật bên trên. Thật là để cho người, không cách nào phân biệt. Thiên tuyệt tà thể. Đây là, lại là một tiếng trầm thấp khẽ nói, ở chung quanh tế đàn vang vọng. Vậy tà ác hơi thở, bộc phát đậm đà, không khí cũng đổi được sình sệt liền đứng lên. Hủ long thi độc, màu tím nhàn nhạt tràn đầy sương mù mở, Thần Uyên Thái Hư bốn người, thần sắc càng thêm khó coi. Bọn họ thậm chí đã sinh lòng ý rút lui, nhưng, giờ phút này bị Lâm Hung phong tỏa, một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác, kiềm chế ở trong lòng, không người nào dám tùy tiện chạy trốn. Duy nhất còn có thể giữ bình tĩnh, cũng chỉ Thần Uyên Thái Hư. Nhưng cho dù là hắn, trong mắt cũng là một phiến âm trầm. Ngay tại lúc này, Thần Uyên Thái Hư đột nhiên kiếm quang chỉ một cái, hướng nơi nào đó, toàn lực chém xuống, nạt nhỏ, khai thiên thần kiếm. Một kiếm ra, nếu có khai thiên oai. Sợ hãi vô cùng kiếm quang, lại là ngay tức thì đem vậy cuồn cuộn tà khí, quét sạch không còn một mống. Long Môn Đảo đám người thấy vậy đều là không nhịn được kinh hô một tiếng. Thần Uyên Thái Hư thực lực. Thật to ngoài bọn họ ý liệu à. Một kiếm này, sợ rằng cho dù là so hắn mạnh hơn cường giả đối mặt, cũng sẽ phải chịu uy hiếp chứ. Mấu chốt nhất là, Thần Uyên Thái Hư lại có thể phong tỏa Lâm Hung vị trí. Quá yêu nghiệt. Mặc dù, không giống Diệp Thần như vậy, có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới mà chiến, cũng đã đủ siêu thoát suy nghĩ. Mà nguyên bản, không tìm được Lâm Hung vị trí Long Thiếu Du các người cũng là ngay tức thì có mục tiêu. Rối rít toàn lực ra tay, hướng Thần Uyên Thái Hư kiếm quang phương hướng chỉ công tới. Cái này mấy tên bốn ẩn thế lực cường giả cũng là không tầm thường. Thực lực, tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới cao hơn, ở thái chân cảnh một ít thiên nhân vực thiên tài bên trong đều là thuộc về cường giả. Bốn người cái này liên thủ nhất kích, ngược lại cũng là thanh thế cuồn cuộn, tựa như có thể càn quét hết thảy. Có thể, ngay tại lúc này. Trong tế đàn nhưng là vang lên một tiếng khinh thường cười lạnh nói, cái này, chính là các ngươi toàn lực. Một khắc sau, một tiếng âm hàn hét lớn, giống như thiên lôi vậy nổ vang. Bách đồ quyền. Một đạo sát khí, tà khí lượn quanh dấu quyền, ngay tức thì ở trên tế đàn không ngưng tụ. Mọi người thấy dấu quyền này, ánh mắt đều là một đột. Thập đại ác nhân bên trong, điên đánh chết ma chính ti tuyệt kỹ. Trước. Cái này Lâm Hung thi triển bách đồ quyền mặc dù mạnh, nhưng, ở mọi người nhìn lại cũng không có đến biết bao sợ hãi bước. Có thể hiện tại, Lâm Hung lần nữa thi triển, nhưng là hoàn toàn đem quyền ý bên trong điên cuồng, tàn nhẫn, hung ác, bày ra à. Một quyền này, thật là giống như căn bản không phải do loài người đánh ra, mà là tới từ một đầu diệt thế cự ma vậy. Nháy mắt tức thì, Thần Uyên Thái Hư bốn người công kích cùng cái này bách đồ quyền, ầm ầm đụng nhau. Rồi sau đó, bể. Long Thiếu Du, Tần Thiên, Ngọc Tu La ba người đánh ra long ảnh thương mang, móng vuốt sói trưởng ấn, quỷ sát hàn mang, rối rít bể tan tành. Căn bản không có ngăn cản lực. Chỉ có Thần Uyên Thái Hư khai thiên kiếm quang, kiên trì được. Nhưng cũng là không ngừng run rẩy. Rốt cuộc, mấy cái hô hấp sau đó, liền khai thiên kiếm quang đều là ở đó dấu quyền dưới nổ tung. Dấu quyền này, tuy là đạm bạc rất nhiều, nhưng như cũ hướng bốn người trấn áp tới. Bốn người thấy vậy, đều là hơi biến sắc mặt, thân hình động một cái liền hướng bốn phương hướng tránh đi. Ầm một tiếng, một quyền này đập vào chỗ trống. Mặc dù, không có đánh trúng bốn người, nhưng, bốn người sắc mặt lại âm trầm như nước. Lâm Hung, cho thấy áp đảo tính thực lực à. Lại như thế chiến đi xuống, chết tuyệt đối sẽ là bọn họ. Bỗng nhiên, Thần Uyên Thái Hư ánh mắt cuồng tránh nói, tất cả người. Tập trung. Đám người phân tán, có chỗ tốt, sẽ không bị một đạo công kích, đồng thời trúng mục tiêu, nhưng cũng có chỗ xấu. Đó chính là, dễ dàng bị đập tan từng cái. Thân là bốn ẩn thế lực yêu nghiệt, cái này mấy người tốc độ phản ứng,
đều là cực nhanh, ngay tức thì liền hướng Thần Uyên Thái Hư bên người vọt tới. Nhưng, hay là có người, chậm một phần. Long Thiếu Du. Một cái bóng đen chớp mắt, Lâm Hung liền xuất hiện ở Long Thiếu Du trước mặt, lộ ra một cái uy nghiêm nụ cười. Long Thiếu Du vậy biến thành hình rồng đầu lâu bên trên, ngay tức thì hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ, nhưng, hắn cũng là ngay tức thì liền làm ra phản ứng, trong tay súng trường, không chút do dự đánh ra. Long Môn Đảo trong đại điện, Thiên Long Điện điện chủ, hai tròng mắt ngay tức thì ứ máu, đứng dậy quát to, bơi mà. Long Thiếu Du, thân cái vương loại huyết mạch, có thể là cả Thiên Long Điện hy vọng à? Có thể, bỗng nhiên, Lâm Hung hai tròng mắt bên trong chính là bạo phát ra một hồi huyết quang. Kinh thần chết mắt, nháy mắt tức thì, Long Thiếu Du, chính là phát ra một tiếng hét thảm, thất khiếu bên trong cũng chảy ra máu tươi. Hai bên thực lực, chênh lệch quá lớn, cho dù vương loại huyết mạch cũng không cách nào chống cự cái này thần hồn công kích. Vậy ngay tại lúc này, Lâm Hung trên mặt hung quang cùng nhau, hung hăng một quyền, hướng Long Thiếu Du đánh ra. Đáng chết! Thần Uyên Thái Hư chửi nhỏ một tiếng, chính là một kiếm hướng Lâm Hung chém ra, có thể, có chút đã quá muộn. Một quyền này vững chắc đánh vào Long Thiếu Du trên thân hình. Long Thiếu Du, ủng có long tộc huyết mạch, vẫn là vương chồng, bản thân cường độ thân thể có thể nói là vượt xa vậy võ giả. Có thể, mạnh hơn nữa cũng có cực hạn à. Một khi thực lực sai biệt quá lớn, mạnh hơn nữa cũng không có dùng. Không phải là người người đều là Diệp Thần. Ầm một tiếng vang thật lớn, Long Thiếu Du thân thể trực tiếp bị một quyền này oanh bạo, ở một quyền này nện xuống lúc đó, một đạo hồng mang chớp động, hiển nhiên là loại nào đó bảo vệ tánh mạng pháp khí, nhưng, vô dụng. Vậy tà sát khí, hiển nhiên có một loại đặc thù nào đó xuyên qua tác dụng, trực tiếp thẩm thấu vậy đạo hồng quang, đem Long Thiếu Du thân thể nghiền nát. Đắm chìm trong một hồi mưa máu bên trong, Lâm Hung trên mặt hiện lên lau một cái vẻ hưởng thụ. Ngay tại lúc này, trong hư không hồng quang chớp mắt, một con rồng hồn ẩn giấu ở đó hồng quang bên trong, hướng xa xa, phi độn đi. Lâm Hung híp đôi mắt một cái, thì phải xuất thủ lần nữa, có thể đây là Thần Uyên Thái Hư kiếm quang, nhưng là đến. Lâm Hung nhướng mày một cái, cuối cùng, vẫn bỏ qua truy kích, lại là một quyền đỡ được Thần Uyên Thái Hư một kiếm này. Giờ phút này, Thiên Long Điện điện chủ thần sắc khó khăn xem vô cùng, mặc dù Long Thiếu Du miễn cưỡng coi như là giữ được một cái mạng, nhưng, thân sắc bị hủy, đặc biệt là bọn họ như vậy huyết mạch cường đại tồn tại, đả kích là vô cùng to lớn, muốn khôi phục, không biết phải đến năm nào vì sao tháng, thậm chí, có thể lại cũng không cách nào khôi phục. Đám người cũng là kinh hãi đến không thể trả lời. Cái này Lâm Hung nuốt vào cơ duyên sau đó, chân thực quá khủng bố. Đơn giản là diệt thế đại ma giống vậy tồn tại à. Sợ rằng, Lý Thiên Tuyệt, Lục Băng, nếu như còn sống, cho dù liên thủ vậy tuyệt đối không phải Lâm Hung đối thủ chứ. Như thế xem ra, Diệp Thần cũng phải bị nghiền ép à. Thần Uyên Thái Hư ngưng mắt nhìn Lâm Hung, hít sâu một hơi, quanh thân một loại vô cùng là mạnh mẽ khí vận, bộc phát ra, quanh thân không gian mơ hồ cũng làm vặn vẹo, một loại cực kỳ cường đại thần ý, tràn ngập thiên địa. À! Cho dù Lâm Hung, cũng là có chút kinh ngạc nói, thật là nồng đậm máu thần hơi thở. Thần Uyên Thái Hư, lại là thân trong lòng máu thần. Cái này máu thần cường đại, thậm chí, căn bản không phải thiên nhân vực người có thể so sánh à. Cơ hồ có thể so với chân chính thần tộc. Khó trách, sẽ có như vậy thực lực cường đại. Bất quá, rất nhanh, vậy vẻ kinh ngạc, liền từ Lâm Hung trên mặt biến mất, hắn âm ngoan cười một tiếng nói, xem ra. Hôm nay là một tràng đồ thần thịnh yến à. Một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, thập ác tuyệt kỹ thi triển, liền hướng Thần Uyên Thái Hư hung hăng lướt đi. Thần Uyên Thái Hư ba người đều là khẽ quát một tiếng, toàn lực ra tay, cùng Lâm Hung chiến ở một nơi. Giờ phút này, lòng đất, hư không tinh hải. Đúng phiến hư không tinh hải ánh sáng, hôm nay đều đã ảm đạm xuống, mà dưới so sánh, toàn bộ không gian bên trong chói mắt nhất, ngược lại là Diệp Thần. Diệp Thần cả người trên dưới, cũng chảy xuôi vô cùng là đậm đà tinh huy, cả người tựa như cũng hóa thành một ngôi sao vậy. Đột nhiên tới giữa, ở hắn sau lưng triển khai một đạo hồng mông đại tinh không, cái này hồng mông đại tinh không một hồi xoay tròn, hư không tinh hải bên trong, tất cả tinh thần lực, giống như bướm bay dập lửa vậy, tràn vào cái này hồng mông đại tinh không bên trong. Hắn tốc độ hấp thu, thật to tăng lên.
Xích Linh Lung ba phụ nữ đã sớm từ tu luyện bên trong thanh tỉnh lại, các nàng không có tinh mạch, không cách nào hấp thu quá nhiều tinh thần lực, nhưng, đắm chìm trong đậm đà như vậy tinh thần lực bên trong, nhiều hơn thiếu thiếu, vậy tinh thần lực vẫn là sáp nhập vào huyết mạch bên trong, để cho các nàng được ích lợi không nhỏ. Như Tử Huyền Thanh Xương, thậm chí mơ hồ đều có đột phá cảnh giới xung động, chỉ phải rời đi nơi này, tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian, chắc hẳn liền có thể lên cấp. Mà Xích Linh Lung, võ đạo căn cơ vững chắc hơn liền rất nhiều, vậy Đoạn Long Thảo lưu lại từng tia nội thương, vậy hoàn toàn khỏi rồi, bởi vì nàng huyết mạch cường đại nhất, hấp thu tinh thần lực, ở ba người bên trong vậy lại nhiều nhất, đối hắn tương lai tu võ, thậm chí huyết mạch lên cấp vân. Vân đều có rất nhiều ẩn núp chỗ tốt. Có thể, các nàng ba người lấy được chỗ tốt cũng xa xa kém hơn Diệp Thần. Cảm thụ Diệp Thần, giờ phút này tản ra hơi thở, ba phụ nữ thật là đều phải run rẩy. Quá mạnh mẽ. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt các nàng, tựa như không phải là người, mà là tinh thần. Nắm giữ ngôi sao thần minh à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chợt mở hai mắt ra, sau lưng hồng mông đại tinh không cũng là đem tất cả tinh thần lực, hấp thu không còn một mống, lần nữa sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Hắn trong mắt, lóe lên một đạo xanh màu tím thần mang, vậy cường thịnh hơi thở, vậy dần dần thu liễm đi xuống. Diệp Thần khóe miệng lộ ra vẻ vui sướng nụ cười, lần tu luyện này, rất hoàn mỹ. Tinh thiên luyện thể thần thông, như hắn mong muốn, lên cấp tinh thiên ba chuyển cảnh giới. Cái này một cảnh giới, càng làm cho hồng mông đại tinh không càng cường đại hơn và lóng lánh. Thời khắc này hồng mông đại tinh không càng giống như là một bức sáng chói bản đồ hành tinh. Dựa vào bản đồ hành tinh, hắn mới có thể như vậy nhanh chóng đem tinh thần lực, toàn bộ hấp thu. Hơn nữa tăng lên thật nhiều tốc độ luyện hóa. Thuần túy tinh thần năng lượng, toàn bộ sáp nhập vào thân xác bên trong. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, nói thầm, hôm nay, ta bản thân thực lực, đã cường đại rất nhiều, nếu như thủ đoạn đều xuất hiện, cộng thêm sóc lão cùng huyền tiên tử lực lượng, mặc dù khẳng định còn chưa địch nho tổ, nhưng cũng sẽ không bị trong nháy mắt giết đi. Cũng không biết đoạn thời gian này, huyết thần như thế nào. Hắn chậm rãi đứng lên. Liền dẫn ba phụ nữ đi ra cái này phiến hư không. Tinh thần lực, đã chiếm đoạt không còn, lưu lại nữa cũng không dùng. Xích Linh Lung hỏi, Diệp công tử, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ba phụ nữ đối với Diệp Thần thái độ bộc phát cung kính, có thể nói, hoàn toàn bị Diệp Thần nơi thuyết phục. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu một cái, hướng phía trên nhìn một cái nói, cũng nên đi lên, giải quyết một ít chuyện tình. Hắn hấp thu những thứ đó. Trạng thái bây giờ trình độ cao nhất đỉnh cấp, loại trạng thái này sẽ không ngừng tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thừa dịp trạng thái bây giờ, phải mau sớm giải quyết một chút phiền toái. Giờ phút này, tế đàn. Ngọc Tu La cùng Tần Thiên Đô đã trọng thương ngã xuống đất, mất đi chiến lực. Chỉ có Thần Uyên Thái Hư, còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng, cho dù là hắn, hôm nay cũng là vết thương chồng chất, cả người nhuốm máu tới cực hạn. Ở trước mặt hắn. Lâm Hung đang mặt đầy cân nhắc nhìn hắn, trên mình từng tia vết thương cũng không có, hắn mỉa mai nói, sớm nghe, Thần Uyên Thánh Tử Thần Uyên Thái Hư, thiên phú siêu phàm, được trời ưu đãi, không nghĩ tới, lại là lãng đắc hư danh à. Thần Uyên Thái Hư, ngươi để cho bổn công tử rất thất vọng, ngươi biết không? Thần Uyên Thái Hư mặt vô thần sắc, tựa hồ đã sớm đối xanh chết xem nhạt. Nhưng, khóe miệng nhưng là lộ ra một vẻ hơi có vẻ tự giễu nụ cười. Hắn cả đời ngang dọc vô địch, kiêu ngạo vô cùng, chẳng lẽ, cuối cùng vẫn là phải đi tới cuối sao? Giờ phút này, hắn lại là không khỏi phải nghĩ hỏi, Diệp Thần, nếu như là ngươi, có thể chiến thắng sao? Long Môn Đảo đám người, giờ phút này, thấy một màn này, đều là vô tận thương tiếc, cuối cùng, cái này bốn ẩn thế lực thiên kiêu, toàn bộ đều muốn hao tổn ở một cái Lâm Hung trong tay sao? Đây là có người cảm thán nói, có lẽ, lựa chọn chính xác là Diệp Thần à? Không sai, Lâm Hung như vậy khủng bố, ai biết trước thời hạn phá vỡ vậy thánh bôi bình phong che chở sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng, Lâm Hung hấp thu tà máu bị cắt đứt, sẽ hơn nữa điên cuồng, bị tà máu chiếm cứ thân thể, những người này, như cũ phải chết. Không sai, Diệp Thần, ngược lại là Su Cát Tị Hung. Trong chốc lát, không ít người đều là đối với Diệp Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể, ngay tại lúc này, có người kinh hô các người xem. Diệp Thần đang làm gì vậy? Giờ phút này, đám người hướng Diệp Thần hình ảnh nhìn,
nhưng là sửng sốt một chút. Chỉ gặp, Diệp Thần hấp thu xong tinh thần lực sau đó, cũng không có đường cũ trở về, mà là lựa chọn hướng trên lối đi phương tiến về trước. Nói cách khác đi tế đàn kia đi à? Hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Vậy, không phải là muốn đụng phải Lâm Hung. Tất cả mọi người là không nhịn được, lắc đầu tới, Diệp Thần thật không kinh khen à. Mà Bắc Lăng Thịnh, Nam Tiêu Ly các người chính là cuống cuồng, điên cuồng cầu nguyện, để cho Diệp Thần không cần tiếp tục đi tới, hẳn muốn đường cũ trở về, từ vậy thác nước lối vào rời đi à. Trung Nguyên Đồ, Thiên Long Điện điện chủ các người chính là đại hỷ. Tiểu tử đáng chết này, cuối cùng là đi muốn chết à. Giờ phút này, Lâm Hung quanh thân tà khí nghiêm nghị, sát khí kích động, tựa hồ chuẩn bị ra tay, chung kết trước mặt số này gọi táng thiên hải đệ nhất thiên kiêu thanh niên. Mà thần Uyên Thái Hư cũng là thần sắc nghiêm túc, làm xong cuối cùng đánh một trận dự định. Có thể, ngay tại lúc này, hai người đều là ánh mắt chớp mắt, đồng thời hướng trong tế đàn một cái hướng khác nhìn. Chính là trước, thần Uyên Thái Hư các người đi ra chỗ. Chỉ gặp, nơi đó ngay tức thì xuất hiện bốn bóng người. Người cầm đầu, thần sắc lãnh đạm, chính là Diệp Thần. Trung Nguyên Đồ vô cùng mong đợi nhìn một màn này, cười lạnh nói, xem ngươi chết như thế nào. Thiên Long Điện Điện chủ cũng là nói, ha ha, bơi mà thân xác bị hủy, đều là ngươi sai, hiện tại, ngươi cũng nên bỏ ra nên có giá phải trả. Long Thiếu Du thân xác bị hủy, hắn cầm trách nhiệm quay về ở Diệp Thần trên mình. Thần Uyên Thái Hư, nhìn Diệp Thần có chút đờ đẫn. Mà Lâm Hung trên gương mặt chính là ngay tức thì xuất hiện nồng nặc hận ý, sau đó, là sát ý, cuối cùng, là mừng như điên. Hắn ở lại Diệp Thần trên mình dấu vết đã mất hiệu lực, nguyên bản còn đang phiền não làm sao tìm Diệp Thần đâu, không nghĩ tới, Diệp Thần mình liền đưa tới cửa à. Giết Diệp Thần, có thể cực lớn trình độ áp chế tà máu đối với mình ảnh hưởng, để cho hắn có trọn vẹn thời gian, tới thỏa mãn tà máu, không bị hắn chiếm đoạt ý chí. Mà trọng yếu nhất chính là, thù của hắn cũng có thể báo à. Trong nháy mắt, Lâm Hung liền đối với thần Uyên Thái Hư mất đi hứng thú. Đi tới Diệp Thần trước mặt, cười lạnh nói, lại gặp mặt. Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng nói, ngươi lại thế nào đứng ở chỗ này? Ừ. Lâm Hung nhướng mày nói, còn đứng ở chỗ này, có ý gì? Diệp Thần cân nhắc nhìn hắn nói, lần trước, ngươi đối mặt ta, nhưng mà trốn được quá nhanh à. Lần này, làm sao không trốn? Trong chốc lát, toàn bộ tế đàn, tĩnh mịch xuống. Thậm chí, Long Môn Đảo Đại Điện cũng tĩnh mịch xuống. Đám người thật là không tin mình lỗ tai. Diệp Thần lại khiêu khích Lâm Hung. Hắn là mù sao? Không thấy được, thần Uyên Thái Hư các người đều bị Lâm Hung bị thương nặng sao? Coi như thật mù, không cảm giác được Lâm Hung vậy trình độ cao nhất đỉnh cấp dâng trào hơi thở sao? Lâm Hung cũng không phải là cái gì con khỉ, chỉ biết dùng tinh thần lực công kích à. Nháy mắt tức thì, Lâm Hung chính là muốn bị điên. Diệp Thần vừa lên tới đâm đến hắn chỗ đau. Hôm nay, hắn chính là kiêu ngạo vô cùng thời khắc, Diệp Thần nhưng cầm hắn nhất mất thể diện, muốn nhất quên mất sự việc, lấy ra nói. Hắn mặt đầy âm độc mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi còn lấy là ta là lúc đầu ta sao? Bây giờ ta giết ngươi, và giết con kiến kém không nhiều, ngươi toàn lực bùng nổ, cũng chỉ miễn cưỡng có thể khoảnh khắc hai tên thiên kiêu đi. Ha ha, ta cũng không sợ nói cho ngươi, bây giờ ta... toàn lực bùng nổ, đủ để nghiền ép trước hai tên kia. Hiện tại, ngươi còn miệng mồm lanh lợi được sao? Còn phách lối được sao? Còn cảm thấy, ta muốn chạy trốn sao? Diệp Thần nghe vậy, nhưng là vô cùng là nghiêm túc nhìn Lâm Hung nói, ta cảm thấy, ngươi thật hẳn trốn. Ngươi cho rằng ngươi trạng thái bây giờ rất mạnh. Nháy mắt tức thì, lửa giận cơ hồ phải đem Lâm Hung linh hồn đốt thành cho bụi. Hắn mặt mũi cực độ vặn vẹo nhìn Diệp Thần. Cả người gồ lên từng đạo màu đen mạch máu, tà máu tựa hồ được kích thích, thì phải cướp lấy Lâm Hung thân thể. Nhưng, một khắc cuối cùng, Lâm Hung nhưng là đem vậy tà máu áp chế xuống. Diệp Thần có chút đáng tiếc lắc đầu một cái, hắn sở dĩ kích thích Lâm Hung, liền là muốn cho Lâm Hung bị tà máu chiếm cứ, như vậy, hắn giết có thể tiết kiệm chút phiền toái. Diệp Thần cái gọi là phải làm chuyện, tự nhiên chỉ chính là giải quyết Lâm Hung. Diệp Thần cũng không phải là cái gì cũng có thể quên người, Lâm Hung đối với hắn động sát tâm, thì nhất định phải chết. Giờ phút này, Lâm Hung mặc dù chế trụ tà máu, nhưng là lại vậy không cách nào nhịn được Diệp Thần,
hắn cả người sát khí kích động ra, hóa thành sát khí gió bão, cuốn sạch thiên địa, hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, ta ngược lại là phải xem, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Cơ hồ là khoảnh khắc tới giữa, Lâm Hung liền đem thập ác tuyệt kỹ bên trong trước 9 kỹ, tất cả đều thi triển, một tay cầm kiếm, một tay thành quyền, thân hình mờ ảo, sát khí lượn lờ, khói độc tràn ngập, ảnh thân cùng theo, huyết khí mãnh liệt. Trong chốc lát, vô tận tà sát thật là muốn tràn ngập toàn bộ bí cảnh, Long Môn Đảo Đại Điện mọi người thấy một màn này, không ít người đều là run rẩy một tí. Lúc đầu, đây mới là Lâm Hung chân chính thực lực à. Mới vừa, đối mặt Thần Uyên Thái Hư các người, thật là giống như đang chơi như nhau. Diệp Thần chết chắc. Có thể, quỷ dị chính là, bọn họ phát hiện cho đến giờ phút này, Diệp Thần lại vẫn duy trì ổn định. Chỉ gặp, Diệp Thần cổ tay lộn, sát kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, nhìn đánh tới Lâm Hung, cả người linh khí một thịnh, một khắc sau, chính là một kiếm chém ra. Hắn liền Huyền Linh Châu và Hoang Ma Thiên Kiếm cũng không có đụng tới, lười được dùng. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần kiếm quang cùng Lâm Hung tất cả công kích, xảy ra va chạm. Ầm một tiếng giống như, vậy đầy trời tà sát khí lại là ngay tức thì tiêu tán. Mà Lâm Hung hết thảy công kích, ở Diệp Thần kiếm quang dưới, lại là rối rít biến thành hư không. Tất cả mọi người đều là gần như si ngu nhìn một màn này. Cái này lại là thế nào à? Lâm Hung vậy chí cường nhất kích, làm sao, liền lại bị Diệp Thần tiện tay chấn áp. Diệp Thần nhìn ngay tức thì đờ đẫn Lâm Hung, khóe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười. Trạng thái đỉnh cấp. Hắn hồi nào không phải trạng thái tột cùng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không chịu nổi. Ngươi nghịch thiên cũng có cái hạn độ chứ. Loạn nghịch. Mà Lâm Hung càng bị đả kích đắc đạo tim cũng muốn sụp đổ à. Giờ phút này, hắn trên gương mặt còn mang là máu cười điên cuồng cho, giống như muốn cầm Diệp Thần trực tiếp xé nát như nhau, kết quả, cứng lên. Nụ cười cứng lên, cục diện vậy cứng lên à. Hắn hấp thu tà máu, hẳn đã là chí cường, thậm chí, cũng cảm giác được mình vô địch tại cái này bí cảnh, có thể. Còn không có cao hứng bao lâu, liền lại bị Diệp Thần đạp xuống. Đả kích bao lớn, có thể tưởng tượng được. Đây là, Diệp Thần còn không quên mở miệng nói, ừ, hiện tại, ngươi muốn chạy trốn liền sao? Nếu là muốn chạy trốn, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Rắc rắc. Không tiếng động bên trong, phảng phất có cái gì bể. Đó là Lâm Hung kiêu ngạo à. Không giết Diệp Thần, hắn sợ rằng thật muốn bị điên. Thời khắc này Lâm Hung, cả người đã trải rộng gân xanh, tà máu đều phải nhập não, hắn một đôi máu đỏ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, gầm hét lên, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, đại sát phá. Long Môn Đảo bên trong đám người, thần sắc động một cái. Lâm Hung rốt cuộc lần nữa sử dụng cái này thập ác tuyệt kỹ bên trong, kinh khủng nhất trung cực đại chiêu. Trước đối mặt Thần Uyên Thái Hư các người lúc đó, Lâm Hung ngay cả động dùng chiêu này ý cũng không có. Có thể, ở Diệp Thần trước mặt, chiêu thứ hai liền bị bước ra à. Thần Uyên Thái Hư mặt hiện lau một cái tịch mịch nụ cười, bỏ mặc sống sót là Diệp Thần vẫn là Lâm Hung, hắn đều thua. Trong chốc lát, 9 cái sát long ở tế đàn này bầu trời lật bay, mưa gió biến sắc. Đúng phiến thiên địa, tựa như đều được sát khí đại dương, vậy sát long gào thét gầm thét, bá đạo vô biên, dường như muốn đem thế gian vạn vật, cũng nghiền thành xám. Hôm nay Lâm Hung thực lực, đã đủ để thi triển cái này đại sát phá, hiện tại cái này ra tay một cái, liền giống như ngày tận thế khủng bố chiêu thức, mới thật sự là đại sát phá. Nháy mắt tức thì, 9 cái màu xám cho sát long, cùng nhìn về phía Diệp Thần chỗ chỗ, một cái chớp động, chính là mang theo ngút trời oai. Hướng Diệp Thần, lao nhanh tới. Ở đó vô tận dưới sự uy áp, ầm một tiếng vang thật lớn, cái này đại sát phá còn chưa chân chính rơi xuống, liền đem cái này trong tế đàn đủ loại kiến trúc cổ xưa, ép thành bụi bặm. Mặc dù, những kiến trúc này đều đã thả rất lâu rồi, uy năng cũng đã tiêu hao hết, nhưng, chất liệu cũng không phải vật bình thường à, lại bị ép thành cho tàn. Có thể gặp, một chiêu này, có kinh khủng dường nào. Cho dù là Diệp Thần, ánh mắt đều là mơ hồ trầm xuống. Lần này, hắn không có lựa chọn, tiếp tục sử dụng sát kiếm, thay vào đó là Huyền Linh Châu. Cái này kiện Huyền Yêu lão tổ truyền xuống vô thượng chí bảo. Thậm chí, ở Diệp Thần xem ra, món bảo vật này đã vượt qua vực ngoại cực hạn. Gọi là vực ngoại chí bảo, chắc không coi là quá đáng.
Một khắc sau, hồn thể đổi thành, huyền thể hóa linh thần thông, cùng thi triển, cuồn cuộn linh lực, liền hướng Huyền Linh Châu, bơm vào đi. Diệp Thần thân xác có tăng lên, giống như là hồn lực, linh lực, đều có tăng lên. Linh lực càng khổng lồ, Huyền Linh Châu lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Huyền Linh Châu trên, hắc quang lớn thả, xoắn ốc vậy không ngừng quay tít, hình thành một cái năng lượng cầu, chính là Huyền Linh Phá. Diệp Thần trong mắt tinh mang bạo tránh, tay cầm Huyền Linh Châu, thân hình động một cái, không lùi mà tiến tới, hướng vậy chín cái sát long, một sông lên đi. Va chạm, lớn va chạm. Hắc quang cùng xám mang đan vào với nhau, hình thành một cái màu xám đen vòng xoáy này trong chuyển động, đem không gian cũng xé thành nghiền. Nhưng, cái loại này xen lẫn chỉ kéo dài nửa hô hấp. Rồi sau đó, bảo. Tuyệt mạnh nổ tung. Huyền Linh Châu ánh sáng màu đen xuyên thấu chín cái màu xám cho sát long thân thể, rồi sau đó, cái này sát long chính là trực tiếp nổ tung. Mà Diệp Thần trong tay Huyền Linh Phá, nhưng vẫn ở phía trước vào. Giờ khắc này, cuồng nộ bên trong Lâm Hung không khỏi bình tĩnh lại, tựa hồ liền trong cơ thể hắn tà máu, giờ phút này đều cảm thấy sợ hãi vậy, hắn hai tròng mắt run rẩy nhìn nhanh chóng phóng đại màu đen vòng xoáy, vô cùng hoảng sợ thét to tại sao có thể như vậy. Đừng tới đây! Đừng tới đây à! Hắn gương mặt một phiến trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, bỗng nhiên, đầu óc hắn bên trong linh quang chớp mắt, nghĩ tới Diệp Thần trước đã nói. Câu kia, ngươi đối mặt ta trốn khá nhanh. Trong chốc lát, Lâm Hung trong mắt hiện lên lau một cái ánh sáng hy vọng. Đúng vậy, hắn chạy trốn tốc độ khá nhanh. Hắn có thể trốn. Đây là, Lâm Hung cũng mặc kệ cái gì mặt mũi, cái gì tâm cảnh, cái gì tà máu. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Hắn thề, sau này tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc Diệp Thần tên biến thái này. Tên này căn bản không phải người à. Bất luận mình tại sao tăng lên cũng không thể đuổi kịp hắn chứ. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần thanh âm hết lần này tới lần khác không đúng lúc vang lên nói, làm sao, mới vừa rồi để cho ngươi trốn không trốn. Bây giờ muốn chạy, đáng tiếc, qua thôn này, không có cái tiệm này. Ngươi hiện tại đã không có cơ hội chạy. Bởi vì, ta không cho ngươi. Lâm Hung nghe vậy, tâm thần run lên, cũng thiếu chút nữa muốn sợ hãi được bất tỉnh khuyết đi qua, nhưng, hắn không có để ý Diệp Thần, mà là thân hình một cái đung đưa, quỷ rừng ma bước trình độ cao nhất thi triển, liền muốn trực tiếp chui hướng phương xa, trong lòng là vô cùng thấp thỏm. Có thể, hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Thần thật giống như không có đuổi theo. Lâm Hung cười. Xem ra Diệp Thần là phô trương thanh thế, căn bản không theo đuổi mình à. Xem ra, hắn không chết được. Ngay tại Lâm Hung dần dần an tâm lại thời gian, đột nhiên, hắn thân hình cứng đờ, chỉ gặp, hắn trên thân hình, chẳng biết lúc nào quấn quanh một đạo đỏ thẫm xiềng xích. Ngay tại hắn hơi biến sắc mặt lúc đó, sau lưng, vang lên Diệp Thần thanh âm nói, ta nói, ngươi không trốn thoát, bởi vì, ta không cho ngươi cơ hội. Lâm Hung chợt xoay người lại. Nhìn đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Thần, hoàn toàn hỏng mất, mặt đầy sợ hãi, vẻ khẩn cầu mở miệng nói, dừng tay. Diệp công tử, thả qua ta lần này. Có thể, không đợi hắn nói xong, màu đen kia vòng xoáy đã ngay đầu rơi xuống. Không. Lâm Hung phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người sát khí cuồn cuộn, muốn ngăn cản, có thể, một khắc sau, một tiếng nổ, thân thể chính là trực tiếp bị hắc quang chiếm đoạt. Nồng nặc kia cực kỳ sát khí căn bản không cách nào ngăn cản cái này Huyền Linh Châu lực lượng. Một hồi xương máu tự nhiên, cái này hấp thu tà máu, có kẻ ác đảo truyền thừa, thực lực nghiền ép thần uyên thái hư Lâm Hung, cứ như vậy ở Diệp Thần nhất kích dưới hóa thành xương máu, theo gió mà tán. Toàn bộ Long Môn đảo đại điện người, nhìn Diệp Thần, không có ai còn dám có bất kỳ giễu cợt, trong mắt đã chỉ còn lại có rung động. Diệp Thần làm ra hành động, nói ra. Rõ ràng đều là vi phạm lẽ thường. Cơ hồ không có người, đồng ý hắn à. Có thể hết lần này tới lần khác, mỗi một lần, hắn cũng có thể đánh mọi người mặt. Một lần, có thể là trùng hợp, vận khí, hai lần, ba lần đâu. Đám người đây là hoàn toàn phục à. Giờ phút này, Trung Nguyên đổ sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, cái này nguyên bản được gọi là thiên nhân vực trên mặt nổi thứ nhất điện chủ tồn tại, lần đầu tiên trong đời chân chính cảm thấy sợ hãi. Hắn nên làm cái gì? Diệp Thần thực lực, nếu như bùng nổ lá bài tẩy, hôm nay rất hiển nhiên đã đối với hắn tạo thành uy hiếp, nếu như ở lại bên trong Nguyên Thiên Điện, chỉ có một con đường chết chứ. Hắn ánh mắt chớp động,
vậy không ở lại bên trong Nguyên Thiên Điện, không phải tốt sao? Bỗng nhiên, hắn vừa quay người liền hướng bên trong Nguyên Thiên Điện đại điện đi ra ngoài. Vậy thiếu nữ xinh đẹp sửng sốt nói, đế quân, ngài đây là đi đâu? Trung Nguyên Đồ không nói gì, một khắc sau liền biến mất ở thiên điện bên trong. Không có ai biết, hắn đi nơi nào. Cái này một đời đế quân lại là trực tiếp bị Diệp Thần Hù được làm con rùa đen giúp đầu, cũng không biết tránh ở nơi nào liền à. Thiên Long Điện điện chủ, trầm mặc chốc lát, nhìn Diệp Thần bóng người, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, lẩm bẩm, đây là bơi mà mình lựa chọn, thảo nào ai. Hắn đây là muốn buông xuống cửu hận. Không có biện pháp, không buông vậy được thả. Dựa theo Diệp Thần loại tiến bộ này tốc độ, không qua nhiều ít năm, sợ rằng Thần Uyên chi chủ đều không phải là hắn đối thủ. Táng Thiên Hải, một nơi bị cuồn cuộn sát khí bao phủ hòn đảo bên trên. Có 10 đạo thân ảnh đang vây ở một mặt truyền ảnh tinh trước. Nơi này là kẻ ác đảo, mà vậy 10 đạo thân ảnh chính là trong truyền thuyết thập đại ác nhân. Giờ phút này, thập đại ác nhân đều là sắc mặt dữ tợn, mặt đầy lửa giận cùng cừu hận. Kẻ ác cũng là người, bọn họ máu lạnh, tàn nhẫn, không chuyện ác nào không làm, nhưng vậy không phải là không có cảm tình. Cái này thập đại ác nhân đem Lâm Hung làm là mình đệ tử, thậm chí đứa nhỏ vậy đối đãi à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hung chết ở Diệp Thần trong tay. Cái này làm cho bọn họ như thế nào chịu được? Bọn họ hận không được đem Diệp Thần bằm thây vạn đoạn. Có thể, không làm được. Bọn họ, bị vây ở cái này kẻ ác trên đảo căn bản không cách nào rời đảo một bước. Giờ phút này, cái này thập đại ác nhân chỉ có thể đầy mắt tia máu trợn mắt nhìn hình ảnh bên trong Diệp Thần, nguyền rủa hắn chết tại đây trong bí cảnh. Diệp Thần tiêu diệt Lâm Hung sau đó, rơi xuống thân hình. Đây là, Thần Uyên Thái Hư đi lên, đối với Diệp Thần nói, đa tạ, cái này ân, ta sẽ không quên. Diệp Thần cứu mạng hắn. Thần Uyên Thái Hư có mình kiêu ngạo, ân oán rõ ràng. Có thể, Diệp Thần nhưng là tùy ý nói, ngươi không cần để ý, ta chỉ là đang làm mình dự định làm chuyện mà thôi, cũng không phải là ở cứu ngươi. Thần Uyên Thái Hư không có nói gì, mang Ngọc Tu La cùng Tần Thiên tìm địa phương chữa thương đi. Đây là, Tử Uyển cùng Thanh Sương có chút do dự nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, hỏi thế nào? Tử Uyển nói, Diệp công tử, chúng ta... Thật giống như có thể đột phá, không biết, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian, tiến hành đột phá. Các nàng có chút thấp thỏm nhìn Diệp Thần, mặc dù các nàng mình không biết, nhưng, trên thực tế, đã là cầm Diệp Thần đặt ở cao vị, chẳng muốn bởi vì mình đột phá, mà làm trễ nãi Diệp Thần khoảng cách, cho dù, cái này đột phá vô cùng trọng yếu. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười một tiếng nói, tìm một chỗ, tu dưỡng một đoạn thời gian đi. Bản đồ hành tinh bên trong. Còn có bộ phận tinh thần lực, chưa có hoàn toàn luyện hóa, vừa vặn đem luyện hóa. Hai cô gái nghe vậy mặt hiện vui mừng, hướng về phía Diệp Thần thi lễ một cái, đồng thời, nhìn về phía Diệp Thần mặt đẹp vậy hơi có chút hiện lên đỏ lên. Rất nhanh, bốn người liền tìm được một cái linh khí đậm đà, nhưng lại khá là tĩnh lặng núi rừng, bắt đầu tu luyện. Trong bí cảnh, nào đó con sông bên trong, xuất hiện vô cùng là một màn quỷ dị. Cái này con sông hơn nửa đoạn rõ ràng vô cùng là trong suốt, có thể, đến hạ nửa đoạn nhưng biến thành đỏ như máu vẻ, vô cùng tanh hôi. Hơn nữa, trong nước sông nổi lơ lửng rất nhiều thây trôi. Nước sông này, lại là hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Con sông cạnh, giờ phút này đang đứng hai đạo vô cùng là quỷ dị bóng người. Cái này hai đạo thân ảnh, nhìn qua cùng nhân loại có chút tương tự, có thể, cẩn thận vừa thấy nhưng là rất không cùng. Cái này hai đạo thân ảnh con ngươi lưu chuyển cổ xưa phạm văn, ấn đường lại là có yêu thú đường vân. Mà trên mình yêu khí, lại là cực kỳ kinh người. Mấu chốt, cũng không phải là vực ngoại yêu khí. Trên hai người, cũng tản ra khác thường hơi thở, hiển nhiên cũng không phải là đến từ vực ngoại đại lục. Cái này hai người, bất ngờ chính là từ cái khác vị diện tiến vào nơi này yêu tộc. Đừng xem cái này hai người yêu tộc hơi thở cổ quái, thực lực nhưng là vô cùng là sợ hãi. Vậy ấn đường xăm màu máu con nhện tồn tại, hơi thở ở trong hai người mạnh nhất, đứng ở hắn bên cạnh ấn đường xăm kim hoàng đồ án yêu tộc, chính là yếu đi một chút. Cái này tu vi, đủ để nghiền ép trừ Diệp Thần ra toàn bộ đến từ vực ngoại yêu nghiệt. Giờ phút này, huyết sắc kia con nhện hai tròng mắt bên trong, đang lóe lên vô cùng vẻ âm trầm.
Kim Hoàng chàng trai râu hơi đung đưa, mở miệng nói, thiếu chủ, khu vực này sinh linh, ngài đã toàn bộ nuốt giết, có thể, thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, làm thế nào? Huyết sắc kia còn nhện Đường Vân người hai tròng mắt bên trong, hàn mang chớp mắt nói, bây giờ không có biện pháp, liền cũng chỉ có thể thay đổi ký chủ. Kim Hoàng cau mày nói, có thể, thiếu chủ cũng hẳn phát hiện, tiến vào cái này bí cảnh trong bí cảnh sinh linh, thân xác phần lớn vô cùng hơi yếu nhỏ, căn bản không thích hợp trở thành tộc ta túc chủ, làm như vậy, quá nguy hiểm. Một người khác hai tròng mắt bên trong, ánh sáng buồn bã nói, lấy ta trạng thái bây giờ, có thể là không vào được vậy linh vương mộ, nhưng mà lần này, cơ duyên lớn nhất à. Cho dù có nguy hiểm, cũng chỉ có thể, liều mạng một cái. Vậy Kim Hoàng tựa hồ còn muốn nói gì, ngay tại lúc này, hai người yêu tộc nhưng đều là thần sắc động một cái, nhìn về phía bờ sông cạnh nào đó phiến rừng cây. Chỉ gặp, một tên nhân loại cô gái từ cây trong rừng chậm rãi đi ra. Long môn đảo trong đại điện, đột nhiên có người chỉ một cái truyền ảnh tinh nói, các người xem đó là người nào. Hình ảnh bên trên, xuất hiện chính là vậy hai người yêu tộc. Lý Thiên Hâm mặt hiện một vẻ kinh ngạc cùng mơ hồ kiêng kỵ nói, chẳng lẽ, là thái thượng thế giới thiên trùng tộc hậu duệ. Bọn họ lại vậy đi tới nơi này. Hà Tiêu có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thiên Hâm nói, thiên trùng tộc. Là cái gì? Lý Thiên Hâm trên gương mặt, thoáng qua lau một cái ngưng trọng nói, thiên trùng tộc, xưa nhất tồn tại xuất từ thiên nhân vực, sau đó một vị cường giả dẫn đệ tử phi thăng thái thượng thế giới, ở nơi đó trầm ổn cùng chân, đã từng. Tộc này cũng là một người vô cùng là chủng tộc cường đại, trước mắt cái này hai đầu yêu tộc, nhìn qua cũng không phải là thiên chủng tộc chính thống, phỏng đoán, chỉ là thất lạc ở nơi nào đó nơi hẻo lánh, yêu tộc sinh sôi đi ra ngoài đời sau thôi. Bất quá, dù vậy, ở nơi này trong bí cảnh, cũng là vô cùng là kinh khủng tồn tại. Đám người nghe vậy, trong chốc lát đều là có chút bận tâm hướng hình ảnh bên trong người phụ nữ kia nhìn. Mà giờ khắc này, Bắc Lăng Thịnh các người. Sắc mặt nhưng là một phiến trắng bệch. Cái này xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, cùng thiên trùng tộc gặp cô gái, bất ngờ chính là Ninh Thải Hà à. Trong bí cảnh, Ninh Thải Hà, thấy trước mắt hai người yêu tộc, mặt đẹp bên trên cũng là hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ, dù muốn hay không thì phải xoay người chạy trốn. Có thể, làm hắn xoay người lúc đó, vậy Kim Hoàng Nam Tử nhưng là đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn Kim Hoàng Nam Tử, vậy không đoạn lóe lên ấn đường Đường Vân, Ninh Thải Hà thật là đều phải bất tỉnh khuyết liền à. Cô gái, trời xanh liền sợ cái loại này loại sâu. Cho dù là võ giả cũng giống vậy. Chớ nói chi là cái loại này nửa người nửa trùng, buồn nôn cực kỳ tồn tại. Mấu chốt nhất là, cái này hai cái yêu tộc hơi thở sâu không lường được, Ninh Thải Hà rất rõ ràng, mình căn bản không phải đối thủ. Mà giờ khắc này, vậy Kim Hoàng Nam Tử nhìn Ninh Thải Hà. Hai tròng mắt bên trong, lóe lên sắc bén, tựa hồ liền muốn ra tay. Có thể, ngay tại lúc này, vậy khác một người đàn ông nhưng là vô cùng là kinh ngạc vui mừng quát to một tiếng nói, Kim Hoàng, không nên động. Kim Hoàng Nam Tử nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng, vẫn là theo lời để tay xuống, không có bất kỳ động tác. Chỉ là, quanh thân khí tức cường đại, thả ra, trấn áp được Ninh Thải Hà căn bản nhúc nhích không được. Ninh Thải Hà. Giờ phút này cũng mau khóc lên, nàng cố tự chấn định mở miệng nói, hai vị tiền bối, không biết tại hạ có gì chỗ mạo phạm, để cho hai vị cùng ta cái này cùng tiểu bối vậy kiến thức. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải cầm ra bối phận, hy vọng cái này hai vị yêu tộc bởi vì kiêu ngạo các loại nguyên nhân, khinh thường đối với tự mình ra tay. Duy nhất đáng may mắn phải, tất cả tu võ người, bất luận chủng tộc, sử dụng ngôn ngữ đều là xuất xứ từ thiên đạo, võ đạo, cho nên... Cộng đồng tính rất lớn, cho dù là không cùng căn nguyên, thường thường cũng có thể lẫn nhau hiểu. Vậy huyết chu Đường Vân Nam Tử càng xem Ninh Thải Hà, liền càng ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nghe vậy cười một tiếng nói, tiền bối. Ha ha, cô nương nói đùa, ta kêu huyết chu, bất quá 500 tuổi thôi, so cô nương chẳng qua nhiều ít, tại sao tiền bối nói đến. Ninh Thải Hà nghe vậy, tim hoàn toàn lạnh, liền cái cớ này cũng không dùng được. Nàng vội vàng lại nói, thực lực mạnh, ở chúng ta nơi đó chính là tiền bối. Huyết chu nam tử cười ha ha một tiếng nói, phải không? Được rồi, vậy ta trả lời ngươi, ngươi cũng không có xúc phạm ta, ta cũng không muốn cùng ngươi vậy kiến thức, chỉ bất quá. Ngươi thân thể muốn mượn ta dùng một chút. Kim Hoàng nam tử nghe vậy cả kinh nói, thiếu chủ,
loài người này thân xác quá nhỏ yếu, ngài nếu như ký túc ở trong cơ thể, quá nguy hiểm. Huyết Chu nhưng là khẩu khí mở một cái nhất hợp cười nói, yên tâm, nàng tuyệt đối là thích hợp nhất ký chủ. Kim Hoàng không hiểu, điều này sao có thể. Người trước mắt này loại cô gái, tu vi coi như không tệ, nhưng đối với thiếu chủ mà nói quá yếu, nơi nào chịu đựng nổi thiếu chủ lực lượng. Sợ rằng, thiếu chủ ký túc ngay tức thì, nữ nhân này liền sẽ bạo thể mà chết chứ. Mà thiếu chủ ký túc thất bại, thân thể thương thế sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Có thể, ngay tại lúc này, Huyết Chu chàng trai hai tròng mắt bên trong nhưng là tia máu chớp mắt nói, Kim Hoàng, người có nghe nói qua trăm thải xanh tủy cổ. Kim Hoàng trong mắt ánh sáng chớp mắt, hơi có vẻ hoài nghi nói, thiếu chủ, ta tự nhiên nghe qua, đây là một loại đại lộ thai xanh cổ trùng, cho dù đặt ở ta thiên trùng tộc bên trong, đều là vô cùng là cao đẳng huyết mạch. Bất quá, thiếu chủ, người vì sao sẽ nhắc tới cái này? Nghe đến chỗ này, Ninh Thải Hà cùng với Bắc Lăng Thịnh các người, tim đã hoàn toàn nặng đến đáy cốc. Huyết Chu chàng trai môi mỏng mở một cái, cười to nói, bởi vì, vị cô nương này chính là truyền thuyết bên trong trăm thải xanh tủy cổ thể à. Loại thể chất này người, nhưng mà thượng đẳng nhất đồ đựng. Kim Hoàng nam tử nghe vậy rung động đến tột đỉnh. Hắn chợt đưa tay ra, khoác lên Ninh Thải Hà mạch môn bên trên, một cảm giác, lúc này liền là mừng rỡ nói, quả nhiên như vậy, thiếu chủ, ngài thật là ánh mắt như đuốc, nhãn lực như thần à. Ninh Thải Hà mắt đẹp bên trong đã rơi xuống hai hàng nước mắt, bị cái loại này yêu tộc tiếp xúc, đối với nàng mà nói, so chết liền còn khó chịu hơn. Đáng tiếc, hiện tại, nàng liền tự bảo cũng không làm được. Nàng chặt chẽ cắn môi, ở trong lòng nói, Diệp thần, ngươi ở nơi nào? Nếu là ở trước khi chết, có thể tạm biệt ngươi một mặt, ta cũng coi là chết cũng không tiếc. Giờ phút này, vậy Huyết Chu nam tử tựa hồ lại cũng nhịn không nổi nữa. Hắn ấn đường đột nhiên rạn nứt, từ trong đó leo ra ngoài một chỉ lớn chừng bàn tay màu máu con nhện. Cái này con nhện toàn thân tia máu chói mắt, sau lưng, còn có một cái khô lâu màu trắng vậy hình vẽ, nhìn như tà dị cực kỳ. Cái này nhện con chính là thiên trùng tộc bổn mạng thần trùng. Cũng có thể nói, là bọn họ bản thể. Một khắc sau, vậy Huyết Chu chính là trực tiếp nhảy đến Ninh Thải Hà ngọc cảnh bên trên, một cái cắn tới. Ninh Thải Hà phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai, ngọc cảnh bên trên chảy ra tơ tia máu tươi. Đột nhiên tới giữa, vậy Huyết Chu một hồi ngoạ nguậy, lại là chui vào Ninh Thải Hà ngọc cảnh dưới trong da thịt, mà nàng ngọc cảnh lên vết thương cũng là ngay tức thì di hợp. Bất quá, Ninh Thải Hà nhưng là thân thể mềm mại thoáng một cái, đột nhiên mất đi ý thức. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thải Hà lần nữa lại mở hai mắt ra lúc đó, mắt đẹp bên trong nhưng là nhiều lau một cái màu máu. Vẻ mặt vậy hoàn toàn thay đổi, tựa như thay đổi người vậy. Có thể, Kim Hoàng nam tử thấy vậy, nhưng là hơi sững sờ nói, thiếu chủ, ngài tại sao không có ký túc, mà là ước chừng tiến hành nhập vào người. Thiên trùng tộc phát huy thực lực, vậy cần một cái ký chủ, cùng vậy phệ não thú có chút tương tự. Bất quá, thiên trùng tộc điều khiển ký chủ, có hai loại phương thức, một loại là ký túc, một loại là nhập vào người. Hai loại khác biệt chính là ở chỗ. Ký túc sẽ hoàn toàn giết chết túc chủ ý thức, cũng đem túc chủ thân xác thay đổi thành một loại thuộc về mình sinh mạng thể, giống như cái này Kim Hoàng nam tử lúc này hình thái. Khác một loại, chính là nhập vào người, loại phương thức này, chỉ sẽ để cho túc chủ ý thức tạm thời ngủ đông, hơn nữa, không thay đổi túc chủ thân xác. So sánh mà nói, ký túc hiển nhiên có thể lớn hơn trình độ phát huy ra bản thể lực lượng. Cũng có thể tốt hơn khống chế ký chủ. Có thể, hiện tại. Huyết Chu nam tử nhưng là lựa chọn nhập vào người. Ninh Thải Hà, nói chính xác, là bị Huyết Chu nhập vào người Ninh Thải Hà, nghe vậy nhưng là âm hàn cười một tiếng nói, Kim Hoàng, người tầm mắt hạn hẹp. Kim Hoàng nói, thuộc hạ rốt nát, mời thiếu chủ giải thích nghi hoặc. Huyết Chu cười nói, nếu như ta trực tiếp gửi sinh ở cái này cái trên thân hình, mặc dù, ta sẽ có một cái hoàn mỹ ký chủ thân thể, nhưng, giống nhau, vậy sẽ phá hư cái này trăm thải xanh tủy cổ huyết mạch. Bổn công tử, thân là thiên trùng tộc thiếu chủ, sao có thể chỉ cân nhắc trước mắt? Người có biết, cái này trăm thải xanh tủy cổ thể chân chính giá trị? Kim Hoàng nghe vậy, hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên nói, thiếu chủ nói, chẳng lẽ là... Không tệ. Huyết Chu trong mắt, bỗng nhiên hiện lên lau một cái bá đạo ý nói, chính là sinh sản. Kim Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng thay đổi được thành tựu xuất sắc lộ ra liền đứng lên.
Huyết Chu cười nói, xem ra, người vậy rõ ràng, bổn công tử muốn để cho dị tộc này người phụ nữ, lần nữa yêu hóa, sau đó, cưới nàng làm vợ, thà giao phối, thai nghén đời sau. Như vậy thứ nhất, chúng ta cái này một chi huyết mạch, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, nói không chừng, cũng có thể sánh vai thái thượng thế giới thiên trùng tộc. Đến lúc đó, chúng ta cái này nhất tộc há chẳng phải là vô địch tại hết thảy. Muốn không được bao lâu, là có thể xâm lược vạn giới, trở thành vạn giới chí tôn chứ. Này đồng giá trị giá, há là một cái hoàn mỹ ký chủ có thể so sánh được. Kim Hoàng nghe vậy, vô cùng khâm phục địa đạo, thiếu chủ quả nhiên nhìn xa thấy rộng, bày mưu lập kế. Bất quá, rất nhanh, hắn lại là lông mày nhíu một cái nói, nhưng mà, thiếu chủ, nhập vào người lâu, chỉ sợ cũng sẽ biến đổi ngầm ảnh hưởng đến trăm thải xanh tủy cổ thể huyết mạch, làm sao đây? Huyết Chu trong mắt, lóe lên âm ngoan vẻ nói, nguyên bản, đây cũng là một vấn đề khó khăn, nhưng, ngay vừa mới rồi, bổn công tử thông qua nhập vào người, thu được nữ nhân này trí nhớ, ha ha, ở trong trí nhớ của nàng, ngược lại là có một cái thân xác vô cùng là cường hãn loài người giống đực, vô cùng là thích hợp trở thành bổn tôn túc chủ. Bổn công tử, cái này thì phải tìm được người này, đối hắn tiến hành nhập vào người. Kim Hoàng mừng rỡ nói, thật là trời giúp thiếu chủ à. Huyết Chu cũng là mặt đầy vẻ hưng phấn, hắn vừa tiến vào cái này bí cảnh liền gặp phải cường địch, một phen đại chiến, mặc dù thủ thắng, khá vậy cơ hồ phá hủy mình ký túc thân thể, hiện tại ngược lại tốt, nhân họa đắc phúc. Hắn trong mắt hiện lên lau một cái vẻ tham lam, Ninh Thải Hà trong trí nhớ người đàn ông kia tựa hồ vô cùng là không đơn giản, thân thể nói không chừng so với trăm thải xanh tủy cổ thể, thích hợp hơn ký túc à. Một khi lấy được bức kia ký túc thân xác, mình thực lực chắc hẳn sẽ lại còn một đột phá chứ. Nghĩ tới đây, Ninh Thải Hà không nhịn được ha ha phá lên cười, cười được cũng hoa chi loạn chiến. Mà vậy cái gọi là loài người phái nam, tự nhiên, chính là Diệp Thần. Một khắc sau, Huyết Chu chàng trai mạnh mẽ thần niệm chính là gào thét ra, ở nơi này trong bí cảnh tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Giờ phút này, một nơi ẩn núp trong núi rừng, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Đem Hồng Mông đại tinh không bên trong còn sót lại tinh thần năng lượng hấp thu hầu như không còn sau đó, hắn tự thân thực lực cũng là đến gần đột phá. Hắn nhìn một cái đang củng cố tu vi Tử Uyển cùng Thanh Xương, khẽ gật đầu. Hai cô gái đột phá quá trình ngược lại cũng khá là thuận lợi, nước chảy thành sông, hôm nay, hai cô gái cảnh giới đột phá, dưới sự liên thủ, đã sớm xưa không bằng nay. Chiến lực, coi là có một cái tăng lên không nhỏ. Liên liên Xích Linh Lung cũng là thu hoạch không nhỏ, đem tinh thần lực hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, thực lực có chút tiến bộ. Giờ phút này, Diệp Thần xem đám người vậy tu luyện được xong hết rồi, đang chuẩn bị thông báo đám người, rời đi nơi này, có thể, ngay tại lúc này, hắn nhưng là nhướng mày một cái, cảm thấy một cổ vô cùng là cường đại thần niệm lực đang hướng bọn họ chỗ, cuồng trào tới. Vốn là, lấy Diệp Thần thần niệm mạnh, nếu không phải muốn bị phát hiện, là có thể đem đám người che giấu, có thể, ở hắn cảm giác được cái này cổ thần niệm đồng thời, nhưng là không khỏi được con ngươi co rúm một cái. Cái này trong thần niệm, mang một cổ hắn quen thuộc hơi thở. Hơi thở này, chính là tới từ tại Ninh Thải Hà. Có thể, Ninh Thải Hà cũng không có như này cường đại thần niệm à. Hơn nữa, cái này thần niệm trừ Ninh Thải Hà hơi thở, lại là có một cổ để cho hắn có chút không ưa hơi thở. Trong chốc lát, Diệp Thần thần sắc âm trầm xuống, trong mắt lóe lên cuồng bạo ý định giết người, hắn biết, Ninh Thải Hà xảy ra chuyện. Sẽ ở đó đạo thần niệm, chạm đến hắn ngay tức thì, hơi ba động một tí, mơ hồ truyền ra một cổ mừng rỡ ý. Diệp Thần thần sắc động một cái, khóe miệng hơi dương lên một tia cười lạnh. Xem ra, đối phương để mắt tới mình. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, không có bứt dây động rừng, mà là trang làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Bất quá, hắn sát ý trong lòng nhưng là bộc phát cường thịnh. Ninh Thải Hà là bạn của hắn, dám động bạn hắn. Coi như ngươi là thiên vương lão tử, đều phải chết. Đây là, Xích Linh Lung hỏi, Diệp công tử, chúng ta có thể tiếp tục lên đường sao? Diệp Thần lắc đầu nói, lại thu nghỉ chốc lát đi, ta củng cố một phen tu vi. Giờ phút này, vậy cái sông máu cạnh Huyết Chu nam tử mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, tìm được. Không nghĩ tới, thằng nhóc kia, cách chúng ta ngược lại không xa. Kim Hoàng cười nói, xem ra, liền ông trời cũng giúp công tử.
Long Môn Đảo trong đại điện, tất cả mọi người đều là vô cùng sợ hãi nhìn một màn này, vậy hai người yêu tộc thật là quá mức quỷ dị. Không ít người, đều là lắc đầu, than thở, Diệp Thần quá xui xẻo. Mới vừa giải quyết Lâm Hung lại bị cái này thiên trùng tộc theo dõi. Dựa theo Lý Thiên Hâm nói, cái này thiên trùng tộc cường hãn, là vượt quá tưởng tượng, sợ rằng, lần này Diệp Thần thật giữ nhiều lành ít. Mà giờ khắc này, kẻ ác đảo một đám kẻ ác chính là rối rít mặt hiện nụ cười dữ tợn, hy vọng Diệp Thần bị vậy thiên trùng tộc sống nhờ, sống không bằng chết. Đây cũng tính là cho Lâm Hung báo thù. Một khắc sau, Huyết Chu cùng Kim Hoàng chính là phóng người lên, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng nhanh chóng đi. Rất nhanh, hai người liền tới mảnh núi rừng kia phía trên. Huyết Chu nhìn phía dưới núi rừng, khóe miệng mang cười nhạt. Kim Hoàng hỏi, thiếu chủ, hiện tại, làm gì? Muốn thuộc hạ đem thằng nhóc kia trực tiếp bắt giữ sao? Huyết Chu ánh mắt nhỏ tránh, lắc đầu nói, căn cứ người phụ nữ trí nhớ, vậy tên nhân loại nam tử rất quỷ dị, thực lực vượt xa cảnh giới, ngược lại không gấp trước tùy tiện ra tay, hiện tại, hắn còn không có phát hiện nữ nhân này đã bị ta phụ thân, vừa vặn, để cho ta đi theo hắn bên người, dò xét một phen. Vừa nói, hắn ánh mắt rơi vào trong núi rừng nơi nào đó, ở nơi đó, đang có một đầu toàn thân màu trắng xanh, đầu sinh hai sừng cự sư, đang ngủ say. Cùng lúc đó, Diệp Thần chợt thần sắc biến đổi, oa một tiếng chính là phun ra búng máu tươi lớn, khí tức cả người cũng suy bại xuống. Xích Linh Lung ba phụ nữ thấy vậy, tất cả giật mình nói, Diệp công tử, thế nào? Diệp Thần thở hào hển, thần sắc có chút khó coi nói, đáng chết, tinh thần lực, hấp thu quá nhiều, siêu gánh vác, tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, ta bị nội thương, thực lực thấp xuống không thiếu. Sợ rằng, cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Long Môn Đảo tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Cái này, liên tiếp gặp tai nạn à. Diệp Thần bị thiên trùng tộc theo dõi, vừa vặn lại tẩu hỏa nhập ma. Tựa hồ, liền ông trời cũng muốn hắn chết à. Mới vừa chạy tới, ẩn giấu thân hình Kim Hoàng nam tử, hơi sững sờ, ngay sau đó, cũng là cười, nắm chặt phần thắng. Cùng lúc đó, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét vang dội toàn bộ núi rừng. Rất nhanh, lại là một đạo quán chú linh khí cô gái tiếng kêu cứu, ở trong núi rừng lan truyền nói, cứu mạng. Cứu mạng à! Diệp Thần nghe vậy, lại là không để ý thương thế, chợt đứng dậy, kinh hô, thanh âm này. Là Thải Hà! Trên Long Môn Đảo các khán giả, thấy một màn này, đều là không khỏi trong lòng trầm xuống. Diệp Thần trúng kế! Mà núp ở vùng lân cận Kim Hoàng nam tử thấy vậy, chính là âm thầm cười nhạt, loài người ngu xuẩn, phản ứng này hoàn toàn và thiếu chủ dự liệu giống nhau như đúc à, xem ra, loài người này quá thấp có thể, phải bị thiếu chủ đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Xích Linh Lung ba phụ nữ cau mày nói, Thải Hà. Thải Hà là ai? Diệp Thần trầm giọng nói, ta một người bạn, Linh Lung, Tử Uyển Thanh Sương, vậy sư tử gầm uy lực 10 phần, có thể hay không theo ta, cùng nhau trước đi cứu viện. Xích Linh Lung ba phụ nữ hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu nói, tự nhiên có thể. Kim Hoàng thấy vậy, sắc mặt càng thêm khinh thường đứng lên, vậy cự sư bất quá là sơ bước thái chân cảnh tồn tại mà thôi, có thể, Diệp Thần nhưng là trịnh trọng như vậy dáng vẻ. Còn phải dựa vào phụ nữ khác, hỗ trợ. Xem ra, cũng là một phế vật. Mà trên Long Môn Đảo các khán giả nhưng là có chút nghi ngờ. Lấy Diệp Thần thực lực nháy mắt dây vậy cự sư à? Vì sao hiện tại thật giống như cẩn thận? Bất quá, bọn họ vậy không quá mức để ý, chỉ coi là Diệp Thần quá lo lắng Ninh Thải Hà, cho nên, phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khắc sau, Diệp Thần bốn người chính là thân hình động một cái, hướng vậy cự sư chỗ chỗ đi. Lúc này, trong núi rừng, một tên cô gái xinh đẹp đang mặt đầy vẻ hoảng sợ chạy thục mạng, mà ở sau lưng nàng, thì có một đầu màu xanh cự sư, đang ở điên cuồng đuổi theo, trong mắt tràn đầy là máu vẻ. Mắt thấy, vậy cự sư thì phải nhào tới cô gái trên mình, ngay tại lúc này, một đạo như ánh trăng vậy kiếm quang bỗng nhiên hạ xuống, một kiếm chém về phía vậy cự sư trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kiêng kỵ, ngẩng đầu một tiếng giống to, phun ra một đạo màu xanh sóng âm, cùng kiếm quang kia, đụng vào một nơi, song song tiêu trừ. Ninh Thải Hà tỉnh bơ nhìn kiếm quang cùng sóng âm tới giữa va chạm, âm thầm nói, liền chút thực lực này sao? Đây cũng là thả trong ký ức. Lâm Hung cùng Diệp Thần giao thủ lúc đó, Diệp Thần cho thấy thực lực kém không nhiều.
Cùng lúc đó, ba đạo yêu khí cường đại dâng lên, đỏ thấm kiếm mang, tím xanh kiếm khí, đồng thời chém tới, vậy cự sư mới vừa toàn lực ra tay, ngăn cản vậy nhớ kiếm quang, giờ phút này, đối mặt cái này mấy đạo kiếm mang kiếm khí, nhưng thì không cách nào xuất thủ lần nữa, đành phải không cam lòng phát ra một tiếng thét điên cuồng, to lớn sư đầu liền rơi vào trên đất. Chém giết đầu này cự sư sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trong rừng xuất hiện. Ninh Thải Hà chưa tỉnh hồn thở hào hển, hướng vậy mấy đạo thân ảnh nhìn, lúc này, vô cùng kinh ngạc vui mừng nói, Diệp Thần, là ngươi. Giờ phút này, Ninh Thải Hà thân thể bên trong, một đạo bị giam cầm thần hồn nhưng là ở vô cùng bi thương thút thít, nàng hướng về phía Diệp Thần hô lớn, Diệp đại ca, không nên tin hắn. Hắn cũng không phải là ta à. Bị nhập vào người sau đó, nàng thần hồn cũng không có tiêu tán, chỉ là bị nhốt đứng lên, như cũ có thể cảm giác được chung quanh phát sinh hết thảy. Đây là, Ninh Thải Hà thương tâm cực kỳ. Nàng thà chịu chết, vậy không hy vọng có người lợi dụng nàng tướng mạo đi lừa dối Diệp Thần à. Dĩ nhiên, nàng chỉ có thể nhìn được huyết chu muốn cho nàng nhìn thấy đồ. Nói cách khác, huyết chu là cố ý. Ninh Thải Hà cũng không biết, huyết chu trên thực tế dự định sống nhờ Diệp Thần đâu. Mà huyết chu, tại sao phải làm như vậy? Rất đơn giản, nói điều kiện. Giờ phút này, huyết chu thanh âm ở Ninh Thải Hà trong đầu vang lên nói, Ninh Thải Hà, ha ha, thấy ngươi Diệp ca ca, vui vẻ không? Ninh Thải Hà hô lớn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải đã sống nhờ ở trên người ta sao? Tại sao, còn muốn đối với Diệp Thần ra tay? Huyết chu cười nói, có lẽ, bổn công tử chính là muốn xem, thằng nhóc này bị phụ nữ mình phản bội lúc đó, như vậy tuyệt vọng diễn cảm đâu. Rất thú vị, không phải sao? Quá hèn hạ. Ninh Thải Hà thật là muốn nổi điên, nàng khóc thút thít nói, không muốn. Van cầu ngươi, không nên làm như vậy. Huyết chu nhàn nhạt nói, đáp ứng ngươi, vậy không phải là không thể, ừ, nếu như ngươi nghe lời. Ninh Thải Hà không hiểu nói, có ý gì? Nàng có thể cảm giác được, mình đã hoàn toàn bị huyết chu nắm trong tay, làm sao còn phải nàng nghe lời. Huyết chu nói, ngươi hẳn biết, bên trong cơ thể ngươi nguyên bản có một cái trăm thải xanh tủy cổ, ừ, bị ngươi giết, nhưng, ta thiên trùng tộc lại có phương pháp, để cho trăm thải xanh tủy cổ lần nữa sống lại, mà ngươi, vậy sẽ yêu hóa, bất quá, cái này thì cần ngươi phối hợp, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, ta sẽ bỏ qua thằng nhóc này, như thế nào? Ninh Thải Hà nghe vậy, trong lòng không nhịn được lộp bộp một tí. Nàng rất rõ ràng, cái này cái gọi là yêu hóa, ý vị như thế nào, chính là bị trăm thải xanh tủy cổ đoạt xác à. Như vậy, nàng sẽ chết. Có thể, vì Diệp Thần, Ninh Thải Hà nhưng là không chút do dự nói, ta nguyện ý. Chỉ cần có thể để cho Diệp Thần an toàn, nàng đã không để ý hết thảy, cho dù huyết chu định gạt nàng, nàng cũng phải hết sức thử một lần, vạn nhất, có thể bảo đảm Diệp Thần an toàn đây. Huyết chu nghe vậy, cười. Loài người quá tốt lừa gạt. Có thể, ngay tại lúc này, Ninh Thải Hà nhưng là mở miệng nói, bất quá, ta muốn ngươi lập tức rời đi Diệp Thần bên người, hơn nữa lấy đạo tâm thể, lại cũng không nhận gần Diệp Thần. Nếu không, ta tình nguyện chết, cũng không muốn tiếp nhận yêu hóa. Đây là, huyết chu nhưng là cười, mỉa mai cười. Hắn cân nhắc nói, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngươi nếu như cự tuyệt, ta hiện tại liền có thể giết thằng nhóc này, ha ha, thằng nhóc này vậy liền chút thực lực này thôi. Ở ta trước mặt, con kiến hôi cũng không bằng. Vừa nói, trong cơ thể hắn, dâng trào linh khí chuyển động, tựa hồ thật liền muốn động thủ. Ninh Thải Hà, thần hồn cũng muốn sụp đổ, vội vàng nói, không muốn. Không nên đối với hắn động thủ, ta nghe ngươi. Nàng, thỏa hiệp, nàng không sợ chết, nhưng là, sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Huyết chu cười nói, cái này, vậy đúng rồi, ừ, đang để cho ngươi chân chính yêu hóa trước, bổn công tử, sẽ làm chút chuẩn bị, đoạn thời gian này, bổn công tử liền thay thế ngươi cùng ở nơi này vị Diệp công tử bên cạnh, ha ha, nếu như chuẩn bị trong quá trình, ngươi có một tia một hào không phối hợp, như vậy, ngươi hẳn biết, ngươi Diệp Thần sẽ là cái gì kết quả. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là cười nói, Thải Hà, không nghĩ tới, chúng ta ở chỗ này đụng phải. Diệp Thần hỏi, Thải Hà, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Có trêu chọc đến vậy cự sư? Huyết chu ánh mắt nhỏ tránh nói, ta tình cờ tới chỗ này, phát hiện cái này cự sư trong xào huyệt, vậy cự sư ngủ say lúc đó, ta từ xào huyệt bên trong, trộm ra liền vật này,
vì vậy, mới bị vậy cự sư đuổi giết. Vừa nói, Huyết Chu lấy ra một phiến gia thú sách cổ, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn vậy sách cổ, thần sắc động một cái nói, đây là... Huyết Chu ánh mắt lóe lên nói, Linh Vương mộ bản đồ. Linh Vương mộ. Diệp Thần hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ, vậy Linh Vương chính là mở ra cái này tự tại thiên đại năng? Huyết Chu lắc đầu nói, căn cứ trên bản đồ lưu lại tin tức, có thể suy đoán ra, cái này Linh Vương chính là vị kia đại năng một người bản thân, cái này đúng phiến tự tại trời, có thể nói, đều là vị kia đại năng là bạn tốt chuẩn bị chôn theo. Vì vậy, cái này trong bí cảnh, Linh Vương mộ, mới là cơ duyên lớn nhất. Long Môn Đảo bên trong đám người nghe vậy, lại là cả kinh, không biết cái này Huyết Chu nói, là thật vẫn là giả. Đây là, Kim Hoàng nhưng là có chút nóng nảy nói, thiếu chủ, vì sao, đem cái này cơ mật nói cho thằng nhóc này. Ta thiên trùng tộc vì đạt được điều bí mật này, nhưng mà trả giá giá không nhỏ. Huyết Chu ánh mắt nhỏ tránh, nhàn nhạt truyền âm nói, ta cần Ninh Thải Hà phối hợp ta, tiến hành yêu hóa chuẩn bị, cho nên, trong chốc lát, còn không thể giết thằng nhóc này, thậm chí, tốt nhất không nên đối với thằng nhóc này ra tay, nhưng, nếu như cùng yêu hóa sau khi hoàn thành, lại đi Linh Vương mộ, thời gian trên, nhưng là có chút không còn kịp rồi. Cho nên, tình hình bây giờ, chỉ có thể và mấy nhân loại này con kiến hôi cùng nhau đi Linh Vương mộ, cùng đến nơi đó, Ninh Thải Hà yêu hóa, vậy chuẩn bị xong hết rồi, vừa vặn, bổn công tử cũng có thể trực tiếp ký túc ở tiểu tử này trên mình. Như vậy thứ nhất, ngược lại là một mũi tên hạ hai chim, bổn công tử vừa có thể có một cái có thể nói hoàn mỹ thân xác, mà nữ nhân này yêu hóa sau đó, thực lực ắt sẽ bạo tăng, chí ít, có người chiến lực, như vậy, chúng ta ba người cũng coi là có tiến vào Linh Vương mộ thực lực. Ngươi đừng lo lắng, mấy cái này con kiến hôi, biết thì thế nào. Bằng bọn họ thực lực, căn bản không vào được Linh Vương mộ. Kim Hoàng nghe vậy, ánh mắt sáng choang, thiếu chủ thật là tâm tư kín đáo hả? Cứ như vậy, ngược lại thật, hoàn mỹ. Diệp Thần nhìn bản đồ kia, trên mặt hiện lên đại hỉ vẻ nói, Linh Vương mộ, khoảng cách nơi đây khá là xa xôi, từ trên bản đồ lưu lại tin tức xem ra, cái này Linh Vương mộ, lập tức phải mở ra. Như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại, liền hướng cái này Linh Vương mộ, lên đường đi. Nhìn Diệp Thần vậy mừng rỡ hình dáng, Huyết Chu cùng Kim Hoàng đều là cười. Cái này ngu xuẩn, còn không biết mình chết đến nơi rồi chứ. Bị người bán, còn giúp đừng người đếm tiền, còn ở đây cao hứng đây. Trên thực tế, bọn họ chỉ là muốn cho Diệp Thần, mình đi tới đồ tể tràng, chờ đợi giết thôi. Bất quá, ngoài mặt Huyết Chu nhưng là mỉm cười nói, ta cũng đang có ý đó. Lúc này, năm người liền dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hướng vậy Linh Vương mộ đi. Long Môn Đảo tất cả mọi người là lắc đầu một cái, bọn họ mặc dù không biết Linh Vương mộ là thật là giả, nhưng, có thể khẳng định là, Huyết Chu không bình yên tim, Diệp Thần rơi vào bẫy. Tình huống dưới mắt, đối với Diệp Thần bộc phát bất lợi đứng lên. Kế tiếp một đoạn thời gian, Huyết Chu ngược lại là quy củ, hoàn toàn đem mình làm liền Ninh Thải Hà vậy, đi theo đám người, cùng đi đường. Ngày này, năm đạo thân ảnh, từ cuồn cuộn trong cát vàng hiện lên. Nhìn, chính là Diệp Thần các người. Thời gian, đã qua nửa tháng. Cái này nửa tháng tới, năm người vẫn luôn đang đuổi đường, nhìn như, đi đường mệt nhọc, mặt đầy đều là vẻ phong sương. Năm người chuyển kiếp một phiến sa mạc lớn sau đó, Huyết Chu có chút mừng rỡ nói, Diệp Thần, cái này sa mạc sau đó, lập tức phải đến vậy Linh Vương mộ. Diệp Thần cười nói, mặc dù, đoạn thời gian này, chúng ta trải qua rất nhiều hung hiểm, cửu tử nhất sanh, nhưng, cũng may, cuối cùng là ở Linh Vương mộ mở trước, đuổi kịp, hết thảy bỏ ra, đều đáng giá. Xích Linh Lung ba phụ nữ cũng là mặt hiện vẻ kích động. Long Môn Đảo mọi người thấy Diệp Thần các người, bộ dáng hưng phấn, đều là than thở, biết lập tức muốn nhạc cực sinh bi. Huyết Chu nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng là lóe lên, cái này nửa tháng tới, yêu hóa chuẩn bị cơ bản đã làm xong, chỉ còn lại một bước cuối cùng, cũng là thời điểm nên sống nhờ đến Diệp Thần trên người. Bất quá! Huyết Chu khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, trực tiếp động thủ, có thể sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, ừ, hắn tính cách từ trước đến giờ cẩn thận, cho nên để sống nhờ Diệp Thần. Hắn nhưng mà an bài một chàng kịch hay đây. Tối nay, chàng hảo hí này sắp diễn ra. Ẩn núp ở một bên Kim Hoàng, cũng là hưng phấn, mong đợi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống.
Diệp Thần năm người, đi tới một phiến nham thạch vùng, ngồi chung một chỗ đá lớn dưới, giấy lên đống lửa, đang ở một bên nướng ngày đó chém giết cự sư thịt thú, một bên tĩnh tọa, khôi phục linh lực. Có thể, ngay tại lúc này dị biến phát sinh. Đúng phiến rừng đá đột nhiên rung động, tựa như xảy ra động đất vậy. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, một đầu giống như núi nhỏ giống vậy dáng vóc to yêu thú kim hoàng, bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, giữ tợn miệng khổng lồ bên trong phát ra một tiếng chói tai côn trùng kêu vang. Chỉ là cái này côn trùng kêu vang, liền chấn động được năm người rối rít hai lỗ tai chảy máu, mặt hiện vô cùng là thống khổ thần sắc à. Xích Linh Lung nhìn khổng lồ kia kim hoàng, mặt hiện vô cùng là hoảng sợ thần sắc, kinh hô, không tốt. Yêu thú này thực lực cực mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau. Nháy mắt tức thì, đám người liền muốn tung người chạy trốn. Nhưng vào lúc này, vậy kim hoàng lại là một tiếng côn trùng kêu vang, hai cánh rung lên, cuồng bạo đợt khí ngay tức thì dâng trào ra, đem cái này đúng phiến đá trong rừng vô số đá lớn cũng nghiền vì nghiền. Đối mặt sóng khí này, Ninh Thải Hà tựa hồ có chút phản ứng không đạt tới, bị tức sóng thổi tới một tảng đá lớn, đập trúng ngực, ngay tức thì miệng phun máu tươi, phát ra một tiếng thét kinh hãi đổ bay ra. Vậy kim hoàng hai tròng mắt bên trong, ý định giết người cuồng trào, ngay tức thì phong tỏa Ninh Thải Hà, giống như trường mâu vậy hướng Ninh Thải Hà đâm tới. Mặc dù, cái này là hết sức hắn đơn giản nhất kích, nhưng, lấy thực lực thi triển ra, cũng là giống như diệt thế thần thương vậy uy năng vô tận. Mà Ninh Thải Hà ở nguy cơ kia phong tỏa dưới, mặt đầy vẻ hoảng sợ, trong chốc lát không cách nào nhúc nhích, mắt thấy, vậy nguy cơ thì phải đâm vào tim nàng. Ngay tại lúc này, Diệp Thần, chợt kinh hô một tiếng nói, Thải Hà. Một khắc sau, thân hình một cái chớp động, liền chắn Ninh Thải Hà trước người, đem thật chặt ôm ở trong ngực. Cùng lúc đó, huyết chu cùng vậy kim hoàng trong mắt đều là hiện lên lau một cái vô cùng là châm chọc thần sắc. Trên Long Môn đảo đám người, giờ phút này đều là vô cùng nóng nảy. Diệp Thần trọng tình trọng nghĩa, để cho rất nhiều người cảm động. Có thể, bọn họ rất rõ ràng, hết thảy các thứ này, đều là vậy hai người thiên trùng tộc tự biên tự diễn à. Diệp Thần, xong rồi à. Mà thập đại ác nhân, chính là cười như điên. Ngu xuẩn đồ, vì người phụ nữ cùng không đầu óc như nhau, còn liều mình cứu giúp. Ha ha, kết quả, cứu căn bản không phải người phụ nữ mình, mà là một cái chán ghét yêu tộc à. Không biết, Diệp Thần bị trước mắt hắn cho là phụ nữ mình người phản bội lúc đó, sẽ là cái gì diễn cảm? Bị yêu thú kia sống nhờ lúc đó, lại sẽ là bực nào tuyệt vọng? Chỉ là suy nghĩ một chút, cái này thập đại ác nhân thật là đều phải thoải mái bay à. Xích Linh Lung ba phụ nữ đồng thời sắc mặt biến đổi, kinh hô, Diệp Thần. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy màu hoàng kim vũ khí hung hãn đâm vào Diệp Thần thân thể bên trong, một cổ lực lớn cuồng trào ra, trực tiếp Diệp Thần ngực nghiền ra một đạo lỗ lớn. Đừng xem nhẹ, cái này mảnh khảnh nhất kích, lực lượng nhưng là vô cùng. Yêu tộc vốn là lực lượng vô cùng là chủng tộc cường đại. Phốc, Diệp Thần chợt phun ra búng máu tươi lớn, nơi buồng tim lại là giống như suối phun vậy, máu tươi cuồng trào, ngay tức thì nhiễm đỏ đúng phiến mặt đất, cơ hồ, phải đem cái này một phiến khu vực hóa là biển máu. Mà hắn hơi thở, cũng là nhanh chóng suy bại đi xuống. Thấy một màn này, Long Môn đảo tất cả mọi người là trầm mặc. Diệp Thần sinh mệnh lực, mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chống cự như vậy trạng thái thiên trùng tộc nhất kích chứ. Phải biết, thiên trùng tộc cũng coi là được trời ưu đãi một cái chủng tộc, đặc biệt là đang công kích lực bên trên. Hơn nữa, cái này kim hoàng còn không phải là giống vậy thái chân cảnh tồn tại. Một kích chí mạng này, lại là trực tiếp bị xuyên qua chỗ hiểm. Đủ loại điều kiện, điệp cộng lại, thật là làm thân bất tử đều phải tuyệt vọng. Nếu không phải, cái này thiên trùng tộc cuối cùng tựa hồ lưu lực liền một phần, Diệp Thần có thể đều phải trực tiếp bị giết trong nháy mắt chứ. Đây là, Ninh Thải Hà đột nhiên khóc, lê hoa đái vũ, thương tâm tới cực điểm, ôm thật chặt Diệp Thần nói, Diệp Thần. Ngươi không có sao chứ? Ngươi làm sao ngu như vậy? Diệp Thần suy yếu nhìn Ninh Thải Hà, miễn cưỡng lộ ra một người mỉm cười nói, Thải Hà, ta không có sao, chút thương nhỏ này, không coi vào đâu, ngươi rời đi nơi này, ta kéo yêu thú này. Ninh Thải Hà nghe vậy, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, một khắc sau, nhưng là đột nhiên thần sắc biến đổi, vô cùng là mỉa mai ha ha phá lên cười nói, ha ha ha. Diệp ca ca,
ngươi thật đúng là si tình à, Thải Hà đều phải bị ngươi cảm động chết, khó trách, ngươi biết bị nhiều nữ nhân như vậy vừa ý à. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, có chút khó có thể tin nói, Thải Hà, ngươi đang nói gì? Ninh Thải Hà mới vừa nói, đối với hắn đả kích, tựa hồ so tim bị nghiền nát còn to lớn hơn trăm nghìn lần à. Bắc Lăng Thịnh, Nam Tiêu Ly các người đều đã không nhẫn tâm nhìn, như vậy bị phản bội, như vậy tan nát cõi lòng, thật là không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần cũng không biết Ninh Thải Hà bị phụ thân à. Ở hắn xem ra, chính là mình phải chết, còn là vì mình người phụ nữ mà chết, có thể không nghĩ tới, trước khi chết nhưng gặp phải nữ nhân này phản bội vậy chứ. Ninh Thải Hà thần hồn lại là muốn thiêu đốt lên, muốn nổi điên. Nàng kêu khóc nói, tại sao? Huyết Chu, người tại sao phải như vậy? Ta rõ ràng đã đáp ứng tất cả của ngươi bộ yêu cầu à? Huyết Chu nghiền ngẫm cười một tiếng nói, ha ha, bổn công tử lừa gạt ngươi, ai kêu ngươi, như thế ngu xuẩn đâu. Giờ khắc này, Ninh Thải Hà thần hồn hoàn toàn hỏng mất. Nàng mắt đẹp thất thần lẩm bẩm, Diệp Thần, là ta hại ngươi, thật xin lỗi. Đây là, Huyết Chu tựa hồ còn không có chơi đủ, hắn đẩy ra Diệp Thần nói, Diệp ca ca, trên thực tế, ta đi theo ngươi, chỉ là coi trọng ngươi thiên phú mà thôi, cho tới nay, ta cũng cầm ngươi làm là một cái công cụ, ừ, hiện tại, ngươi phải chết, vô dụng, ta cũng không nhẫn tâm lại lừa ngươi, liền đối với ngươi nói thật đi. Diệp Thần mặt đầy vẻ tuyệt vọng lắc đầu nói, không thể nào, Thải Hà, ngươi không phải loại người này, ta không tin. Ta không tin. Trên Long Môn Đảo, không ít người đều là cúi đầu, một màn này quá tàn nhẫn, đối với đàn ông mà nói, thậm chí, so chết còn khó hơn lấy tiếp nhận. Diệp Thần quá thê thảm. Thấy Diệp Thần cái này tâm cảnh hoàn toàn hỏng mất hình dáng, Huyết Chu hài lòng, trên thực tế, tâm cảnh hỏng mất ký chủ mới là tốt nhất sống nhờ. Còn như Diệp Thần trọng thương, hắn rất rõ ràng, Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần sống nhờ thành công, muốn không được bao lâu, là có thể khôi phục. Ninh Thải Hà trong mắt, đột nhiên lóe lên liền một hồi quỷ dị ánh sáng, rồi sau đó, liền phai nhạt xuống, một đầu màu máu con nhện từ nàng ấn đường bên trong chui ra, con nhện hai tròng mắt bên trong, huyết quang chớp mắt, tám con nhảy vào động một cái, trực tiếp liền hướng Diệp Thần nhảy một cái đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trên Long Môn Đảo đám người, đều là sửng sốt một chút, tất cả thái chân cảnh trở xuống võ giả, căn bản liền vậy Huyết Chu bóng người, đều không cách nào bắt được à. Quá khủng bố. Diệp Thần, xong rồi. Cho dù trạng thái tinh thần bình thường, đều cơ hồ không thể nào chú ý tới, huống chi, là ở nơi này bị đả kích lớn dưới tình huống. Thập đại ác nhân, lại là đều bắt đầu hoan hô, bắt đầu ăn mừng. Diệp Thần tử cục đã định. Có thể, ngay tại lúc này, nguyên bản, thất hồn lạc phách Diệp Thần, khóe miệng nhưng là bỗng nhiên hiện lên lau một cái nụ cười lạnh như băng, một khắc sau, vậy bởi vì mất máu quá nhiều. Nhìn như tựa hồ không có chút lực lượng nào cánh tay, lại là giống như thần long bãi vĩ vậy, một cái cấp tốc lay động, liền xuất hiện ở cổ mình trước. Lách cách một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ Long Môn Đảo, ngay tức thì yên tĩnh lại. Tiếng hít thở, đều biến mất. Tất cả người, con người nổi lên nhìn truyền ảnh tinh lên một màn. Bọn họ óc đều bắt đầu co quắp à. Một màn trước mắt quá rung động. Chỉ gặp. Diệp Thần trong tay bất ngờ thật chặt nắm một đầu lớn chừng bàn tay màu máu con nhện à. Huyết sắc này con nhện, phần lưng là một cái khô lâu màu trắng đường vân, không phải vậy Huyết Chu bổn mạng thần trùng vậy là cái gì? Có thể, điều này sao có thể? Diệp Thần không phải bị đả kích lớn, thất thần sao? Không phải trọng thương sắp chết, thực lực đại giảm liền sao? Vì sao, còn có thể chống đỡ cái này Huyết Chu sống nhờ à? Vậy thập đại ác nhân lại là cả người cứng ngắc, mắt thấy, thu liền phải báo, nhưng đột nhiên, 18.000 độ nhanh đổi cong, thế cục ngay tức thì xoay ngược lại. Bọn họ thật là đều phải không cam lòng, bực bội, tức giận đến đạo tâm tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma à. Giờ phút này, Diệp Thần đôi môi động một cái, một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ trong miệng truyền ra nói, cuối cùng đến khi ngươi à, ta nhớ không lầm, thiên trùng tộc tiến hành sống nhờ lúc đó, là yếu ớt nhất. Không phải sao? Trong chốc lát, mọi người thức hải bên trong rời sông lấp biển. Bọn họ lấy là chúng kế chính là Diệp Thần. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần căn bản là tương kế tự kế à? Huyết Chu, Kim Hoàng lấy vì mình được như ý. Ai ngờ,
bọn họ mới là lõm sâu trong cuộc vậy một cái. Diệp Thần, Nghịch Thiên à. Huyết Chu, ngu, Kim Hoàng, vậy ngu. Mà nguyên bổn đã tuyệt vọng Ninh Thải Hà nhưng là ngây ngẩn. Sự việc, thật giống như và tưởng tượng không giống nhau à. Huyết Chu hai tròng mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, chẳng lẽ, ngươi sớm liền phát hiện. Cái này không thể nào à. Thiên trùng tộc nhập vào người, ngụy trang độ, trong 1% vạn, hoàn mỹ vô cùng, trừ phi, thần niệm vượt xa hắn người, căn bản không cách nào phát hiện mới đúng. Có thể, Diệp Thần không phải mới như vậy thực lực sao? Tu vi lại là chỉ có thủy nguyên cảnh. Thần niệm có thể mạnh bao nhiêu? Huống chi, bọn họ ban đầu tìm tới Diệp Thần lúc đó, Diệp Thần rõ ràng liền không có chút nào phòng bị à? Hết thảy, thật là không thể tưởng tượng nổi à? Diệp Thần cười lạnh nói, bất quá là hèn mọn côn trùng thôi, cũng muốn ở ta trước mặt, chơi mưu kế. Bằng đầu óc của các ngươi, nhìn như, chỉ là một cười nhạo thôi. So thần niệm, thái chân cảnh thần niệm, rất mạnh. Diệp Thần, hôm nay có hồn thể đổi thành cùng huyền thể hóa linh thần thông, còn có hồng mông đại tinh không, thần niệm cường độ, so với phần lớn thái chân cảnh cường giả cũng chút nào không kém, nghiền ép Huyết Chu, 0.001 độ khó, cũng không có. Ban đầu, hắn liền khám phá Huyết Chu nhập vào người. Hơn nữa, có Sóc Lão, Huyền Hàn Ngọc, Phong Thiên Thương cái này ba cái trung cực cố vấn tồn tại, thiên trùng tộc lai lịch cũng bị Diệp Thần làm được rõ ràng. Còn như Huyết Chu đám người mưu kế, bố trí, an bài. Lấy Diệp Thần mưu trí xem ra, tựa như cùng một loại trò đùa, một cái tương kế tự kế, trực tiếp hai cấp xoay ngược lại. Sở dĩ, hắn không có trực tiếp đối với cái này hai cái thiên trùng tộc ra tay. Chẳng qua là bởi vì vậy Huyết Chu chiếm cứ có trăm thải xanh thủy cổ thể Ninh Thải Hà thân xác, quả thật cũng có mấy phần thực lực, ngược lại không phải là Diệp Thần sợ nó, chỉ là, nếu quả thật cuộc chiến nảy lên tới, rất có thể sẽ cho Ninh Thải Hà mang đến nguy hiểm to lớn. Đây cũng không phải hắn muốn thấy, cho nên, tài phối hợp hai vị yêu tộc tới một tràng cao hứng biểu diễn. Buồn cười cái này hai cái thiên trùng tộc, còn lấy vì mình được như ý, cao hứng đây. Quá ngu xuẩn. Huyết Chu nghe vậy, ngay tức thì nổi cơn giận dữ, hổn hển à. Hắn thân là thiên trùng tộc một cái chi nhánh thiếu chủ, kiêu ngạo vô cùng, lao thẳng đến mình, coi là cao cấp trùng tộc. Hơn nữa, Huyết Chu ở thiên trùng tộc bên trong, khá cái tài trí, có thể hiện tại, lại bị Diệp Thần cười nhạo, châm chọc, còn chúng đối phương mưu kế. Cái này ngay tức thì đem hắn tự ái, kiêu ngạo, cũng nghiền là vỡ vụn à. Để cho hắn như thế nào có thể chịu được. Long môn đảo đám người, cũng là mặt hiện đại hỉ vẻ. Xem ra, Diệp Thần muốn phiên bản à. Có thể, ngay tại lúc này, giận dữ bên trong Huyết Chu, đột nhiên bình tĩnh lại. Mà long môn đảo trong đại điện, cũng là vang lên một tiếng thở dài. Lý Thiên Hâm than thở. Lý Thiên Hâm mặt đầy tiếc rẻ nhìn truyền ảnh tinh nói, Diệp Thần, đã làm được trình độ cao nhất, quả thật liền ta đều kinh hãi, nhưng, hắn muốn liền thắng ngược như vậy. Nhưng là quá ngây thơ rồi. Thiên trùng tộc, xa xa so hắn tưởng tượng bên trong, còn kinh khủng hơn. Đám người nghe vậy đều là nụ cười cứng đờ. Diệp Thần, cũng trực tiếp lấy kế phá kế, vẫn không thể lật bàn. Có người không nhịn được hỏi, Lý Thiên Bối, lời này, kết quả là ý gì? Lý Thiên Hâm nhàn nhạt nói, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy mưu kế, đều là vô dụng. Diệp Thần nói không sai, thiên trùng tộc sống nhờ lúc đó. Yếu ớt nhất, có thể, yếu ớt chỉ là tương đối mà nói, bây giờ Huyết Chu, như cũ có chém chết hiện tại Diệp Thần năng lực. Đám người, ngu, yếu ớt nhất thời kỳ, còn có thể chém chết Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không có tẩu hỏa nhập ma trước, có lẽ còn có thể chế ngự được cái này Huyết Chu, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ Diệp Thần tẩu hỏa nhập ma, thực lực đại giảm à. Huống chi, Diệp Thần hiện tại còn bị thương nặng. Quả nhiên, ngay tại lúc này. Vậy Huyết Chu cười lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ta bị ngươi đùa bỡn, có thể, vậy thì như thế nào? Bổn công tử mục đích, đã đạt đến, ha ha, ngươi cái loại này thực lực phế vật, cho dù là lấy ta hôm nay trạng thái, cũng có thể nghiền ép ngươi à? Kẻ ác trên đảo đám người lại hưng phấn dậy. Thằng nhóc này, đầu óc là không tệ, có thể, vận khí không tốt lắm à? Nháy mắt tức thì, Huyết Chu trên thân hình, bạo phát ra một cổ trình độ cao nhất uy thế. Nhìn như lại tựa như không có ở đây vậy Kim Hoàng dưới. Ở uy thế này bên trong,
tựa hồ thì phải trực tiếp đem Diệp Thần bàn tay, nổ tung cưỡng ép sống nhờ. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là khinh thường cười một tiếng nói, ta vốn là lấy là, các ngươi chỉ là ngu xuẩn mà thôi, không nghĩ tới, hoàn toàn không não à. Ta nói tẩu hỏa nhập ma, các ngươi liền tin. Lời vừa nói ra, thời không tựa như cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều có chút ngu. Liền tẩu hỏa nhập ma cũng là chứa. Không thể nào. Diệp Thần tẩu hỏa nhập ma thời điểm, tựa hồ còn không có tiếp xúc tới thiên trùng tộc à. Bọn họ nơi nào biết, sớm ở huyết chu thả ra thần niệm lúc đó, liền bị Diệp Thần cảm ứng được. Bất quá, Lý Thiên Hâm vẫn lắc đầu một cái, đối với Diệp Thần không coi trọng. Tại sao? Bởi vì, cho dù Diệp Thần tẩu hỏa nhập ma là chứa, lấy đối mặt Lâm Hung lúc thực lực, như cũ không đủ để phá cuộc. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Thần đánh giá cao mình. Giờ phút này, huyết chu nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một loại vô cùng là dự cảm xấu, gào thét nói Kim Hoàng, cùng động thủ, dùng toàn lực, đem thằng nhóc này nghiền giết. Tiểu tử, ở ta thiên trùng tộc thực lực trước mặt, người chỉ có thần phục. Hắn liền cái gì ký chủ, thân xác cũng không suy nghĩ. Bỗng nhiên bên trong, huyết chu trên lưng khô lâu hình vẽ ánh sáng lớn thả, một đạo tản ra trình độ cao nhất tử vong năng lượng chập chờn từ khô lâu kia hình vẽ bên trong sông ra. Mà Kim Hoàng lại là điên cuồng hét lên một tiếng, cả người kim quang bạo tránh, ngưng tụ ở đâm vào Diệp Thần trong cơ thể cây kia trùng đủ bên trên, tựa hồ muốn trực tiếp đem Diệp Thần thân thể giã nát. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần khóe miệng nhưng là dương lên một tia cười lạnh nói, chơi thực lực. Ừ, vậy thì bồi ngươi, vui đùa một chút đi. Một khắc sau, Huyền Linh Châu xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái sau lưng Kim Hoàng cắm ở ngực mình cây kia trùng đủ, tựa hồ đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Bỗng nhiên tới giữa, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể, hồn thể đổi thành, huyền thể hóa linh vân. Vân thần thông, tất cả đều thi triển, trong tay Huyền Linh Châu, ngay tức thì hắc quang lớn bắn. Rồi sau đó, hắn tiện tay, một cái huyền linh phá, đập ra. Cả thế giới, an tĩnh. Long môn đảo đám người bao gồm trước không coi trọng Diệp Thần Lý Thiên Hâm, giờ phút này đều là há hốc miệng ba, hóa đá vậy vô cùng ngây ngốc nhìn truyền ảnh tinh lên một màn. Chỉ gặp, vậy so với Lâm Hung mạnh hơn Hoành Kim Hoàng, ở Diệp Thần trong tay màu đen xoắn ốc đánh vào dưới, nhìn như vô cùng bền bỉ thân thể, lại là trực tiếp bị vặn thành nghiền à. Ở nơi này là cái gì tẩu hỏa nhập ma? Rõ ràng Diệp Thần thực lực so đối mặt Lâm Hung lúc đó, cường đại hơn à. Vậy huyết chu thấy Diệp Thần trong nháy mắt giết Kim Hoàng một màn cũng bị sợ choáng váng, hắn điên cuồng phun trào ra sau lưng khí tức tử vong, có thể. Diệp Thần năm ngón tay bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một đạo thâm trầm vô cùng hắc quang, hủy diệt lực cuồng trào ra, lại là trực tiếp đem huyết chu sau lưng tử vong năng lượng áp chế xuống. Giờ khắc này, huyết chu trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng à. Hắn nhìn Diệp Thần, hai tròng mắt đều run rẩy. Mình đây là trêu chọc một cái quái vật gì à? Phụ thân không phải nói, loài người là một cái rác dưới chủng tộc, chỉ thích hợp cho bọn họ thiên trùng tộc dùng để sống nhờ, mới có một chút giá trị sao? Có thể bây giờ nhìn lại, cái loại này tộc biến thái được không bên à? Diệp Thần nhìn huyết chu mặt không thay đổi nói, hiện tại, còn chơi thực lực sao? Còn có thể để cho ta thần phục sao? Ừ. Vừa nói. Hắn thì phải trực tiếp, đem huyết chu bóp vỡ. Có thể, ngay tại lúc này huyết chu run rẩy mở miệng nói, Diệp công tử, chờ một chút. Ta có lời muốn nói, ta nói cho ngươi, liên quan tới Linh Vương mộ tin tức đều là thật, hơn nữa, ta còn nắm giữ Linh Vương mộ bên trong rất nhiều bí mật. Hiện tại, ngươi đã hoàn toàn khống chế được ta nguyện ý bị chồng cấm chế, nhận ngươi làm chủ, chỉ cầu ngươi, tha ta một mạng, ta thề ta nhất định sẽ đối với ngươi thành tâm ra sức. Để cho ngươi ở Linh Vương mộ bên trong, lấy được vô tận chỗ tốt. Long môn đảo đám người nghe vậy động lòng. Hiện tại Diệp Thần đã hoàn toàn nắm trong tay huyết chu, đại hoạch toàn thắng liền à. Hoàn toàn có thể thu phục huyết chu lợi ích tối đại hóa. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, người điều kiện, rất mê người. Huyết chu trong lòng vui mừng, hắn hai tròng mắt bên trong ánh sáng chớp động, chỉ cần Diệp Thần đồng ý, để cho hắn tạm thời còn sống. Hắn nhất định có thể tìm được lật bàn cơ hội. Thiên trùng tộc quỷ dị là vượt quá tưởng tượng. Có thể, một khắc sau. Diệp Thần, nhưng là lạnh lùng nói, đáng tiếc, người động người ta người này rất thù dai,
động người ta, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Một khắc sau, Diệp Thần trong tay cự lực cuồng trào, tầng 6 hủy diệt đạo ấn, diệt pháp tắc, kích động ra, trực tiếp đem vậy tử vong chập chờn, hoàn toàn trấn áp, huyết chu liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bị Diệp Thần trực tiếp bóp vỡ. Hắn thần sắc một phiến bình thản, không phải cái gì cũng có thể dùng lợi ích để cân nhắc. Có người nếu như tổn thương người, coi như cầm cả thế giới đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không tha thứ, phải giết người này. Mà Long Môn đảo đám người, chính là hoàn toàn bị Diệp Thần sát phạt quả quyết, rung động à. Vậy thập đại ác nhân nhìn Diệp Thần đều là thần sắc âm trầm, cho dù lấy bọn họ hung hãn, ưng ý trước người thanh niên này đều là sinh ra nồng nặc kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Đây là, Xích Linh Lung cùng nữ, đi tới, mới vừa huyết chu cùng Kim Hoàng hơi thở bùng nổ, bằng thực lực của các nàng căn bản không cách nào đến gần. Diệp Thần đỡ dậy Ninh Thải Hà, hỗn độn khí diễm tràn vào Ninh Thải Hà thân thể mềm mại bên trong, đem nguyên bản bị lần nữa ngưng tụ ra trăm thải xanh tủy cổ ấu thể, trực tiếp mất đi, đồng thời phá giải huyết chu giam cầm. Ninh Thải Hà một đôi mắt đẹp, lần nữa khôi phục ánh sáng, nàng không nói gì, mà là trực tiếp nhào vào Diệp Thần trong ngực, hết thảy đều không nói bên trong. Giờ phút này, Ninh Thải Hà trong lòng vô cùng được vui mừng cùng kiêu ngạo, Diệp Thần cái này một cái cực kỳ nghịch thiên người đàn ông là nàng Ninh Thải Hà người đàn ông. Diệp Thần mặt mỉm cười, ôm trước Ninh Thải Hà nói, xin lỗi, Thải Hà, để cho ngươi chịu khổ. Hắn rất rõ ràng, Ninh Thải Hà thừa bị cái gì. Ninh Thải Hà nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu nói, có thể cùng ngươi gặp phải, là ta may mắn, bao lớn thống khổ, đều không coi là thống khổ, chỉ cần, có thể ở bên người ngươi. Xích Linh Lung ba phụ nữ đứng ở một bên, nhìn Ninh Thải Hà, mắt đẹp bên trong là vô tận hâm mộ. Diệp Thần và Ninh Thải Hà quan hệ, chỉ sợ là trên đời nơi có đàn bà mơ ước chứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền dẫn Ninh Thải Hà bốn nữ, tiếp tục hướng Linh Vương mộ tiến về trước. Vượt qua chỗ tòa này rừng đá, năm người trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một phiến rộng lớn vô cùng rừng, xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Nơi này liền là bản đồ trên ký hiệu vị trí. Có thể, đến nơi đây sau đó, Diệp Thần nhưng là không khỏi được khẽ cau mày. Ánh mắt hắn có thể đạt được chỗ, cũng không nhìn thấy cái gì Linh Vương mộ à. Chẳng lẽ, hắn bị huyết chu lừa gạt? Bản đồ này là giả? Hoặc là căn bản không tồn tại cái gì Linh Vương mộ? Có thể, ngay tại lúc này, vậy rừng bên trong bỗng nhiên gió nổi mây vần, nguyên bản nhìn như thông thường rừng, ngay tức thì bạo phát ra vô cùng là mãnh liệt linh khí. Tựa như toàn bộ bí cảnh linh khí, đều tập trung ở nơi này, cơ hồ muốn hóa thành một phiến linh khí biển. Mà ở linh khí này trong biển, mặt đất ngay tức thì rạn nứt, vậy cái nứt bên trong, bất ngờ, xuất hiện một khối cả ngày tiếp đất to lớn mộ bia. Cái này mộ bia bên trên, bất ngờ, viết bốn chữ to. Linh Vương mộ. Cái này ba chữ to, một phiến đỏ thẫm, tựa như lấy máu tươi viết thành, chữ viết bên trong đạo vận kích động, tựa như hàm chứa vô cùng là cao thâm võ đạo. Xích Linh Lung bốn nữ chỉ là nhìn vậy mộ bia một mắt, chính là thần hồn căng đau, óc đều phải nổ tung, cơ hồ thì phải trực tiếp ngất đi. Chỉ có Diệp Thần, giờ phút này ngưng mắt nhìn vậy phương mộ bia, nhưng là trong mắt thần mang bạo tránh. Cơ hồ là theo bản năng, cùng vậy mộ bia tướng hô ứng, Diệp Thần trong cơ thể cũng là bộc phát một cổ kinh thiên hơi thở. Hoàng lão lại là ở luân hồi mộ địa mở mắt ra, cực kỳ ngoài ý muốn nói, chỗ này, lại có thể ẩn núp huyền cơ. Diệp Thần biết Hoàng lão hiển nhiên phát hiện cái gì, còn người đông lại một cái, hiếu kỳ nói, Hoàng lão, người biết chỗ này. Hoàng lão do dự mấy giây, cuối cùng vẫn gật đầu, nơi đây nếu như ta không đoán sai. Là một vị vạn khư người mộ, mà đây Linh Vương, liền là tới từ vạn khư. Thậm chí năm đó, ta có thể vẫn cùng hắn đã giao thủ. Diệp Thần ngẩn ra, Hoàng lão thành tựu thế gian cấm kỵ, bản thể cường đại đến ngoại hạng, mà có thể để cho hắn giao thủ tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa đối với phương đến từ vạn khư. Cái này cái gọi là Linh Vương, lai lịch vậy quá kinh khủng. Còn chưa cùng Diệp Thần phản ứng. Hoàng lão tiếp tục nói, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Thằng nhóc, người có thể biết, cái này Linh Vương mộ bên trong có một miếng lối vào, đi thông thái thượng thế giới. Từ ngươi tham dự bí cảnh bắt đầu, ta ngay tại xem xét chung quanh, cái này Long Môn bí cảnh, vốn nên có thái thượng thế giới yêu nghiệt nhúng tay, nhưng trừ vậy thiên trùng tộc ngoài ra,
đến hiện tại cũng không có thái thượng thế giới yêu nghiệt xuất hiện, người có thể biết tại sao? Diệp Thần ngẩn ra, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, không biết. Hoàng lão ngừng mắt nhìn cách đó không xa, gần từng chữ, bởi vì, không biết vì sao, ta cảm giác được vậy liên thông lối vào địa phương, đều là thi thể, vô số cường giả thi thể. Đối phương rất mạnh, ta thậm chí cảm thấy, đối phương ở chờ ngươi. Tiếp theo đường, để cho vậy mấy cái cô gái rời đi bí cảnh đi, nếu không ta không bảo đảm, các nàng có thể hay không còn sống rời đi. Giờ khắc này, Diệp Thần thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hắn chưa từng nghĩ Hoàng lão sẽ dùng loại giọng nói này để cảnh cáo mình. Hoàng lão mặc dù làm ác đa đoan, thậm chí tràn đầy tà ác, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần có thể cảm giác được Hoàng lão là giúp mình. Hắn sâu hít thở mấy cái khí, sau đó nhìn về phía Ninh Thải Hà và Xích Linh Lung bốn người, nói tiếp theo, ta mà nói, các ngươi nghiêm túc nghe. Xích Linh Lung và Ninh Thải Hà ngẩn ra, chẳng biết tại sao, quanh thân cảm giác được thấy lạnh cả người tấn công tới. Con đường đi tới này, các nàng lần đầu tiên thấy loại trạng thái này Diệp Thần. Ninh Thải Hà đưa tay ra, bắt Diệp Thần vạt áo, quan tâm nói, Diệp Thần, phát sinh cái gì? Diệp Thần nhìn một cái Ninh Thải Hà, nói các ngươi rời đi bí cảnh, tiếp theo đường, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể không có một chút cơ duyên. Đừng hỏi nguyên nhân, dưới mắt ta không cách nào giải thích, nhưng ta làm như vậy có mình lý do. Xích Linh Lung sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần. Cuối cùng xoay người nói, được, chúng ta đi. Không có bất kỳ nói nhảm. Xích Linh Lung đã sớm không điều kiện tin tưởng Diệp Thần. Huống chi, thành tựu vương loại yêu tộc huyết mạch, nàng vậy cảm giác được chỗ sâu nguy hiểm. Sợ rằng lần này Long Môn bí cảnh, còn có tiên làm người biết tồn tại. Thậm chí, khả năng này là người nào đó bố trí. Ninh Thải Hà có chút do dự, nhưng vẫn là đi tới Xích Linh Lung bên người. Mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, được, nhưng là, người nhất định phải bình an trở về. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, đó là tự nhiên. Rồi sau đó, Diệp Thần lại nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, giúp ta nhắn cho Hôi lão, bí cảnh lúc này kết thúc. Nói xong, không cùng chúng nữ phản ứng, Diệp Thần liền hướng vậy to lớn mộ bia đi tới. Linh vương mộ bia bên trên dạo rực ra một đạo sáng chói ánh sáng, rất nhanh. Diệp Thần liền bị ánh sáng hút vào trong đó, hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm mắt. Mà liền vào giờ khắc này, Xích Linh Lung và Ninh Thải Hà các người lại phát hiện lòng đất truyền đến một đạo cực kỳ kinh khủng chấn động. Chúng ta đi mau. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh, liền hướng bí cảnh ra đi. Cùng thời khắc đó, còn ở bí cảnh tất cả yêu nghiệt, cũng cảm giác được bí cảnh biến hóa, rối rít hướng bên ngoài đi. Có một phần chia, thành công rời đi. Bao gồm Ninh Thải Hà và Xích Linh Lung các người. Có thể, có một nhóm người đã không còn kịp rồi. Lòng đất phun trào ra một chút quỷ dị hắc khí như một đôi lạnh như băng lại tới từ địa ngục bàn tay. Hắn đưa về phía những cái kia cái gọi là yêu nghiệt, giống như mãnh hổ thấy được con mồi vậy, không ngừng nuốt. Từng đạo xương máu bùng nổ, vô tận hơi thở tử vong ở toàn bộ tàn phá trong bí cảnh lan tràn. Giờ khắc này, cái này bí cảnh giống như nhân gian luyện ngục. Cùng lúc đó, Long Môn đảo. Vậy có thể đủ liên thông trong bí cảnh truyền ảnh tinh rối rít biến thành xích hắc vẻ. Không có một chút hình ảnh. Thậm chí, truyền ảnh tinh bên trong còn phun trào ra một cổ hủy diệt lực. Trong phút chốc, truyền ảnh tinh liền vỡ vụn. Giờ khắc này, rất nhiều võ giả cũng bối rối. Trong bí cảnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Hâm con người đạp một cái. Có chút khó tin nhìn truyền ảnh tinh, rồi sau đó hỏi hướng Thần Uyên đứng đầu Âu Dương Hôi, phát sinh cái gì? Âu Dương Hôi mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cũng không mở miệng. Có thể giờ khắc này, hắn ánh mắt cực độ nghiêm túc. Chẳng lẽ cái này bí cảnh ban đầu chính là bố trí? Mà bọn họ thiên nhân vực tất cả mọi người đều bị mông ở trong cốc. Ngay tại Long Môn đảo đám người nghi ngờ lúc đó, không thiếu võ giả đã từ trong bí cảnh đi ra. Bọn họ hoặc bị thương, cũng hoặc là con người kinh hoàng, sợi tóc xốc xếch, tựa như trải qua cái gì không thuộc về mình gặp gỡ vậy. Mà Xích Linh Lung và Ninh Thải Hà bốn người bởi vì Diệp Thần trước thời hạn nhắc nhở, hơn nữa thực lực cường đại, ngược lại cũng không bị thương. Xích Linh Lung đi tới Bắc Lăng Thiên Điện bên này nói mấy câu, rồi sau đó liền tới đến Thần Uyên đứng đầu và Lý Thiên Hâm bên người nói mấy câu. Người sau đồng loạt biến sắc. Rồi sau đó... Lý Thiên Hâm và Âu Dương Hôi nhìn nhau,
không chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói, Long Môn bí cảnh lúc này kết thúc, xin đám người, mau rời khỏi Long Môn đảo. Lời này vừa nói ra, đám người một phiến xôn xao. Nhưng mà, không người nào dám nghi ngờ Âu Dương Hôi và Lý Thiên Hâm. Tất cả mọi người biết, Long Môn bí cảnh xảy ra chuyện. Thậm chí có tim người còn chú ý tới, Ninh Thải Hà bốn người lúc đi ra, cũng không có Diệp Thần. Chẳng lẽ Diệp Thần đã chết trong đó? Cũng hoặc là nói, Diệp Thần còn ở lại trong bí cảnh. Nhưng mà, hết thảy các thứ này, định trước trở thành một đạo quan hệ đến thiên nhân vực vĩnh hằng bí mật. Hình ảnh quay về, Diệp Thần thân ở một phiến đen nhánh bên trong. Cố nhiên đen nhánh, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác tới đây linh khí cực kỳ đậm đà. Nếu là ở nơi này tu luyện, tất nhiên so ở thiên nhân vực hiệu quả tốt trên gấp 10.000 lần. Cái này chẳng lẽ chính là Linh Vương mộ? Một tòa mộ vì sao linh khí đậm đà như vậy? Diệp Thần không do dự nữa, sử dụng đạo linh lửa, lửa màu sắc ngay tức thì chiếu sáng Diệp Thần hết thảy trước mắt. Diệp Thần phát hiện mình đưa thân vào một nơi trong tế đàn. Tế đàn rất lớn, trung ương nhất lơ lửng một tòa toàn thân huyền băng chế tạo quan tài băng. Mà quan tài băng chung quanh vách tường, tràn đầy bích họa và cổ xưa phù văn. Đây đúng là một tòa mộ. Sợ rằng cái này quan tài băng bên trong chính là vậy cái gọi là Linh Vương. Linh Vương chính là người bày bố sao. Cũng hoặc là nói, mình hiện tại nhà địa phương, chính là cái này Long Môn bí cảnh cơ duyên lớn nhất. Diệp Thần hướng quan tài băng đi về phía, không có bất kỳ lực cản. Có thể rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại. Hắn con người phóng đại, cực độ dữ tợn nhìn chằm chằm trong đó một bức bích họa. Cũng không phải là gặp được cái gì kinh thế hãi tục hình ảnh, mà là thấy được đến từ Hoa Hạ hình ảnh. Đó là Hoa Hạ Tần Lĩnh lấy nam một tòa cổ trấn. Diệp Thần ban đầu vẫn là Long Hồn huấn luyện viên thời điểm, đã từng bất ngờ đi qua. Mặc dù chưa từng bước vào cổ trấn, nhưng Diệp Thần ngược lại là cảm thấy cái này cổ trấn vị trí không tệ, lòng đất có linh mạch uẩn dục, trấn nhỏ vận thế không tệ. Nếu như Diệp Thần ở Hoa Hạ bất kỳ địa phương thấy cái này bích họa, Diệp Thần đều sẽ không kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng mà ở thiên nhân vực Long Môn đảo bên trong bí cảnh. Mà trước mắt lại là một tòa yên lặng vượt quá mấy chục ngàn năm, bước ngang qua vô số thời đại một tòa mộ à. Vì sao gặp mặt Hoa Hạ cổ trấn dính? Chỗ này chỗ lộ ra không hợp lý. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Diệp Lăng Thiên đi Hoa Hạ đã rất lâu rồi. Mình lưu lại đưa tin ngọc bội vì sao thật lâu không có động tĩnh. Còn nữa, mình đã từng thấy qua liên quan tới Diệp Lăng Thiên hình ảnh. Hiện tại, Hoa Hạ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dưới mắt, Diệp Thần không cách nào thăm dò Hoa Hạ chân tướng, chỉ có thể từ nơi này Linh Vương mộ bên trong, phát hiện càng nhiều hơn đầu mối. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh bích họa, trừ trước mắt cái này, tất cả bích họa, đều cùng Hoa Hạ không liên quan. Mà trước mắt bích họa bên trong, có một đạo đặc thù một chút. Đó chính là ăn mặc một kiện áo đỏ cô gái, tay cô gái cầm cổ bàn, ánh mắt lộ ra ác liệt, ngửa mặt trông lên thương khung. Tựa hồ không cam lòng. Vừa tựa hồ đang đợi cái gì? Trừ cái này ra, đừng vô tuyến tìm. Diệp Thần đem cái này bức bích họa sâu đậm khắc ở đầu óc bên trong, rồi sau đó, tiếp tục hướng quan tài băng đi tới. Ngay tại Diệp Thần muốn càng đến gần lúc đó, vẫn không có động tĩnh thần ấn lại có thể lên tiếng. Mau mau mau. Ta cảm giác được năng lượng. Cái này quan tài băng bên trong năng lượng, có thể để cho ta khôi phục một nửa trạng thái. Diệp Thần có chút bất ngờ, tò mò hỏi thần ấn nói, cái này quan tài băng bên trong có đáng sợ như vậy lực lượng. Phải biết, thần ấn toàn bộ dưới trạng thái, lại là có thể đối mặt đạo vô cương, rất miễn cưỡng đem thần ấn tộc tộc nhân toàn bộ đưa đi. Thủ đoạn như vậy. Sợ rằng thái chân cảnh đỉnh cấp cũng không làm được. Mà đây quan tài băng, lại có thể khôi phục thần ấn một nửa lực lượng. Thần ấn khá là kích động nói, nơi này lực lượng và thái thượng thế giới đến rất gần. Mà đây quan tài băng bên trong, sợ rằng có một kiện thần vật. Nếu không phải bởi vì vật này và ta thuộc tính không đồng nhất, nếu không ta cũng có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Diệp Thần ngẩn ra, không do dự nữa, đưa tay ra hướng quan tài băng đi. Hơn nữa lẩm bẩm nói. Linh Vương tiền bối, chắc hẳn cái này Long Môn bí cảnh chính là ngài chỉ dẫn ta tới. Đã như vậy, cái này quan tài băng ta liền mở ra. Nếu như quấy rầy, xin hãy tha thứ. Cái này dẫu sao là Linh Vương địa phương.
Diệp Thần hồn thể đổi thành, vô tận cự lực hướng hai tay phun trào đi. Rắc rắc, một tiếng, quan tài băng thật mở ra. Bất quá, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, quan tài băng bên trong cũng không có hải cốt. Càng không có cái gọi là linh vương. Chỉ có một khối cổ xưa ngọc bội. Ngọc bội bên trong có khắc một đạo cổ xưa phù văn, ngược lại là và thần ấn có chút tương tự. Chẳng lẽ ngọc bội này vậy là tới từ thái thượng thế giới? Mấu chốt, vì sao nơi này không có linh vương hết thảy, chẳng lẽ lưu một khối ngọc bội mưu toan man thiên quá hải? Linh vương còn sống. Diệp Thần chân thực không biết cái này linh vương cùng với xây dựng một phe này tự tại thiên vị kia đại năng kết quả như thế nào suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là cái gọi là bố trí? Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, ngọc bội kia chính là bay tới. Có thể làm Diệp Thần chuẩn bị nắm chặt ngọc bội lúc đó, một cổ đau nhói cảm giác đột nhiên tấn công tới. Rồi sau đó, Diệp Thần kinh hãi phát hiện tay mình, bị ngọc bội vạch ra một vết thương. Máu tươi lại là dính liền đúng khối ngọc bội. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm vang lên, Diệp Thần, tơ ư có cái gì không đúng. Ngọc bội này, Huyền Hàn Ngọc còn chưa nói hết, nhưng Diệp Thần diễn cảm nhưng là cực độ kinh hoàng. Lại nữa lãnh đạm, hôm nay có thể để cho Diệp Thần như vậy biến sắc sự việc, đã hiếm thấy. Làm ngọc bội dính liền mình máu lúc đó, Diệp Thần nhưng là cảm giác phát hiện ngọc bội này bên trong, lại có một chút luân hồi lực. Cái này luân hồi lực không thuộc về mình, mà thuộc về những người khác. Chẳng lẽ cái này linh vương vậy có luân hồi huyết mạch? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Nhưng mà, Hoàng lão nhưng là ngắt lời nói, thằng nhóc, luân hồi huyết mạch là thế gian độc nhất vô nhị, luân hồi nhất tộc xác thực tồn tại, nhưng cũng chỉ uẩn dục liền ngươi có luân hồi huyết mạch mà thôi. Bất quá từ hơi thở đi lên xem, đối phương nhưng là cũng là luân hồi nhất tộc. Nếu như ta không đoán sai, cái này long môn bí cảnh, chính là dẫn ngươi tới. Diệp Thần nhìn một cái ngọc bội, đem ngọc bội nhận lấy. Ngọc bội bên trên, dính mình máu đã khô khốc. Huyền tiên tử, ngọc bội này ta có thể hay không hấp thu trong đó lực lượng, mạnh mẽ mình. Diệp Thần đột nhiên nghĩ nói. Huyền Hàn Ngọc trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ngọc bội này ở giữa năng lượng quá mức khủng bố, chỉ sợ là cái này long môn trong bí cảnh cơ duyên lớn nhất, nếu như là người khác, nhất định không cách nào hấp thu, nhưng đối với ngươi, nói không chừng thật có thể hấp thu. Bất quá ngươi cũng không cần hấp thu quá nhiều, hấp thu một phần chia, còn dư lại để lại cho thần ấn hấp thu, hoặc giả là lựa chọn tốt hơn. Đúng rồi, Diệp Thần, cẩn thận một chút, ta cảm giác được một đôi mắt ở rình rập ngươi. Diệp Thần tự nhiên cũng có loại cảm giác này, nhưng là bằng vào hắn cảm giác, lại không cách nào xác định loại cảm giác này đến từ nơi nào. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, nếu đạt được ngọc bội, chẳng qua rời đi là được. Hắn xoay người liền hướng bên ngoài đi. Một bước, hai bước, có thể đi ở bước thứ ba thời điểm. Diệp Thần lại phát hiện mình không cách nào lên đường. Thân thể tựa như vào giờ khắc này định cách. Giống như có người dùng thiên yêu thần tìm vây khốn mình. Luân hồi chi chủ, ta có để cho ngươi rời đi sao? Ngay tại lúc này, một đạo cổ xưa lại thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Diệp Thần ngược lại là không có bất kỳ bất ngờ, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, xoay người, nhưng là phát hiện, chẳng biết lúc nào, quan tài băng bên trên xuất hiện một đạo không gian vết rách. Không gian vết rách bên trong, phảng phất là một cánh cửa. Cánh cửa kia, mở ra. Một cái âm lãnh lại mang mặt nạ người đàn ông đứng ở vô số trên thi thể. Thi thể như núi nhỏ vậy, càng như người đàn ông này ngai vàng. Quỷ dị hơn phải, người đàn ông kia ánh mắt, lại để cho thời khắc này Diệp Thần cảm thấy một chút đến từ tử vong chỗ sâu cảm giác uy hiếp. Đối phương rất mạnh, thậm chí vượt qua mình nhận biết mạnh. Không chỉ như vậy, Diệp Thần thậm chí phát hiện mình và luân hồi mộ địa, thậm chí còn Hoang lão, Huyền Hàn Ngọc đám người câu thông đều bị đánh gãy. Tựa như giờ khắc này, cả thế giới chỉ có đối phương và mình. Người đàn ông thân hình cao lớn, cố nhiên mang mặt nạ, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được khóe miệng hắn nghiền ngẫm. Ngươi là ai? Ngươi chính là vậy Linh Vương. Diệp Thần hỏi. Linh Vương, nam tử cười, ngươi cũng quá xem nhẹ ta, ngươi bất kỳ không có tư cách ở ta trước xưng vương. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, hắn biết rõ cái này người đàn ông lai lịch so mình tưởng tượng còn lớn hơn. Bất quá, trên mặt hắn như cũ lãnh đạm, gằn từng chữ, ngươi để cho ta bước vào cái này long môn bí cảnh, chính là vì xem ta một mắt.
vẫn là nói, người muốn giết ta. Nam mặt nạ từ thi thể trên núi nhỏ, từng bước một đi xuống, thậm chí để cho Diệp Thần cảm thấy, đối phương đã đến gần mình. Bất quá nam tử hiển nhiên không cách nào vượt qua không gian cách trở, như cũ đứng ở đó một đầu. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt bên trong phảng phất là tưởng nhớ, là nhớ lại. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, người ta có thể nói là một loại người, nhưng là ta không rõ ràng, vì sao luân hồi nhất tộc lựa chọn ngươi. Thủy Nguyên Cảnh. Đường đường luân hồi chi chủ, hiện tại nhưng chỉ có Thủy Nguyên Cảnh. Chân thực buồn cười. Diệp Thần thần sắc không đổi, gằn từng chữ, ngọc bội này là ngươi để lại cho ta. Còn nữa, ngươi kết quả muốn làm gì? Nam tử nhìn một cái tay mình, tựa hồ có chút nhập thần, đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu, vậy như lưỡi đao giống vậy trong mắt chỉ như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, ngọc bội không phải ta lưu lại, bất quá cái này cũng không trọng yếu, có lẽ có người thật lấy vì ngươi có thể chấp chưởng hết thảy, lật đổ hết thảy. Ta vốn đang đối với ngươi có chút lo lắng, nhưng hiện tại tới xem, ngươi bất quá là một con kiến hôi, không lại có luân hồi huyết mạch con kiến hôi. Ngươi không xứng trở thành ta kẻ địch. Đời trước, người đối với ta mà nói, là một cái không đáng kể con kiến hôi, cái này nhất thế, cũng vậy. Còn nữa, người nếu muốn biết ta tên chữ, ta liền nói cho ngươi, ta là Diệp Lâm Uyên. Lời nói rơi xuống, một cổ cực hàn chi khí lại từ vết nứt không gian bên trong, cuốn tới. Chỉ riêng hơi thở, sẽ để cho Diệp Thần thần hồn chấn động. Diệp Thần trên mình lại là nhiều từng đạo vết thương ghê rợn. Hơn nữa, lấy Diệp Thần khủng bố sinh mệnh lực, lại không cách nào khôi phục. Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác được mình và đối phương tới giữa chênh lệch. Diệp Lâm Uyên, người này kết quả là ai? Còn nữa, lời nói của đối phương tới giữa, hiển nhiên cùng mình kiếp trước quen biết. Ban đầu rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại vì sao, trong trí nhớ của mình không có xuất hiện qua danh tự này? Đột nhiên, Diệp Lâm Uyên diễn cảm hơi biến hóa. Hắn tự hồ phát hiện cái gì, bất ngờ nhìn Diệp Thần, rồi sau đó, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy. Ta thay đổi chủ ý, người biết chết, cái này Linh Vương mộ, là được ví người phần mộ đi. Một giây kế tiếp, một đạo kinh thiên kiếm ý, phá không tới. Diệp Lâm Uyên căn bản không có động kiếm, nhưng kiếm ý này võ đạo ý vận, nhưng là Diệp Thần đều không cách nào nắm giữ. Diệp Thần có lý do tin tưởng, người này thực lực. Thậm chí ở thái thượng thế giới đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Diệp Thần muốn chống lại, nhưng phát hiện mình tất cả lực lượng đều không cách nào vận dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm ý càng ngày càng lớn, cuối cùng cách mình bất quá một xích. Diệp Thần tỉnh táo lại, suy tính một ít phương pháp phá cuộc. Nhưng nhiều hơn nữa lá bài tẩy, vào giờ khắc này hạ, đều không cách nào vận dụng. Thậm chí, Diệp Thần cũng có chút mất hết ý chí. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, Huyền Linh Châu đột nhiên xuất hiện, ngăn trở ở Diệp Thần trước người. Trong phút chốc, Huyền Linh Châu và vậy kinh thiên kiếm ý đụng chạm. Vô tận đợt khí cuộn sạch. Diệp Thần thân thể lại là tại chỗ bị tung bay. Nhưng mà, vậy vượt qua hết thảy kinh thiên kiếm ý lại vậy vỡ vụn. Đồng thời, Huyền Linh Châu vậy mở đi, tựa như lại cũng không có lực lượng. Ai có thể nghĩ tới, một khắc cuối cùng, Huyền Linh Châu sẽ đến hộ chủ. Mấu chốt, Huyền Linh Châu tồn tại, lại chống lại cái này vượt xa thái chân cảnh nhất kích. Diệp Lâm Uyên trong mắt run run, thậm chí phun trào ra một chút lửa giận. Hắn ghét loại cảm giác này. Hắn không cho phép bất kỳ sự việc vượt qua kế hoạch của mình. Ví dụ như Diệp Thần chết. Nhanh hơn như, thiên nhân vực lại có đồ có thể ngăn trở mình một đạo kiếm ý. Cơn giận đốt trời cháy. Diệp Lâm Uyên chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, Linh Vương mộ bên trong phun trào ra cửu luân huyết nguyệt. Một đạo xào sạc lại thân ảnh to lớn xuất hiện ở cuồn cuộn bụi đất bên trong. Chính là Nhâm Phi Phàm. Lúc này Diệp Thần đã hôn mê, Huyền Linh Châu và kinh thiên kiếm ý đụng chạm, đợt khí đều đủ để nghiền nát phần lớn thái chân cảnh. Nhưng cũng may Diệp Thần thân xác mạnh mẽ, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm ôm trước hôn mê Diệp Thần, thần sắc ngưng trọng. Hắn nhìn một cái hư không vết rách đầu kia Diệp Lâm Uyên, con người huyết nguyệt lưu chuyển, sát ý phun trào, ngươi không có tư cách động hắn. Nếu như ngươi không để ý hết thảy quy tắc và trở ngại hạ xuống, ta bảo đảm, ta Nhâm Phi Phàm cho dù chết, cũng sẽ để cho ngươi vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Diệp Lâm Uyên không nhúc nhích thân.
con người quỷ dị phù văn và nhâm phi phàm huyết nguyệt phù văn đối lập. Thế giới yên tĩnh. Diệp Lâm Uyên có thể cảm nhận được, nhâm phi phàm trên mình không sợ. Nếu như mình thật hạ xuống thiên nhân vực, vậy nhân quả quy tắc tất nhiên sẽ để cho mình bị thương, mà giờ khắc này nhâm phi phàm, hiển nhiên có năng lực làm được. Diệp Lâm Uyên trong con ngươi ngọn lửa càng ngày càng thịnh, nhưng rất nhanh, hắn khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Nhâm phi phàm, Diệp Thần, hai cái danh tự này ta nhớ. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Tan vỡ hư không vết rách, khép lại. Hết thảy khôi phục yên lặng. Nhâm phi phàm nhìn một cái Diệp Thần, trực tiếp biến dạng hư không rời đi. Xem ra tiếp theo cục diện, sao ta tưởng tượng còn muốn gay gâu. Tên này xuất hiện, lại nói trước. 10 ngày sau, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Hắn thở mạnh, bất ngờ nhìn chung quanh hoàn cảnh. Hắn hẳn đưa thân vào Linh Vương mộ mới đúng, nhưng mà nơi này hiển nhiên không phải Linh Vương mộ. Diệp Thần chật vật ngồi dậy, Diệp Lâm Uyên một kích kia, như cũ để cho hắn thần sắc ngưng trọng. Thằng nhóc, người rốt cuộc tỉnh. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Diệp Thần hướng một phương hướng nhìn, rồi sau đó, diễn cảm cổ quái, Dược Tổ. Dược Tổ tiền bối, ta làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Dược Tổ hít mắt, nói, 10 ngày trước, bạn ngươi đem ngươi đưa tới nơi đây. Ta lại ngoại lệ ra tay một lần. Lúc ấy, ta chưa từng nghĩ qua, ngươi thương thế sẽ nặng như vậy. Cũng may thằng nhóc ngươi sinh mệnh lực kinh người, ta vốn cho là ngươi muốn hôn mê một tháng, kết quả 10 ngày liền tỉnh. Diệp Thần ngẩn ra, lại 10 ngày trôi qua. Diệp Thần liền vội vàng đứng lên, đối với Dược Tổ chắp tay nói, cảm ơn tiền bối ra tay, Diệp Thần nhất định sẽ trả lại phần ân tình này. Bất quá, cái này có phải hay không ý nghĩa khoảng cách Nho Tổ và Huyết Thần ước định càng gần. Hắn vậy rất nhanh nhận rõ thực tế, cái này Diệp Lâm Uyên không biết lai lịch gì, thực lực hiển nhiên không phải mình có thể chống lại. Thà muốn cái này rất xa nhân vật, không bằng suy tính một tí, dưới mắt sự việc. Dĩ nhiên, bữa trước thù, hắn nhất định sẽ báo. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem ngày đó thống khổ, ngàn lần gấp vạn lần trả lại cho Diệp Lâm Uyên. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Nho Tổ, đúng rồi, Dược Tổ tiền bối, Địa Tâm Diệt Châu có thể có tin tức. Huyền Cơ Nguyệt tồn tại, cuối cùng là uy hiếp. Bất kể là vì chế ước Huyền Cơ Nguyệt, cũng hoặc là vì mình. Hắn cũng phải thu được Địa Tâm Diệt Châu. Dược Tổ gật đầu một cái, ta đang muốn và ngươi nói chuyện này, mặc dù Địa Tâm Diệt Châu đã biến mất hơn 10.000 năm, không quá ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một chỗ. Địa phương nào? Địa Tâm Diệt Châu xuất hiện địa phương, quấn vòng quanh ngang ngược hủy diệt lực, ngược lại, hủy diệt lực nồng đậm địa phương, thì có thể sẽ là Địa Tâm Diệt Châu xuất hiện địa phương. Cái này thế gian, nếu như còn có một nơi có thể xuất hiện Địa Tâm Diệt Châu, liền chỉ có nơi đó. Diệp Thần trong lòng gấp gáp. Cái này đã là lúc nào rồi, lại thế nào vòng vo? Tiền bối, xin ngài mau nói đi, Diệp Thần cuống cuồng nói. Không phải ta không muốn nói, là ngươi mới vừa cùng liên hệ nhân quả, lúc này đi, không thể nghi ngờ là chịu chết à? Dược Tổ thở dài, Huyết Thần trước trên vết thương sấm sét hủy diệt khí, ngươi cũng nhìn thấy. Ngài là nói Nho Tổ, hắn nơi đó chính là cõi đời này có khả năng nhất xuất hiện Địa Tâm Diệt Châu hủy diệt chi địa. Dược Tổ gật đầu một cái, không sai, cái này thế gian, cũng chỉ có hắn có thể đem sấm sét cùng hủy diệt song đạo cũng tu, như vậy hủy diệt căn nguyên không phải chuyện đùa. Ừ, Diệp Thần thần sắc trở nên có chút phức tạp, Nho Tổ cũng là hủy diệt đạo nguyên người tu hành, xem ra cái này Địa Tâm Diệt Châu, lại thêm một người cùng hắn tranh đoạt. Ngươi sợ, Dược Tổ thấy Diệp Thần sắc mặt biến hóa, hỏi. Sợ, Diệp Thần gò má hiện ra lau một cái ngông cuồng mà tùy ý nụ cười. Hắn trước phủ xuống thời điểm, ta cũng chưa từng sợ hãi, lúc này lại càng không sẽ sợ hãi. Địa Tâm Diệt Châu nếu vậy vô cùng là thích hợp hắn, vậy chúng ta không ngại liền tranh lần trước tranh, cũng sẽ không để cho Huyền Cơ Nguyệt chiếm tiện nghi. Dược Tổ lúc này mới gật đầu một cái, hắn trước còn có chút lo lắng Diệp Thần sẽ bởi vì thực lực không đủ mà trực tiếp nhượng bộ. Lúc này vậy xem rõ ràng, cái thằng nhóc này trên mình tràn đầy vô tận cuồng phách khí, tuyệt đối không phải vật trong ao. Luân hồi chi chủ kinh thiên bố trí, ở trên người hắn hẳn sẽ có một cái hoàn mỹ giải thích. Được, ở Nho Tổ thần điện ra ngàn dặm chỗ, có một nơi thung lũng, kêu Nho Thần Cốc. Nghe nói bên trong cốc này hàng năm phân bố hủy diệt khí, là hủy diệt tu luyện tuyệt cao chi địa,
nếu như địa tâm diệt châu thật phải xuất hiện ở thiên nhân vực, Nho Thần Cốc sẽ là nó không hai lựa chọn. Ta biết. Diệp Thần gật đầu, thần sắc đổi được kiên nghị đứng lên, mày kiếm tinh mắt lộ vẻ được vô cùng chính trực uy nghiêm. Chỉ là, cái này Nho Thần Cốc là Nho Tổ năm đó chỗ tu luyện, cho nên Nho Tổ đối hắn cực kỳ coi trọng, không chỉ có mình lau một cái thần thức chú đóng, thậm chí vậy thiết lập mấy chỗ tai mắt trông chừng, người muốn đi vào, khó lại càng khó hơn. Diệp Thần im lặng, kiên định mở miệng nói, tiền bối, sự việc đã đến tình cảnh này, ta không thể tránh né, càng không thể chắp tay đem địa tâm diệt châu nhường cho bọn họ, chuyến đi này, đã thế phải làm. Dược Tổ gật đầu một cái, trong tay hiện lên một vật. Đan dược kia vừa thấy toàn thân tản ra ánh sáng vô tận, lóe lên dược văn, biểu dương nó cùng người khác không cùng. Đây là do ta căn nguyên luyện chế ẩn tức đan, Dược Tổ nói đến đây, đem đan dược này đưa cho Diệp Thần. Sắp bước vào Nho Thần Cốc thời điểm uống, nó có thể giúp ngươi lừa gạt được Nho Tổ 3 ngày thời gian, 3 thiên thời gian vừa quá, ngươi nếu như không thể kịp thời rời đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần nhìn cái này trong suốt đan dược, vậy sáng chói thần văn in vào nó bên trên, có thể che đậy đại năng 3 ngày thời gian, đan dược này giá trị không giống tầm thường. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần, lần đi nguy cơ trùng trùng, nếu như là chân thực không thể ra sức, không ngại đi vòng vèo, so với vậy cái gọi là địa tâm diệt châu, mạng ngươi, càng quý giá. Dược Tổ nhìn Diệp Thần xoay người hình bóng, thấp giọng nói, coi như là bị Huyền Cơ Nguyệt lấy được, tương lai nhất định cũng có lớn hơn cơ duyên đang chờ ngươi. Dược Tổ thủy chung là cái người tâm thiện, lo lắng Diệp Thần cho mình áp lực quá lớn, trấn an nói. Ừ, đa tạ Dược Tổ tiền bối, ngài yên tâm, Diệp Thần nhất định sẽ sống trở về. Cùng lúc đó, ngồi trên hoa sen Nho Tổ hơi thở đổi được giữ tợn giận dữ, trong tay niệm châu ở hắn 2 ngón tay tới giữa, lại trực tiếp bị tạo thành phấn vụn. Ở cung điện gió lạnh thổi lất phất dưới, phiêu tán ở trên mặt đất. Đang nửa quỳ ở một bên như một, lúc này chính tướng vô số kỳ chân dị thảo bỏ vào một cái toàn thân phơi bầy bích ánh sáng màu xanh lá cây đồ đựng bên trong, trong tay cầm một cái giống vậy bích lục ngọc thạch, chính tướng vậy kỳ chân dị thảo từng cái giã nát. Nàng thân thể ở nơi này gió lạnh thổi lất phất dưới, đột nhiên cứng đờ, sau lưng mơ hồ có chút lạnh cả người, giống như là cảm giác được sư phó giận dữ, liền vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Nho Tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, sư phụ, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi ta xem bói, phát hiện cái này đáng chết Dược Tổ, lại ra tay. Như vừa nghe đến Dược Tổ cái này 2 chữ, trong lòng đại hỉ, sư phụ, ngài mới vừa nói, nhưng mà Dược Tổ. Nho Tổ rên lên một tiếng, nhìn về phía như một rõ vẻ mặt đổi được càng phát ra giận dữ, hắn không cứu được ngươi. Lạnh như băng không có một chút nhiệt độ nói, giống như nước lạnh vậy tưới tắt như một hy vọng. Nho Tổ lúc này đang bực bội trên, làm sao đem chính là học trò vui mừng để ở trong lòng. Hắn nghìn tính vạn tính, từ đầu đến cuối không có dự liệu được, Dược Tổ không chỉ chữa hết huyết thần tay cụt, sau này bố trí vậy uy hiếp đến mình. Nhưng nếu không phải hắn lúc ấy cũng không có ôm trước tuyệt đối chắc chắn đi tìm Khúc Trầm Vân, ở nàng trên mình để lại lau một cái không dễ phát giác thần niệm. Lúc này có thể còn bị Diệp Thần bọn họ chẳng hay biết gì. Huyết thần thật là lớn cơ duyên, có thể làm cho Diệp Thần như vậy khoát đi ra thay hắn tìm chữa trị tay cụt lương phương. Không chỉ như vậy, hắn mới vừa rồi mơ hồ xem bói đến, địa tâm diệt châu, Dược Tổ, thậm chí còn Diệp Thần tới giữa có một đạo nhân quả. Đáng chết Dược Tổ, lại dám phá hoại ta mưu đồ. Nho Tổ trong tay đoàn tụ ra lau một cái sấm chớp mưa bão lực, hung hãn đập về phía mặt đất bên trong. Ngay tức thì hình thành một cái hố sâu to lớn, để cho quỳ rạp dưới đất như một không dám động một tí. Dược Tổ đã lánh đời vạn năm, coi như là hắn không tránh đời thời điểm, cùng Dược Tổ trước kia cũng là từ trước đến giờ chính là nước giếng không phạm nước sông, lần này biết rõ nhân quả dấu vết tình huống, lại ra tay dính. Rốt cuộc là vì sao? Lửa giận từ từ tiêu tán sau đó, còn dư lại chính là không rõ ràng. Nho Tổ tự hỏi đối với Dược Tổ vẫn là khá là hiểu, chỉ là không nghĩ tới đối phương mà lại ở lúc này xuất hiện. Hết thảy đều là bởi vì cái đó Diệp Thần, Nho Tổ lạnh giọng nói. Hắn như vậy còn trẻ, tâm tính lại có thể trầm ổn như vậy, nếu là để cho do hắn phát triển tiếp, hậu quả không thể lường được. Như một, đi cầm Chí Huyền gọi tới. Sư phụ, như một gật đầu liên tục, nhanh chóng thối lui ra thần điện bên trong.
như vậy lạnh như băng tàn khốc sư phụ, nàng đã có nhiều năm chưa từng thấy qua. Nho Tổ mấp máy hai tròng mắt, lửa giận bên trong còn cất giấu vẻ bất nhẫn, cái này mấy vạn năm tùy ý, lại để cho hắn ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Nhưng nếu không phải đánh giá thấp Diệp Thần các người, Cuồng Sinh cùng Thánh Niệm có lẽ cũng sẽ không chết. Chỉ là, chết chính là chết, thuốc đá uổng đạt tới. Huyết Thần, đều là bởi vì ngươi. Nho Tổ thanh âm lần nữa tràn đầy vô tận lửa giận, hắn cùng Huyết Thần tới giữa nhân quả ân oán, không nghĩ tới cái này vạn năm sau đó, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vô luận ngươi đi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi hoàn toàn đánh rơi. Vậy đạo màu đỏ tươi bóng người, có nhiều ít năm là Nho Tổ ý niệm ác mộng, Cuồng Sinh và Thánh Niệm máu tươi, tựa hồ lại kêu trở về ban đầu như vậy làm người ta cảm giác hít thở không thông. Còn có Diệp Thần, vô luận như thế nào, nhất định phải chết. Nho Tổ tự lẩm bẩm, trong miệng vẻ độc ác, nhưng là tràn đầy tràn ra ra. Ung ung, một tiếng sấm ở trong hư không thoáng hiện, ngay sau đó toàn bộ hư không lại bị lực lượng gì xé nát vậy, phát ra vô cùng vô cực tiếng nổ. Ngồi trên hoa sen Nho Tổ bóng người đã ở nơi này ngay lập tức bên trong biến mất. Lại có người đột phá tạo thành lớn như vậy dị tượng. Nho Tổ ánh mắt chăm chú nhìn vậy đạo kẽ nứt, hắn ở Nho Tổ thần điện phạm vi bao trùm bên trong, thật ra thì thiết chí một khối trận pháp, giống vậy đột phá căn bản không cách nào đột phá trận pháp này bình phong che chở lực. Từng đạo tử vi số mệnh chân nguyên, ở trong hư không toát ra vô hạn hoa sen trạng, một đóa trồng chung một chỗ tạo thành cuồng bạo nữ hoàng uy áp, phóng xạ ở toàn bộ thiên nhân vực bên trên. Nho Tổ nhìn đây giống như bao phủ một tầng màu tím màn che đột phá dị tượng, chỉ cảm thấy được so lần trước mãnh liệt hơn. Huyền Cơ Nguyệt lại đột phá, lại là bởi vì Thiên Tâm U Châu. Trên cái thế giới này có thể không có ai so Nho Tổ càng rõ Kỳ Châu, cho dù là Dược Tổ. Năm đó Kỳ Châu bảo vệ môn phái chia làm hai, hai bên mỗi bên cầm liền một châu rời đi đôi châu sinh trưởng hoàn cảnh. Trong đó cầm Địa Tâm Diệt Châu đệ tử, cuối cùng chính là lựa chọn Nho Thần Cốc thành tựu đậu lực, vậy vô tận hủy diệt quy luật, cực kỳ thích hợp thai nghén Địa Tâm Diệt Châu. Mà hắn mặc dù có thể tu hành sấm sét đại đạo đồng thời, còn có thể phụ tu hủy diệt đại lộ, đắc ý nhất chỗ, vậy không ai bằng có một phe này dồi dào vô cùng hủy diệt quy luật chi địa. Hôm nay Thiên Tâm U Châu đã hiện thế, Địa Tâm Diệt Châu tất nhiên vậy sẽ sắp ra đời. Thượng giới nữ hoàng cung điện bên trong. Từng luồng tiên hà thủy thải, như bay hoa vậy phân rơi xuống, vô số tiên khí lăn xuống, bao phủ cả tòa nữ hoàng thiên cung. Rắc rắc, Huyền Cơ Nguyệt dưới chân mặt đất, đột nhiên nứt ra, nuốt Thiên Tâm U Châu sau đó, nàng trong cơ thể tử vi số mệnh thuật phóng lên cao, trực tiếp xuyên qua bầu trời, đánh vỡ vô số nặng bình phong che chở, ở giữa thiên địa sinh ra lớn mạnh như vậy dị tượng. Huyền Cơ Nguyệt thần giác toát ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới cái này Thiên Tâm U Châu lại có uy năng như vậy. Nếu như ta có thể đem Địa Tâm Diệt Châu vậy cùng uống. Thật là tốt biết bao. Vô thượng nữ hoàng uy nghiêm thô bạo, tràn ngập ở trong bầu trời, sẽ để cho thiên nhân vực bên trong mọi người, làm chứng nàng một lại đột phá. Cùng lúc đó, Nho Tổ thực hiện rơi vào Nho Thần Cốc phương hướng, nếu Diệp Thần là đời này luân hồi chi chủ, vậy hắn vì sao trông cho mượn dùng Huyền Cơ Nguyệt tay, đem hoàn toàn trừ đi. Như một thước tha bóng người, chậm rãi đi tới một nơi cung điện trước. Còn không có cùng nàng đến gần, lượn lờ mây khói đã từ khe hở bên trong lưu chuyển ra, đàn sáo thanh nhạc ở bên trong thỏa thích khẩy, thậm chí như một còn có thể nghe được cô gái thở gấp tiếng. Chí Huyền sư huynh, như nhẹ một chút nhẹ lên cò cửa cung điện, Chí Huyền cực tốt cô gái, tuy cùng là Nho Tổ đệ tử thân truyền, bọn họ tới giữa nhưng không thạo lợi hại. Ken két, cửa cung điện bị kéo ra. Lộ ra một người đầu chọc nam tử mặc cả người màu trắng tăng bào, trên cổ treo một chùm thật dài niệm châu, trên chân đạp một đôi giày cỏ, nếu như không phải là phơi bày ở ngoài da thịt còn có loang lổ môi đỏ mọng dấu vết, thật sự là một bộ khổ hạnh hòa thượng điệu bộ. Sư phụ tìm ta, không chờ như vừa nói, Chí Huyền đã mở miệng trước. Ừ, như gật gật đầu, sư phụ không thích người bộ dáng này, thu thập xong sẽ đi qua. Chí Huyền gật đầu một cái. Hướng cung điện bên trong phất tay một cái, tỏ ý các nàng rời đi. Là bởi vì là Cuồng Sinh và Thánh Niệm sự việc. Chí Huyền trong lòng sớm có suy đoán, lúc này nhìn về phía như một diễn cảm, mặc dù là hỏi thái độ, nhưng lại là giọng khẳng định. Ừ, bất quá sư phụ giận dữ dị thường, ta đã rất nhiều năm không có gặp qua hắn bộ dáng này.
Chí Huyền gật đầu một cái, thu thập xong dáng vẻ, cả người thoáng qua tới giữa, đã biến mất ở như một tầm mắt bên trong. So với cuồng sinh nho nhã đoan trang, thánh niệm âm ngoan là máu, Chí Huyền yêu thích sắc đẹp như vậy, đặc điểm thủy chung là không cách nào cùng hai người trước như nhau. Đây cũng là vì sao rõ ràng đều là nho tổ đệ tử thân truyền, thiên nhân vực bên trong, nhưng ít có người biết Chí Huyền danh tự này. Nhưng như một lòng bên trong nhưng rất hiểu, sư phụ mười phần coi trọng Chí Huyền, thậm chí vượt qua xa cuồng sinh cùng thánh niệm. Sư phụ thường nói nhất chính là, cuồng sinh cùng thánh niệm là hai chuôi cực kỳ sắc bén đao kiếm, nhưng là Chí Huyền quả thật vậy tay cầm đao kiếm người. Như một biết, nếu như có một ngày, nho tổ thần điện cần một vị mới đại năng, vậy người này chỉ có thể là Chí Huyền. Cái này từ nhỏ thông minh dị thường, sở trường mưu lược, thủ đoạn không cùng tầng suất người, mới là nho tổ chân chính coi trọng người. Chí Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đây là có người đột phá dị tượng. Có thể làm cho nho thần cốc thấy dị tượng, nhất định phải cùng tầm thường. Vậy một chùm oanh màu tím màn tre, ngưng trệ một cái ở trong hư không, vô tận tử vi nữ hoàng khí, triển hiện đột phá người cao nhất uy tín. Lại là Huyền Cơ Nguyệt, Chí Huyền nhìn cái này dị tượng nói, hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt lần đột phá này không giống tầm thường. Như vậy hơi thở, chẳng lẽ là mượn vậy kiện thần vật? Chí Huyền chán tới giữa lộ ra lau một cái thần bí khó lường nụ cười, sự việc, thật giống như càng ngày càng có ý tứ. Nho tổ ngồi xếp bằng ở hoa sen tòa bên trên, trong tay xuất hiện một khối to lớn hoa sen mệnh bàn. Vậy mệnh bàn một trượng vuông vắn, bên trong tựa hồ có một tầng mong mỏng hơi nước khí, đang chậm rãi uẩn dưỡng trước vô số hoa sen. Nho tổ răng môi thay đổi, từng luồng thần niệm đã hướng vậy hoa sen mệnh bàn đi. Huyền tức, một đóa đóa kim liên ở nơi này mệnh bàn bên trên từng cái tách thả ra, tựa hồ biểu dương vạn sự thuận lợi. Chỉ là nho tổ sắc mặt nhưng ở cái này một đóa tiếp liền nở rộ kim liên bên trên, lộ ra lau một cái ngưng trọng. Lại là thế này phải không? Vậy ngắn ngủi trong nháy mắt theo dõi thiên cơ, sẽ để cho nho tổ máu trong tim mạch hơi chậm lại, một ngụm máu tươi bị hắn cưỡng ép đè xuống. Sư phụ, ngài lại sử dụng hoa sen mệnh bàn. Đi vào nho tổ thần điện, Chí Huyền bước nhanh hướng nho tổ đi tới, nhìn về phía nho tổ sắc mặt tái nhợt, vội vàng tăng nhanh nhịp bước. Không ngại không ngại, nho tổ khoát tay lia lịa, đã đem hoa sen mệnh bàn thu lại. Chí Huyền nguyên bản ung dung sắc mặt, lúc này hiện lên lên vẻ ngưng trọng, sự việc thật giống như cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi có biết, ta vì sao kêu ngươi tới đây? Là bởi vì thế trước cuồng sinh cùng thánh niệm chết, Chí Huyền trả lời. Mặc dù trong ngày thường mặt, lẫn nhau giao thiệp không hề nhiều, nhưng dẫu sao sư xuất đồng môn, lúc này có thể là bọn họ trả thù, vậy coi là không uổng phí đồng môn một chàng. Có phải thế không, nho tổ nhưng lắc đầu một cái, bọn họ hai người trước đó chết, xa xa vượt quá ta dự liệu, bất quá nếu ván đã đóng thuyền, lúc này lại hơn thương tiếc, vậy chuyện không ích gì. Chí Huyền gật đầu một cái, hắn cùng nho tổ là giống nhau ý tưởng, người không thể tổng là vì chết người sống. Càng vì sống người sống. Bọn họ nghe theo ta ra lệnh, đuổi theo giết huyết thần, không nghĩ tới trước đoạn thời gian bị đời này luân hồi chi chủ giết chết, nho tổ lời ít ý nhiều nói, đời này luân hồi chi chủ chính là Diệp Thần. Chí Huyền gật đầu một cái, ngài là hy vọng ta có thể giết Diệp Thần. Nho tổ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thấy được trong hư không, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía Chí Huyền, người mới vừa rồi có thể thấy được bầu trời bên trong dị tượng. Chí Huyền đàng hoàng gật đầu, cái này cùng rộng lớn lớn mạnh hơi thở, hắn làm sao có thể xem không thấy. Hẳn là Huyền Cơ Nguyệt lại đột phá, hơn nữa, nàng trong cơ thể hấp thu thiên tâm u châu lực lượng, càng ngày càng nhiều. Thật không hổ là khí vận đứng đầu, cái này cùng đại khí vận triền thân, cực kỳ có phúc trạch. Chí Huyền thở dài nói, một bộ hâm mộ hình dáng. Không sai, Huyền Cơ Nguyệt nuốt thiên tâm u châu, thực lực lấy được phạm vi lớn đột phá. Nàng nếu là muốn bước thân chư thiên, dĩ nhiên là khẩn cấp cần địa tâm diệt châu. Nhưng mà ngài tu hành cũng là sấm sét hủy diệt nói, cái này địa tâm diệt châu đối với ngài mà nói cũng là cực tốt đồ bổ, có địa tâm diệt châu nơi dựng dục vô tận hủy diệt khả năng, nếu như uống, nhất định được ích lợi vô cùng. Không thể, ta căn nguyên đạo pháp là sấm sét đại lộ, mà không phải là hủy diệt đại lộ là bởi vì là quỷ thần xui khiến nơi đi lên. Nếu như do ta uống địa tâm diệt châu, nhất định sẽ ảnh hưởng ta căn nguyên sấm sét.
Nho Tổ lắc đầu một cái này Địa Tâm Diệt Châu hiển nhiên là cực tốt kỳ châu, nhưng tiếc là toàn bộ Nho Tổ thần điện trừ hắn, rất ít có thích hợp đệ tử. Lúc này cầm ở trong tay vậy khá là gân gà, bỏ thì tiếc, ăn còn bất chấp nguy hiểm cực lớn. Huyền Cơ Nguyệt có thể giết chết đời trước luân hồi chi chủ, như vậy cái này nhất thế, cũng có thể giết chết Diệp Thần. Nho Tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Chí Huyền, đây là hắn đệ tử đắc ý nhất, hắn không giấu giếm chút nào hướng hắn nói ra kế hoạch của mình. Ngươi là muốn mượn dùng Huyền Cơ Nguyệt tay, hoàn toàn chết Diệp Thần. Ừ, Nho Tổ gật đầu một cái, hai người bọn họ ân oán đã sâu, lần này Huyền Cơ Nguyệt lấy được cái này nghịch đời kỳ châu, tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ đủ phương cách bắt được Địa Tâm Diệt Châu. Mà Diệp Thần, hắn từ Dược Tổ nơi đó nhất định cũng biết liền Địa Tâm Diệt Châu cùng Thiên Tâm U Châu một khi dung hợp một thể, Huyền Cơ Nguyệt đem không thể ngăn trở, cho nên, hắn nhất định sẽ đến ta Nho Thần Cốc, ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt. Vậy Nho Thần Cốc chính là bọn họ hai người một khối chiến trường, nếu như chúng ta có thể cùng Huyền Cơ Nguyệt đạt thành giao dịch, Diệp Thần nhất định sẽ vẫn diệt ở nơi này Nho Thần Cốc bên trong. Nho Tổ vui mừng gật đầu một cái, Chí Huyền từ trước đến giờ thông minh, hắn không giữ lại chút nào đem hết thảy cho biết cùng hắn, cũng là vì để cho hắn làm xong bố trí. Vô luận như thế nào, người nhất định phải giết Diệp Thần. Sư phụ yên tâm, Chí Huyền nhất định không có nhục sứ mạng. Nho Tổ nhưng vẫn là có chút lo âu, dẫu sao Dược Tổ đã cờ xí tươi sáng đứng ở Diệp Thần một bên, nếu như hắn sẽ ra tay, chỉ sợ Chí Huyền vậy không phải là đối thủ. Dược Tổ, từ đầu đến cuối vẫn là một cái không định biến số. Chí Huyền hiển nhiên vậy nhìn thấu Nho Tổ do dự, sư phụ, ngài là lo lắng Dược Tổ. Nho Tổ gật đầu một cái, gặp Chí Huyền có câu hỏi này, trong bụng biết, đối phương đã bắt đầu suy tư biện pháp, cũng sẽ không trì hoãn, đưa tay ở hắn ngồi xuống ngồi trên hoa sen kéo một cái. Một quả to lớn màu vàng hoa sen múi liền bị hắn nắm trong tay, từng đạo lôi đình lực, bị hắn rót vào cái này hoa sen bên trong, nguyên bản màu xích kim hoa sen cánh hoa. Lúc này lại từ từ biến thành trong suốt vẻ, một đạo bóng người màu đen đang co giúp ở cái này cũi bên trong. Đây là hoa sen cũi, trong này là Dược Tổ năm đó cửu nhân, nếu như là gặp phải Dược Tổ, hoặc là muốn thông qua Dược Tổ hơi thở tìm Diệp Thần, hắn đều có thể giúp ngươi. Chí Huyền nhận lấy kim liên, sư phụ yên tâm, ta chuyến này nhất định chu diệt Diệp Thần. Một ngày sau, Nho Thần Cốc, Diệp Thần trước khi tới. Tự nhiên cũng là cảm nhận được liền Huyền Cơ Nguyệt đột phá. Đây không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Cái này mới qua bao lâu, Huyền Cơ Nguyệt mượn Thiên Tâm U Châu lại có thể lại đột phá. Nếu như lại bị Huyền Cơ Nguyệt đạt được Địa Tâm Diệt Châu. Có thể mình cái này nhất thế thật sẽ bố trí thất bại. Cho nên, bất luận như thế nào, chuyến này nhất định phải đạt được Địa Tâm Diệt Châu. Giờ phút này, toàn bộ Nho Thần Cốc tiếng người ồn ào. Tạm thời tới giữa để cho Diệp Thần cũng cảm thấy có mấy phần xa lạ, không nghĩ tới tràn đầy cái hủy diệt lực thung lũng, lại náo nhiệt như vậy. Diệp Thần qua lại ở đám người bên trong, nhìn đủ loại thế lực đi về phía trước đi, trong bụng có chút thấp thỏm, không phải nói Địa Tâm Diệt Châu rơi xuống không rõ sao. Hắn làm sao mơ hồ có một loại mọi người đều là vì Địa Tâm Diệt Châu tới. Cực phẩm tiên linh đan, mau tới nhìn một chút. Một cái tiểu võ sửa đổi ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Hai tròng mắt lộn xộn, đánh giá cái này lui tới võ tu, đang mong đợi có người nào, có thể chiếu cố hắn sạp nhỏ. Khí huyết đan, có đổi hay không? Diệp Thần móc ra một viên khí huyết đan, hướng vậy tiểu võ tu hơi trao đảo một cái. Tiểu võ tu cánh mũi thay đổi, hiển nhiên đã ngửi ra viên này khí huyết đan cùng người khác không cùng, hắn ngưng xem đánh giá Diệp Thần trong tay khí huyết đan, vậy mặt trên còn có mơ hồ có thể thấy được thần văn, lại là thật đan dược cực phẩm. Đổi một chút đổi, tiểu võ tu vội vàng hô, thật giống như lại lo lắng bị người khác phát hiện như nhau, cố ý thấp giọng đem đất than vậy 7-8 bình tiên linh đan, một cổ não ném vào Diệp Thần trong ngực. Nếu như ngươi chịu trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi hai quả, Diệp Thần nhíu mày đầu, dịch dung sau gò má trở nên có chút cứng ngắc, lúc này cái biểu tình này nhìn qua, để cho tiểu võ tu có một loại bị uy hiếp ảo giác. Hụ hụ, tiểu võ tu lần nữa nhìn một cái khí huyết đan. Trong ánh mắt toát ra tham lam ánh sáng, ngài nói. Cái này Nho Thần Cốc vẫn luôn là náo nhiệt như vậy sao? Làm sao biết a? Trước đây không lâu Chí Huyền Tôn giả rộng phát anh hùng thiếp, mời thiên hạ anh hào, tới cùng chung Địa Tâm Diệt Châu. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn chắc chắn không nghĩ tới,
lại là Nho Tổ Thần Điện người mình tiết lộ địa tâm Diệt Châu chỗ. Vừa thấy người chính là tán tu, điểm này thông thường cũng không có. Địa tâm Diệt Châu là hai đại kỳ châu ý, hàm chứa vô tận hủy diệt khả năng, trước đây không lâu nữ hoàng bệ hạ lần nữa đột phá, chính là nhờ vào thiên tâm U Châu. Lần này địa tâm Diệt Châu hiện thế, Nho Tổ Thần Điện đem tin tức cho biết thiên hạ, mời đám người cùng nhau cùng hưởng. Tiểu võ tu khá là nghiêm túc giải thích, ta nói xong, có thể đem đan dược cho ta sao? Một cái vấn đề liền đổi một cái đan dược, người không khỏi nghĩ cũng quá mức đẹp xong chưa? Diệp Thần lộ ra lau một cái nghiền ngẫm thần thái, Nho Thần Cốc ở nơi này sao? Dĩ nhiên không phải, nơi này nhiều nhất sau khai phá ra bên ngoài cốc, muốn đi bên trong cốc, còn muốn đi rất lâu, võ tu lắc đầu một cái, bên trong cốc hủy diệt khả năng thật sự là quá mức cậy mạnh, chúng ta người như vậy căn bản không cách nào bước vào. Tiểu võ tu vừa nói, nhìn qua Diệp Thần và hắn thật giống như cũng chỉ là thủy nguyên cảnh. Ừ, Diệp Thần khẽ gật đầu, theo ta biết. Cuồng sinh và thánh niệm thật giống như đã chết, cái này Nho Tổ Thần Điện tựa hồ không động tĩnh gì à. Ai, vậy hai người thiên tài yêu nghiệt chết, nghe Nho Tổ dòng dã nổi cơn thịnh nộ đã mấy ngày đây, vô tận sấm sét quy luật ở nơi này Nho Thần Cốc phía trên cuộn sạch. May mà Nho Tổ còn có hai người đệ tử, nghe nói, ở bọn họ khuyên dưới, lúc này mới khó khăn lắm ngưng phát tiết. Tiểu võ tu một bộ phận uất diễn cảm, thánh niệm không nói, cuồng sinh thật sự là cực tốt Nho Tổ đệ tử. Thường xuyên mở tiệm nói kinh, trợ giúp chúng ta tán tu tấn thăng đột phá. Diệp Thần tạm thời im miệng, nếu để cho cái này tiểu võ tu biết giết cuồng sinh và thánh niệm người, chính là hắn, cũng không biết đan dược này còn có thể ăn được hay không đi xuống. Còn có hai người đệ tử. Đúng vậy, còn có Như Vừa cùng Chí Huyền. Nguyên bản Như Vừa làm là Nho Tổ tọa hạ duy nhất nữ đệ tử, vốn là nhất được cưng chiều, chỉ bất quá nhiều năm trước không biết cớ gì thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Đã nhiều năm không bước ra Nho Tổ Thần Điện. Mà Chí Huyền mặc dù là một bộ hòa thượng lối ăn mặc, nhưng là cái mười phần tử sắc hòa thượng, không dài hoạt động tại thiên nhân vực, không biết vậy rất bình thường. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như cái này tiểu võ tu không nói, hắn thật vẫn là không biết cái này hai người. Vậy hôm nay, cái này Nho Thần Cốc là ai đang quản? Đương nhiên là Chí Huyền, người cũng đừng nói, mặc dù mọi người đều gọi hô hắn là tử sắc hòa thượng. Nhưng là hắn thủ đoạn sấm sét, rất có Nho Tổ gió, so với cuồng sinh hoài nhân, thánh niệm là máu, hắn tiếp quản sau đó, đúng là càng nghi cư. Diệp Thần gật đầu một cái, có thể ở thời gian ngắn như vậy, liền đem Nho Thần Cốc tiếp quản, hơn nữa làm được có chiêu có thức, cái này Chí Huyền, thật đúng là không thể khinh thường à. Cho ngươi, Diệp Thần dứt lời, đem hai viên thuốc ném vào vậy tiểu võ tu trong ngực bên trong. Địa tâm Diệt Châu như vậy chuyện. Không phải chúng ta cái loại này nhỏ tán tu có thể tham dự, tiểu võ tu tựa hồ là cảm giác được mình bắt người tay ngắn, nhìn Diệp Thần tiếp tục đi về phía trước, không nhịn được nhắc nhở. Ừ, Diệp Thần khẽ mỉm cười, đã biến mất ở tiểu võ tu ánh mắt bên trong. Diệp Thần nguyên bản còn ở lo lắng nên như thế nào lẫn vào Nho Thần Cốc bên trong cốc bên trong, cứ nhìn người này cốc chỗ, bọn hạ nhân chia hai hàng, đứng ở cửa, trong tay đều cầm giấy và bút. Tương lai khách tên họ sư thừa từng cái ghi xuống, sau đó do chuyên môn cung tỷ dẫn vào bên trong cốc bên trong. Diệp Thần thấy được mấy phương thế lực quen thuộc, thậm chí còn thấy được Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền, xem ra cái này Huyền Cơ Nguyệt cũng đã nghe được tiếng gió, phái người chạy tới. Chuyến này nhất định phải chú ý che giấu hành tung, Diệp Thần một bên nhắc nhở mình, một bên một bộ vẻ mặt tươi cười dáng vẻ đi tới cửa. Một vị hoàng sam cô gái tỉ mỉ ghi chép xuống Diệp Thần tạm thời biên toàn thân phận, mang Diệp Thần đi vào bên trong cốc bên trong. Bên trong cốc bên trong, quả nhiên cùng vậy tiểu võ tu nói như nhau, tràn đầy vô tận hủy diệt quy luật lực, để cho người tiến vào đều là trong lòng một hồi sợ hãi. Khách quý, nơi này chính là ngài gian phòng, Diệp Thần gật đầu một cái, bên trong nhà bày biện tương đối đơn giản, cây trúc mùi vị tương đối còn đậm đà, lộ vẻ lại chính là mới vừa xây dựng nhà. Con đường đi tới này, hắn còn thấy vô số gian phòng ốc như vậy, có đã xây xong, có thì còn xây dựng, tựa hồ còn có liên tục không ngừng khách quý, không xa ngàn dặm tới. Khách quý, cái này là buổi tối tiệc, xin ngài đến đúng giờ sẽ, vậy hoàng sam cô gái từ trong ngực móc ra một tấm thiệp mời giống vậy đồ. Nội dung phía trên vô cùng là đơn giản, chỉ viết thời gian địa điểm. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn ngược lại là rất muốn xem. Nho Tổ Thần Điện như vậy khác thường hành vi, bên trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì?
Hoàng Sam cô gái gặp Diệp Thần dưới quyền thiệp mời, xoay người rời đi, cũng là hắn đóng cửa tốt cửa phòng. Tạch tạch tạch. Một đạo tế nhuyễn bước chân từ xa đến gần. Một cái đầu mang nón rộng vành cô gái đang cùng ngoài ra một tên Hoàng Sam cô gái đi ngang qua Diệp Thần gian phòng. Diệp Thần ánh mắt xuyên thấu qua vậy nửa che cửa sổ, cùng phụ nữ kia nhìn nhau một cái, thân hình thoát một cái, cô gái đã biến mất ở mái hiên dưới. Cô gái này tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc. Diệp Thần nhìn phụ nữ kia bóng lưng biến mất, có chút thất thần, chỉ là vậy trương không có gì lạ gò má, hiển nhiên cùng Diệp Thần như nhau, nàng cũng là Dịch Dung Liền. Không biết cái này buổi tối hồng môn yến, nho tổ thần điện chuẩn bị cái gì? Đêm đến, đàn sáo tiếng có 102 bên tai, mỹ mỹ âm tràn ngập ở toàn bộ bên trong đại điện, vô số thước tha cô gái đang cái này trong đại điện múa hát tưng bừng, tốt một phen cảnh tượng náo nhiệt. Từng cái cô gái hoặc ngồi xổm hoặc quỳ hoặc co rúc, hầu hạ tới nho thần cốc các khách quý uống rượu làm vui, bữa tiệc này rõ ràng còn chưa mở, nhưng thật giống như đã đến cao chiều vậy. Nguyên bản những cái kia tự xưng là thanh lưu võ giả, mắt thấy các tán tu đối với những cô gái này dở thủ đoạn, cũng đã an không chịu được thú tính, từng cái ôm trong ngực cung tỳ dở thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác những cô gái kia cửa vậy không có chút nào e lệ rụt rè ý, từng cái sắc mặt đỏ ửng, một bộ bức tranh câu dẫn người hình dáng đáng thương. Diệp Thần bước vào cung điện này thời điểm, thấy chính là cái này một bộ kiêu sa dâm dật cảnh tượng, tạm thời tới giữa cũng hoài nghi mình có phải hay không tới lộn địa phương. Đi tới một nơi ôn nhu hương. Những cái kia nữ võ tu cửa, chính là nhắm mắt lạnh lùng, không muốn gặp lại như vậy dơ bẩn một màn. Có chính là trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lại trực tiếp bắt đầu tu hành, cưỡng ép che giấu cái này chuyện ngoài thân. Diệp Thần lo lắng thân phận trước thời hạn bại lộ, cho nên cố ý tạp tiệc sẽ mở đã đến giờ, hắn lựa chọn một nơi so với là vắng vẻ án kê bưng ngồi xuống. Bên tai nguyên bản oánh oánh lượn quanh vòng đàn sáo tiếng. Cũng từ từ tiêu ngừng lại. Những cô gái kia phảng phất là được kêu gọi như nhau, rối rít đứng dậy, thu thập xong mình trang điểm áo khoác, khom người thối lui ra đại điện. Nguyên bản những cái kia đã bị sắc đẹp làm cho mê hoặc võ tu, lúc này cũng từ từ khôi phục thần thức, nhìn về phía với nhau ánh mắt tới giữa tràn đầy ngăn cách. Ha ha ha, các vị khách quý đến, thật là làm cho ta nho tổ thần điện nhà nghèo thêm rực rỡ à. Một người đầu chọc nam tử từ đại điện ra, rảo bước đi vào, trên mặt tràn đầy lau một cái phóng đãng hình hài mỉm cười. Tại Hạ Chí Huyền, chính là nho tổ đệ tử thân truyền, bị gia sư nơi nhờ, đặc biệt tới chiêu đãi các vị khách quý. Không biết các vị đối với Chí Huyền an bài còn hài lòng. Sớm liền nghe thấy Tử Sắc Hòa Thượng đại danh, không nghĩ tới lại là như vậy nhã nhân, thật là không có có đi một chuyến uổng công à, một cái cuồng dã người đàn ông, áo quần còn không có thu đúng lưu loát, lúc này đã không kịp đợi nói. Ha ha, có câu nói tử sắc tài khí, người không hưởng thụ chẳng phải uổng làm người. Tôn sư từng khuyên giải an ủi ta nhiều lần, chỉ là ta luôn là không biết hối cải, chỉ thích thua ở nữ nhân này trong đống. Chí Huyền vừa nói ánh mắt làm bộ như lơ đãng vừa chuyển, một bên đã hướng chủ vị sãi bước tới. Chí Huyền tôn giả thẳng thắn thụy đạt, muốn đến ở nơi này căn nguyên trên đường cần phải nên đi vô cùng là chót lọt. Khen lầm, Chí Huyền liền huy động liên tục tay. Một bộ làm không nổi hình dáng, lời nói vừa chuyển, Chí Huyền bất tài, nhưng cũng biết, các vị tới là vì địa tâm diệt châu. Chí Huyền tôn giả chất phác thẳng thắn, lão phu tính tình cũng là vô cùng là thẳng thắn, không thích giấu giếm. Ngồi ở trước nhất bên một vị ông già, một bộ người dẫn đầu hình dáng, lớn tiếng vừa nói, lão phu nhưng mà nhận được nho tổ thần điện anh hùng thiếp người, không biết cái này thiệp trên theo như lời nguyện cùng thiên hạ anh hào cùng chung địa tâm diệt châu, nhưng mà thật. Tự nhiên là thật, Chí Huyền sắc mặt không gặp chút nào biến hóa, nếu không, ta nho tổ thần điện cần gì phải phí lớn như vậy công phu, đem các vị triệu tập đến đây. Vậy địa tâm diệt châu thật đã hiện thế liền sao? Một vị khác mặc ra hổ thái chân cảnh ông già, không kịp đợi hỏi. Người đến, Chí Huyền nhưng chưa có hồi âm hắn, chỉ là qua một tí trưởng. Rất nhanh, hai vị vóc người uyển chuyển, trước ngực ngạo nghễ cô gái cùng bưng một cái rộng lớn hộp đi vào. Vậy hộp toàn thân phơi bầy ngăm đen vẻ, lại có một khối quy luật thần khí, đem hạt châu kia toàn bộ khí tức che giấu. Các vị khách quý, gia sư nho tổ mặc dù tu hành chính là hủy diệt quy luật, cái này địa tâm diệt châu nguyên bản đối với hắn mà nói chính là vô cùng thích hợp đồ, nhưng mà gia sư nhưng lại ba lần ân cần dạy bảo cùng ta,
nói cái này cùng Kỳ Châu hẳn cùng mọi người cùng chung. Nho Tổ đạo đức cao, làm người ta khâm phục. Trong chốc lát tất cả loại nịnh nọt tiếng tràn ngập bên tai bên trong, nhưng là mỗi người ánh mắt cũng tham lam nhìn chằm chằm đen nhánh kia hộp. Chí Huyền Tôn giả, cái này Địa Tâm Diệt Châu đã tuyệt tích vạn năm, có thể hay không trước mở ra hộp, để cho chúng ta vừa xem là mau. Đây là tự nhiên. Chí Huyền hai tay đặt ở trên cái hộp, có mấy cái giữ thế nào không ở võ tu, đã từ trên bồ đoàn đứng dậy, đến gần Chí Huyền bên người. Xoát xoát xoát, ngay tại hộp chậm rãi nâng lên, lộ ra một cái kẽ nứt thời điểm, vô số hủy diệt căn nguyên lực, giống như là từng chuôi lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm thủng góp ở bên cạnh người trên thân hình. Thậm chí có một ít đến gần thái chân cảnh tồn tại, cũng là tại chỗ vẫn mệnh. Có thể gặp trong này hủy diệt quy luật có kinh khủng dường nào. Ừng ực, lại một số người bị cái này hủy diệt dư âm đánh rơi trên mặt đất, trong miệng còn đang phát ra cô lỗ thanh âm, mười phần quỷ dị. Chí Huyền, ngươi làm gì vậy? Có nóng nảy sôi động người, đã cả kinh thất sắc, không nghĩ tới cái này Địa Tâm Diệt Châu vừa mới lộ diện một cái, giết hại cũng đã bắt đầu. Ta làm gì, mấy người này muốn phải ngay mặt mọi người cướp đoạt Địa Tâm Diệt Châu, Địa Tâm Diệt Châu hủy diệt khả năng đánh chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chí Huyền nguyên bản vẻ mặt tươi cười thần thái, lập tức đổi được lạnh như băng, răng môi thay đổi tới giữa đã cho mấy người này định tính là muốn cướp đoạt Địa Tâm Diệt Châu. Đám người thấy vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là mật thiết nhìn vậy hộp mở. Lau một cái rực cháy trắng bao la nước xoáy xuất hiện ở trước mắt mọi người, ở quỷ dị kia phiên động ngay tức thì, có thể mơ hồ thấy rực cháy màu trắng châu thể. Diệp Thần cảm giác vậy vô tận hủy diệt khí, trong chốc lát cũng có chút không rõ được. Nho Tổ tuyệt đối không phải cảnh vật gì minh lỗi lạc đạo đức cao hạng người, hắn không uống cái này Địa Tâm Diệt Châu, chỉ có ba loại có thể. Hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó hắn căn bản không cần, hoặc là hắn lấy được so Địa Tâm Diệt Châu thích hợp hắn hơn Kỳ Chân Dị Thảo, hoặc là chính là cái này Địa Tâm Diệt Châu có bẫy. Diệp Thần càng nghiêng về cái cuối cùng suy đoán, dẫu sao cái này chân quý Địa Tâm Diệt Châu, hắn không tin lấy Nho Tổ người như vậy, sẽ nguyện ý chắp tay nhường nhịn. Các vị khách quý, đây chính là Địa Tâm Diệt Châu, toàn bộ thiên nhân vực tới giữa, sợ rằng cũng chỉ có Nho Thần Cốc mới có thể tạo ra đây tuyệt hành động vạn năm đã lâu Địa Tâm Diệt Châu. Quả thật là thần vật à, vậy bao quanh hủy diệt khả năng, thật là chưa bao giờ nghe à. Một ít ánh mắt sắc bén thái chân cảnh cường giả, lúc này đang cẩn thận phân biệt bao trùm Kỳ Châu hủy diệt quy luật cùng với căn nguyên lực. Chí Huyền Tôn giả, lão phu có một câu, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Địa Tâm Diệt Châu đã tuyệt tích vạn năm, lão phu sợ mình mắt phụng về. Không cách nào phân biệt, không biết Nho Tổ thần điện là bằng vào gì kết luận vật này nhất định là Địa Tâm Diệt Châu. À, nhìn dáng dấp ngài là đang chất vấn chúng ta Nho Tổ thần điện. Chí Huyền vẫn là mặt mỉm cười, nhưng là một giây kế tiếp, ngón tay hướng ngoài điện móc một cái, một chồng Nho Tổ đệ tử đã đem nói chuyện ông già cùng với thế lực sau lưng hắn, toàn bộ ném ra đại điện. Không tin hết sức có thể rời đi, ta Nho Tổ thần điện làm việc, chưa bao giờ từng giải thích. Gặp hắn có chút tức giận, đám người vốn là xì xào bàn tán, lúc này vậy dần dần lắng xuống. Chí Huyền Tôn giả, ta tuyệt đối là tin tưởng Nho Tổ thần điện, chỉ bất quá, chúng ta nhiều người như vậy, cái này Địa Tâm Diệt Châu nên như thế nào cùng chung đây? Ha ha ha, ngài nói rất đúng, cái này Địa Tâm Diệt Châu chỉ có như thế một viên, chẳng lẽ nghiền nát, mỗi cái người cũng phân một chút sao? Tại hạ truyết gặp, không ngại có thể người cư chi. Chí Huyền dứt lời. Nhìn về phía trong đại điện đám người, các vị yên tâm, là công bằng khởi kiến, ta Nho Tổ thần điện sẽ không tham dự. Chí Huyền Tôn giả, ngài ý của lời này, chẳng lẽ là cường giả có? Một người mặc da hổ cay cú ông già lúc này đứng dậy, không che giấu chút nào mình con mắt bên trong vẻ tham lam. Hắn một mực lánh đời, vạn năm không ra, nếu không phải thiên nhân vực thiên đạo suy thoái, hắn thực lực tăng trưởng mấy phần, đã những ràng buộc. Đang cần Địa Tâm Diệt Châu lại đạp một bước, nếu không tuyệt đối sẽ không ra đời tới tham dự Địa Tâm Diệt Châu tranh đoạt. Nếu như ngài như vậy hiểu, vậy không hẳn là không thể. Chí Huyền một bộ biểu tình cao thâm khó lường, ta mới vừa đã nói qua, cái này Địa Tâm Diệt Châu dù cho hủy diệt quy luật dị thường mãnh liệt dâng trào, nhưng nếu là chia tay nhiều người, chỉ sợ cũng không có cái gì kỳ huyễn khả năng liền đi. Được, nếu ngài nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Ta lánh đời hủy diệt đạo tông tông chủ sẽ chờ cái này Địa Tâm Diệt Châu một lần hành động đột phá,
nói ta để ở chỗ này, muốn đoạt được địa tâm Diệt Châu hỏi trước qua ta. Hủy Diệt Đạo Tông là thứ gì? Vậy dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, chúng ta nữ hoàng bệ hạ mới vừa đột phá, nàng trong cơ thể đã có một viên thiên tâm U Châu, cái này địa tâm Diệt Châu là chúng ta nữ hoàng thần điện tất đoạt vật. Hừ, lúc này, ta quản ngươi cái gì nữ hoàng thần điện vẫn là cái gì Hủy Diệt Đạo Tông, như vậy chân bảo hiếm thế, dựa vào cái gì chắp tay nhường nhịn. Đánh miệng chiến đấu coi là cái gì, có bản lãnh quyền cước gặp chiêu thật à. Trong chốc lát tất cả mọi người hỗn chiến đến cùng nhau, toàn bộ tiệc rượu ngay tức thì biến thành một tràng náo nhiệt. Hủy Diệt Chân Nguyên Bảo, Rực Cháy Thiên Đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Máu tươi tiệm nhiễm, sát ý hội tụ. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Vô số nổ tung tiếng ở cái này trên bữa tiệc oanh mãnh liệt vang dội, tựa hồ có thể tiếng chấn động cửu tiêu vậy. Vậy người mặc da hổ tồn tại, sau lưng một con mãnh hổ hư ảnh xuất hiện ở hắn trên thân hình, đi đôi với mãnh hổ gầm thét tiếng, lại trực tiếp đem Huyền Cơ Nguyệt phái tới người trực tiếp đụng bay ra ngoài. Diệp Thần không nhúc nhích thần sắc hướng lui về phía sau mấy bước, tránh được cái này cuồng bạo hỗn loạn tình cảnh, nhìn Huyền Cơ Nguyệt phái tới người lại dần dần rơi vào hạ phong, Diệp Thần trong lòng có một chút không tốt dự liệu. Theo lý thuyết Huyền Cơ Nguyệt hẳn là đối với địa tâm Diệt Châu thế ở tất được, chắc chắn sẽ không chỉ phái như thế mấy người đệ tử dưới quyền tới, coi như là nàng bổn tôn tới, cũng nói đi qua. Trong này, nhất định có bẫy. Chí Huyền sắc mặt như thường vì mình rót rượu, từng ngụm uống xuống, một bộ lạnh lùng người đứng xem dáng vẻ, tựa hồ cái cây đuốc này căn bản cũng không phải là hắn thiêu cháy như nhau. Hắn tâm trí so với Cuồng Sinh và Thánh Niệm, chỉ có hơn chớ không kém, Diệp Thần trong lòng nghĩ ngợi, lúc này vậy chỉ có thể nhìn những thứ này cái gọi là chánh đạo võ tu vi địa tâm Diệt Châu mà giết lẫn nhau. Cho ta chết, từng cái võ tu cũng không có hạ thủ lưu tình, ở ngươi tới ta đi chiêu thức bên trong, lại đánh ra hỏa khí, nguyên bản còn có giữ lại thần thông, lúc này lại là lại cũng không có cái gì chút nào ẩn núp, đem âm ngoan, quả quyết, lạnh như băng, giết hại toàn bộ viết ở trên mặt. Địa tâm Diệt Châu là của ta, một cái máu trong vắt đưa tay hướng vậy địa tâm Diệt Châu. Nằm mơ, còn không cùng bàn tay hắn đến gần, một chuôi dễ như bỡn đao mang cũng đã đem hắn cánh tay đồng loạt chặt đứt. Cũng chỉ có một cái tay chỉ khoảng cách, hắn liền có thể bắt được địa tâm Diệt Châu. À, không biết là cánh tay đau đớn hay là đối với cái này chỉ thiếu chút nữa căm hận, người nọ bi thống gào thét, chỉ là hắn thân thể. Nhưng ở cái này ngay tức thì bị 4-5 cầm lưỡi dao sắc bén xuyên thủng. Vô số võ đạo ý vận phóng lên cao. Phải biết, cái này bên trong trừ còn thật cảnh cường giả ngoài ra, còn có một phần chia thái chân cảnh tồn tại à. Thiên nhân vực thiên đạo suy thoái sau đó, không thiếu lánh đời thế lực cường giả rối rít đột phá. Xiết hại tiếng giấy giụa, này thay nhau vang lên, toàn bộ trong đại điện mặt đất giống như bị máu tươi rửa qua như nhau, tràn đầy đỏ thắm. Chết liền nhiều người như vậy, thu tay lại đi. Một đạo thương hại thanh âm từ Diệp Thần bên người vang lên, nói chuyện chính là một vị tóc hư trắng đạo sĩ. Đạo sĩ kia thuần trắng đạo bào bên trên, không nhìn ra bất kỳ máu tanh vẻ, hiển nhiên cũng không có tham dự vào mới vừa chiến cuộc bên trong. Một đám rốt nát người, cái này căn bản không là địa tâm Diệt Châu. Không nghĩ tới lão đạo tới trễ một bước, lại gây thành đại họa như thế. Đạo sĩ thương hại mà tự thẹn lời nói, ngay tức thì đốt tất cả trong điện người. Cái gì, không phải địa tâm Diệt Châu? Đánh rắm, đậm đà như vậy hủy diệt quy luật, làm sao có thể không phải địa tâm Diệt Châu? Căn bản là ngươi mình muốn chiếm làm của mình, mới như vậy chê địa tâm Diệt Châu. Chí Huyền tôn giả, ngài nói nhanh một chút câu à, đây rốt cuộc là có phải hay không địa tâm Diệt Châu? Trong nháy mắt. Tất cả loại ô ngôn uế ngữ đã tràn ngập ở cái này bên trong đại điện. Những lính kia nhận trên phủ đầy đầm đìa máu tươi người, đã sớm giết mù quáng, lúc này gặp lão đạo nói đây không phải là địa tâm Diệt Châu, trong lòng đã sớm lửa giận sôi trào, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Chí Huyền lúc này lại lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường, cái này rốt cuộc có phải hay không địa tâm Diệt Châu, các ngươi hỏi một chút những cái kia từ đầu đến cuối không có người xuất thủ, chẳng phải sẽ biết. Lúc này trong điện những cái kia áo khoác nhuốm máu, cụt tay cụt chân võ tu, quay đầu nhìn về phía những cái kia xa xa né tránh ở cung điện hai bên người, mồm miệng cũng có chút run rẩy, các ngươi vì sao không ra tay. Cái này thật chẳng lẽ không phải địa tâm Diệt Châu.
hai cổ hoảng sợ ý niệm, ở mỗi người bọn họ trong lòng điên cuồng cuộn sạch, thật giống như đem bọn họ toàn bộ biến dạng vậy. Không có ai trả lời bọn họ, mọi người cũng chỉ là lạnh nhạt nhìn đám này giết đỏ mắt võ tu, giống như là xem dị thú vậy, mắt lộ ra thương hại. Diệp Thần đã sớm cảm thấy cái này Địa Tâm Diệt Châu có cổ quái, như vậy làm việc tác phong một chút cũng không giống Nho Tổ Thần Điện, cho nên, suy đoán cái này Địa Tâm Diệt Châu 80% là giả. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, những cái kia cùng hắn ôm ý tưởng giống vậy người, lại không có ở đây 10 người dưới. Đám người thí chủ, lúc này sáng tỏ vậy không tính là muộn. Lão đạo nhảy tới trước một bước. Hắn dưới chân dâng lên lau một cái mỏng manh mây mù, đem hắn đến mức máu toàn bộ phân hóa mở, chân không dính trần trực tiếp đi tới cái gọi là Địa Tâm Diệt Châu trước mặt. Không sợ hãi chút nào, hắn trực tiếp đưa tay nắm vậy Địa Tâm Diệt Châu, trong tay màu trắng mây mù trước mắt, trực tiếp đem quấn quanh ở nơi này Địa Tâm Diệt Châu trên hủy diệt quy luật kích động mở. Mọi người thấy mất đi hủy diệt quy luật hơi thở kỳ châu, vậy chỉ là một viên rực cháy màu trắng phổ thông hạt châu mà thôi. Thậm chí phía trên liền thần văn cũng không có. Tất cả mọi người ánh mắt đổi được bi thương mà nghiêm nghị, nhất là những cái kia mất đi đồng bạn, mất đi bộ phận tay chân, lúc này một mặt chật vật đứng ở nơi này trên đại điện. Lúc đầu, bọn họ chỉ là Nho Tổ Thần Điện đùa bỡn một chàng trò khỉ, bọn họ là cảnh diễn này bên trong nhất đầu nhập si khỉ. Chí Huyền, ngươi lấn hiếp người quá đáng, lại cầm giả Địa Tâm Diệt Châu tới lừa gạt chúng ta. Trong chốc lát, tất cả còn có ý thức võ tu cửa, rối rít chửi rủa nói. À, ta lừa gạt các ngươi, ta Nho Tổ Thần Điện mới được một quả hạt châu, chúng ta quản nó kêu Địa Tâm Diệt Châu, muốn cùng mọi người chia sẻ, chúng ta sai lầm rồi sao? Chí Huyền đúng dịp nói làm sắc tranh cãi trước, trên mặt không có chút nào vẻ áy náy. Hơn nữa, ta Nho Tổ Thần Điện cũng không có cầm đao gác ở các ngươi trên cổ, ép các ngươi tới, càng không có thanh đao đặt ở trên tay các ngươi, bức bách các ngươi giết lẫn nhau. Rõ ràng là chính các ngươi tham lam, quay đầu lại, nhưng phải đem trách nhiệm đổ tội đến trên người ta sao? Diệp Thần trầm mặc nhìn thế cục này tinh đổi, như vậy làm việc tác phong, mới là Nho Tổ đệ tử vậy âm hiểm điệu bộ. Ta khinh, rõ ràng chính là ngươi bố trí tới lừa gạt chúng ta, lúc này lại một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dáng. Ta nói các vị, các ngươi nuốt trôi khẩu khí này sao? Dù sao lão phu là không nuốt trôi, sao không cùng nhau đem hắn cái này Nho Tổ Thần Điện phá hủy, cũng tốt cảm ơn bọn họ khổ cực như vậy bày ván này. Ta đồng ý, liền đem cái này Nho Tổ Thần Điện phá hủy, xem hắn như thế nào cùng Nho Tổ giao phó. Cái gọi là lạc đà gầy lớn so với ngựa, những cái kia rất có khí tính võ tu cửa, chắc chắn là nuốt không trôi khẩu khí này, lại trực tiếp dự định đối với Chí Huyền và đền động thủ. Diệp Thần gặp những cái kia cùng hắn như nhau khoanh tay đứng nhìn người, lúc này đã từ từ hiện lên trước mắt án kích, rối rít ngồi thẳng xuống, không chút nào đem những cái kia hỗn chiến người liên hiệp để ở trong lòng. Những thứ này, mới thật sự là muốn đoạt được Địa Tâm Diệt Châu, hơn nữa đối với Địa Tâm Diệt Châu cũng hoặc là Nho Tổ Thần Điện có hiểu biết người. Diệp Thần cẩn thận quan sát lưu lại mỗi một người, bọn họ phần lớn là thiên đạo suy thoái sau quật khởi một ít mạnh đại môn phái cùng với lánh đời tông môn. Bất quá năm đại thiên điện ngược lại là không có phái người tới. Sợ rằng Long Môn bí cảnh sau đó, những ngày qua điện cũng không có hạ quan tâm chuyện của ngoại giới. Lúc này thân là tán tu lại chỉ có hắn cùng trước kia hắn nhìn thấy cái đó cô gái thần bí. Diệp Thần trong lòng đại động, người phụ nữ này lại cũng không có cuốn vào hỗn chiến bên trong, hoặc là vô cùng là kết luận cái này Địa Tâm Diệt Châu là giả, hoặc là chính là có ẩn tình khác, nói không chừng là Nho Tổ Thần Điện người mình. Nhưng là như vậy quen thuộc hơi thở, lại để cho Diệp Thần trong chốc lát không cách nào xử đừng, chỉ có thể xa xa đánh giá đối phương dáng vẻ dung mạo. Chỉ tiếc, đối phương cùng hắn như nhau, hiển nhiên là nghi dung tới, nón lá rộng vành dưới dung mạo không có chút nào chỗ hơn người, thậm chí hình dạng là tỉnh táo bình thường, cùng xinh đẹp cũng dính không được nửa đồng tiền quan hệ. Nhưng là thân hình niểu na, đối với con bướm cốt chống đỡ ở phía sau lưng bên trong, biểu dương ra vô tận thân thể mềm mại. Lúc này nàng thần sắc so với cái khác bưng người ngồi, muốn hơn nữa ổn định, thậm chí ánh mắt cũng không có lưu chuyển, chỉ là yên lặng thưởng thức trước mặt mình trà, một bộ lặng lẽ đợi hoa nở dáng vẻ. Nàng đang chờ cái gì? Cùng thật Địa Tâm Diệt Châu xuất hiện. Nhưng là làm sao có thể chứ? Diệp Thần không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày một cái, cầm ly rượu tay, không tự chủ chậm lại, như có điều suy nghĩ nhìn cô gái kia.
Nhìn thời gian càng dài, cảm giác quen thuộc liền càng mãnh liệt, nàng rốt cuộc sẽ là ai? Giết! Còn không cùng Diệp Thần muốn rõ ràng, những cái kia đã sớm người bị trọng thương, lúc này giơ riêng mình vũ khí, hướng Chí Huyền đánh tới. Oan oan tương báo khi nào? Mau dừng tay, bỗng dưng phối hợp tánh mạng thôi. Lão đạo sắc mặt thương hại, trong tay huyễn hóa ra vô tận trắng như tuyết phân khí, đem những cái kia liều chết xung phong đi lên người ngăn trở ở. Toàn bộ cung điện bên trong, ngay tức thì rơi vào một phiến trắng bệch, tựa hồ bao phủ ở một tầng vân khí ở giữa. Tiếng la giết, tiếng gào thét, nhưng cũng không vì là thị lực xem không thấy mà dừng lại, ngược lại càng mãnh liệt. Lão đạo, thật không biết ngươi là thật tâm thiện vẫn là giả từ bi, ngươi nếu không phải nói cho bọn họ có lẽ sẽ không chết. Xương trắng tản đi sau đó, Chí Huyền đứng ở trên đại điện, một đôi mang giày đã bị nhuộm đỏ bừng, nguyên bản treo ở trên cổ hắn niệm châu, lúc này đã bị hắn hái xuống, cầm ở trong tay. Chỉ bất quá vậy chiều dài đã rút ngắn tốt một đoạn. Những cái kia trước đối với hắn kêu đánh kêu giết người, lúc này đang nằm ở lạnh như băng trên mặt đất, mỗi người giữa cổ họng cũng nạm một quả niệm châu. Cái này niệm châu, lại mới là hắn đại sát khí. Lão đạo nghe được Chí Huyền mà nói, lắc đầu một cái, nói, ngươi là đây hết thảy nhân quả, lão đạo chỉ là cho biết bọn họ chân tướng, muốn đến, làm một cái rõ ràng quỷ cũng tốt hơn bị người khác đỡ đạn sứ nhanh hơn sống một chút. Lão đạo xoay người nhìn cái này bên trong đại điện vẫn không có người rời đi, tiếp tục nói, cái này căn bản là một chàng trò lừa bịp, các vị nếu đã bo bo giữ mình, vẫn là lúc này thối lui, cách xa thị phi. Người đắng khuyên người khác rời đi, muốn đến vậy là muốn nuốt một mình liền cái này địa tâm diệt châu đi. Nếu như ta không có nhìn lầm, người tu chính là hủy diệt quy luật, thật là buồn cười, tu hủy diệt phép tắc tăng lữ, vẫn còn có một viên từ bi chi tâm, thật là làm cho người than thở à. Chí Huyền vẻ mặt tươi cười nói, nhìn về phía lão đạo kia ánh mắt tiết lộ ra không có hảo ý sáng bóng. Lão đạo mặc dù tu hủy diệt quy luật, nhưng cũng không phải là vì địa tâm diệt châu tới. Ha ha ha, lão đạo lừa, ngươi là đang lừa gạt chính ngươi sao? Nếu như không phải là bởi vì địa tâm diệt châu, ngươi biết vượt qua ngàn dặm đi tới ta Nho Tổ Thần Điện. Ngươi chẳng lẽ là ngay trước bên trong đại điện tất cả người, cũng là người ngu đi? Lão đạo kia tạm thời tiếng nói nghẹn, không biết nên như thế nào phản bác. Chí Huyền nói không sai, nếu như hắn không phải thấy địa tâm diệt châu anh hùng thiếp, căn bản không sẽ đặt chân Nho Tổ Thần Điện. Nhưng là, thấy cái này cùng chém giết cảnh tượng, hắn nhưng cũng là liếc mắt một cái thấy ngay Chí Huyền đo lường, làm sao hiện tại những cái kia không có tham dự hỗn chiến người, cũng bất quá là đem hắn làm một cái người cạnh tranh mà thôi. Lão đạo thần sắc đổi được bi thương, nếu các ngươi không tin, vậy coi như xong. Muốn lấy được địa tâm diệt châu tuyệt không phải chuyện dễ, hắn Nho Tổ Thần Điện dựa vào cái gì chắp tay nhường ra. Chuyến này, coi như là ta lão đạo đi không, nếu như tin được ta, lại cùng ta cùng nhau rời đi, còn có thể bảo vệ một mạng, nếu không cái này vừa ra trong hũ bắt con ba ba kịch hay, liền lại làm một lần con ba ba đi. Toàn bộ trong đại điện, Linh Linh đốm nhỏ ngồi ngay ngắn người, không có một người đứng dậy, càng không có một người đáp lại. Bọn họ lạnh lùng nhìn lão đạo ánh mắt đổi được thương hại mà tiếc nuối, cuối cùng một người lẻ loi rời đi đại điện. Diệp Thần ở trong lòng khẽ thở dài một cái, tiền bối này nhưng là ý tốt, chỉ bất quá lưu lại người, nào có một cái không phải là đối cái này địa tâm diệt châu thế ở tất được. Chỉ sợ biết rõ đây là thú bị nhốt đấu, cũng phải đấu một trận. Ha ha ha, Chí Huyền cuồng vọng tiếng cười, ở cái này trong đại điện quanh quẩn, người đâu? Từng cái trước nùng trang diễm mạt cô gái, từ ngoài điện nối đuôi ra, trực tiếp quỳ sụp xuống đất trên, bắt đầu thu đúng vậy từng cổ thi thể. Đối mặt cái này giữ tợn tàn thi tay cụt, bọn hắn con mắt thậm chí không có một chút chớp động, liền quỳ ở nơi đó, đem thi thể hòa tan thành máu loãng, sau đó từng điểm lau chùi sạch sẽ.